Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện xuyên màn đêm. Hôm nay tôi xin gửi đến các bạn bộ truyện Nhân vật phản diện tôi nuôi đều ngoẻo. Mời tất cả các bạn lắng nghe. Chương 101. Sơn Hà cố nhân chính Diệp Trần không phải người học giỏi lịch sử. Dựa theo những gì ba tám nói thì thời đại này không phải là dân quốc trong trí nhớ của cô. Dân quốc có Đỗ Nguyệt Sanh, có Từ Chí Ma, có Trương Ấu Nghi, có Trương Bá Câu liều mạng bảo vệ văn vật. Còn ở đây, những con người đó đều không có. Thế nhưng, thế giới này lại giống như có một mối tương quan với thế giới của cô. Tất cả những sự kiện lớn đều lần lượt xảy ra theo đúng như trong lịch sử. Ví dụ như sự biến Đông Bắc, hội chiến Tùng Hổ, mất nước, chiến tranh. Diệp Trần không đọc tiểu thuyết cận đại, không xem lịch sử cận đại. Bởi vì mỗi lần đụng tới giai đoạn này cô lại cảm thấy vô cùng thảm thiết, đau khổ, nhục nhã, rùng mình. Nhưng vào giờ khắc này, khi Hồng Sanh nhắc tới chuyện này, Diệp Trần bỗng chợt ngộ ra, lịch sử đang tới, trái tim. Cô bình tĩnh tới lạ kỳ, cô quay đầu nhìn Hồng Sanh. Hồng ra, nếu Thượng Hải cũng xa lầy thì ông sẽ làm gì? Hồng Sanh cười, cúi đầu đáp. Hồng mổ chỉ là dân thường áo vải, Tống tiểu thư cho là tôi có thể làm được gì. Nói xong, Hồng Sanh nghiêng đầu, ngược lại, không biết Tống tiểu thư định làm gì, làm hết khả năng của mình. Thái độ của Diệp Trần khiến Hồng Sanh bất ngờ, cô không định rời đi sao? Nước nhà ở đây, tôi có thể đi đâu? Diệp Trần nhìn những quán hàng nhỏ bày bán ven đường, những chiếc xe kéo vội vã chạy ngang, những đứa trẻ bán báo dạo lang thang rồi nói, Hồng ra, tôi không giống ông, với ông, mạng sống rất quan trọng, chuyện này cũng rất bình thường, đại đa số mọi người đều nghĩ như thế, nhưng với tôi, cái chết chẳng qua chỉ là để bắt đầu một cuộc đời mới, đem mạng tôi đổi một mạng cũng đáng, đổi được càng nhiều mạng thì càng lời. Cô chết, chẳng qua là bắt đầu tới thế giới tiếp theo, còn người ở thế giới này chết thì không được như vậy. Hồng Sanh nghe xong, hàng mày cau chặt, ông im lặng. Lục Minh không tới trường mà bận đi tới các buổi đấu giá. Trong khoảng thời gian này, anh đã mua lại được rất nhiều văn vật, lặng lẽ cất trữ trong nhà, mua nhà ở Hương Cảng, cho người sang đó mở cửa hàng làm ăn, thua thiệt chút cũng không sao. Quan trọng là mở đường chuẩn bị cho sau này, dựa theo các mốc thời gian 666 cung cấp, sau khi Đông Bắc xa lầy, mấy tháng sau, Thượng Hải cũng sẽ bắt đầu chiến tranh, bị ép phải ký kết hiệp định ngừng chiến Tùng Hổ. Tối đa không quá một năm, chiến tranh sẽ bùng nổ trên toàn quốc. Trước thời điểm này, anh phải đưa bằng được văn vật sơ tán tới nơi an toàn, ngoại trừ Hương Cảng. Anh thực sự không nghĩ ra nơi nào khác, đi dạo một vòng trong hội chợ đấu giá. Lục Minh quay về đón Diệp Trần, đứng chờ sẵn trước cửa nhìn quanh, chờ cô đi ra. Anh đứng trước cửa trông rất hút mắt. Cô bạn học trọc trọc người Diệp Trần, hỏi khẽ, Tống Uyển Thanh, người ấy nhà cậu lại tới đón cậu nữa kìa. Diệp Trần quay đầu nhìn, theo, người thanh niên đứng tựa người trên hành lang, bóng dáng tuấn tú. Cao ráo, sơ mi trắng, di lê kẻ sọc ô vuông, áo khoác vắt gọn gàng trên tay, trông rất công tử. Diệp Trần mím môi chờ tới giờ tan học, đi cùng các bạn tốt năm tốt ba ra về. Lục Minh vui vẻ đi tới, hai tay đút túi quần, cười bảo, hôm nay em hẹn bạn đi chơi rồi. Diệp Trần liếc nhìn cô bạn đi bên cạnh, nụ cười của Lục Minh cứng lại. Diệp Trần khẽ hỏi, được không? Được, Lục Minh đáp, tất nhiên là được, để tôi đưa hai người đi nhé. Không cần đâu, cô gái đứng bên kéo người Diệp Trần sát lại, cười bảo, chúng em đi dạo cùng nhau, ngồi xe chẳng thú vị gì cả. Được thôi, Lục Minh gật đầu, cười bảo, vậy các em đi, chơi vui vẻ nhé. Nói xong, Lục Minh đưa tay ra, đưa sách tôi cầm về cho. Diệp Trần đưa sách cho anh ta rồi nắm tay bạn học đi mất. Lục Minh hụt hẫng đứng trông nhưng rồi lại tự nhủ cô ấy kết giao thêm được nhiều bạn là chuyện tốt. Biết đi chơi một chút, lại càng tốt hơn. Anh cầm sách về, ngồi vào xe, bỗng thấy tò mò bình thường cô ấy học những gì. Sách của Diệp Trần toàn là sách giáo khoa,
chỉ có duy nhất một quyển tiểu thuyết, Lục Minh lật thử, là một câu chuyện tình vụng trộm ngoài luồng, vốn anh cũng không để tâm cho đến khi lật tới trang cuối, thấy có nét chữ đàn ông đề, chữ tuy đẹp nhưng nét nào nét đấy đều rất rắn rỏi, nhìn là biết ngay chữ đàn ông, chữ trên trang cuối ấy đề, hồng xanh tặng. Cảnh tượng hồng xanh nhìn Tống Uyển Thanh lập tức hiện lên trong đầu Lục Minh, anh chợt nhớ lại quyển sách sáng nay tặng cô ấy không cần mình, cô ấy chọn hồng xanh, Lục Minh không biết bản thân đang cảm thấy thế nào nữa, hơi hơi căng thẳng, hơi hơi đau khổ, anh gấp cuốn sách lại, về nhà, đặt chỗ sách ở cạnh giường Diệp Trần, đặt cuốn sách của mình lên trên cùng, che cái quyển tiểu thuyết kia đi nhưng rồi nghĩ lại. Anh lấy sách về, ngồi trong phòng mình, xé từng tờ ném vào chậu than, ngọn lửa nuốt chửng trang sách, gặm dần, Lục Minh. Có cảm tưởng ngọn lửa đó đang thiêu đốt ngay trong tim mình, anh muốn làm chút gì đó nhưng bất lực, anh không biết mình rốt cuộc nên lấy lập trường gì để nghĩ về chuyện này. Mấy ngày tiếp sau, Lục Minh bỏ mặc Trần song song, ngày ngày đưa đón Diệp Trần, canh phòng nghiêm ngặt như tử thủ. Chỉ hận không thể giám sát không rời mắt khắc nào, nhưng Diệp Trần lại trở nên bận rộn, ngày nào cũng đi chơi với bạn, đây cũng là chuyện không thể khác được. Gần đây cô bị bọn Long Hưng Bang làm phiền, gần như ngày nào cũng sinh sự, cô bắt buộc phải lấy cớ đó để qua mặt Lục Minh. Lục Minh thấy Diệp Trần ngày càng xa lạ nhưng là chính anh ta bảo cô đi học, bảo cô kết giao bạn bè. Giờ cô chẳng qua chỉ làm đúng theo lời anh ta mà thôi, cho dù có buồn lòng thế nào cũng phải ráng chịu. Có một hôm Tống Uyển Thanh đi ra ngoài tới tối chưa thấy về, quản gia đi báo với Lục Minh, thiếu gia, Diệp Trần dẫn người đánh nhau với bọn Long Hưng chia nhau chạy tứ tán, người của Diệp Trần đang truy lùng, giờ đang khá căng, cậu xem, dặn mọi người bảo vệ cẩn thận địa bàn chúng ta quản lý. Đứa nào dám tới gây sự, đến đứa nào đánh đứa đó. Cái tên Diệp Trần này Lục Minh đã từng nghe tiếng. Sau khi Trần ra chết, Hồng Xanh đã nâng đỡ một con rối mới lên thay tiếp quản toàn bộ Trần ra. Nghe nói là một kẻ cực kỳ ác độc, rất giỏi đánh đấm, vậy mà lại là đàn bà. Hiện tại, Lục Minh không muốn chống đối Hồng Xanh thẳng mặt. Chỗ Diệp Trần động thủ đều là những chỗ anh ta không nhúng tay vào cho nên tuy anh ta và Diệp Trần đều đang ra sức mở rộng địa bàn khắp nơi nhưng hai người chưa từng trực tiếp đối đầu. Diệp Trần gây chuyện với Long Hương, tất nhiên Lục Minh sẽ đứng ngoài cuộc nhưng nghĩ tới chuyện Tống Uyển Thanh vẫn đang ở bên ngoài. Lục Minh liền cầm áo khoác ra khỏi nhà, mau đi tìm thiếu phu nhân. Lúc Lục Minh đi ra ngoài thì nha hoàn của Trần song song chạy tới hô hoáng. Thiếu gia, Trần tiểu thư ngất rồi, ngất thì gọi bác sĩ. Lục Minh lạnh lùng lườm, cút ngay, đứa, ở bị Lục Minh dọa sợ khiếp vía, anh ta đi mất rồi mới hoàn hồn chạy về báo với Trần song song đang nằm trên giường giả bệnh. Tiểu thư, thiếu gia đi tìm thiếu phu nhân rồi, anh ta đi tìm Tống Uyển Thanh. Trần song song không tin nổi, mày chưa nói là cô mày bị bệnh à, nói rồi ạ. Anh ta bị Tống Uyển Thanh cho uống bùa mê thuốc lú gì rồi hay sao? Trần song song hét lên, trong lòng anh ta còn có cô mày nữa không? Đứa nha hoàn bĩu môi, không dám nói gì, người ta đi tìm vợ mình, cô thì là cái thá gì? Biết tính Trần song song nên con bé cứ thế đứng cúi đầu ngoan ngoãn. Trần song song la hét tên Tống Uyển Thanh, xé trăng, đập cốc, gào lên, tao nhất định phải giết nó. Diệp Trần lúc này đang cúi đầu kiểm tra thi thể của bang chủ bang Long Hưng. Cuối cùng chuyện này cũng kết thúc được rồi. Long Hưng bang được coi là đại bang phái lớn thứ hai ở Thượng Hải. Cô cướp được địa bàn của bang Long Hưng thì chuyến này chỗ đứng ở Thượng Hải xem ra đã chắc chân rồi. Hồng Xanh đứng sau lưng cô, Trương Hỷ che ô cho ông ta. Nước mưa lác đác rơi làm ẩm áo Diệp Trần. Cô mặc áo trắng quần đen rộng rãi, áo đen khoác ngoài, gấu quần dính máu, đôi mắt đằng sau mặt nạ bình tĩnh thờ ơ. Hồng Xanh nhìn vào vết thương trên cánh tay cô, người này cứ như thể không biết đâu là gì vậy. Ông ta cau mày nhắc, đi băng bó lại đi. Diệp Trần gật đầu, đứng dậy, đi bệnh viện với Hồng Xanh. Băng bó xong,
Hồng Xanh đưa cho cô một bộ y phục và giày mới. Diệp Trần nhíu mày khó hiểu. Quần áo của tôi đâu? Xấu quá. Vứt rồi. Lúc đi một bộ, về một bộ, ông bảo tôi phải giải thích thế nào với Lục Minh đây. Bảo cô đi mua quần áo. Hồng Xanh đến cả cớ cũng đã kiếm hộ cô rồi. Diệp Trần không nói gì được nữa. Đành phải mặc bộ đồ Hồng Xanh mua cho mình. Hồng Xanh mua cho cô một chiếc sườn xám tà dài màu xanh lam may bằng lụa bóng, loang loáng lên dưới ánh đèn, ôm sát cơ thể, tôn lên những đường cong, tà sẽ cao tới đùi. Lúc bước đi có thể thấy thấp thoáng đôi chân dài thanh mảnh khiến tim, người loạn nhịp, đôi mắt Hồng Xanh sâu thăm thẳm, ép bản thân phải quay đầu đi, đưa cho cô một chiếc áo khoác rồi chở Diệp Trần về. Ông ta đưa Diệp Trần về tới gần Lục phủ thì dừng. Xuống xe trước mở cửa cho cô, Diệp Trần đưa một tay ra cho ông ta đỡ. Diệp Trần đi giày cao gót bất tiện, phải nắm tay Hồng Xanh xuống xe. Đang định chào tạm biệt ông ta thì nghe một giọng người khàn khàn gọi, Uyển Thanh. Diệp Trần quay đầu lại nhìn, Lục Minh đang đứng dưới ngọn đèn. Người anh ướt đẫm nước mưa, không biết đã đội mưa đi bao lâu. Giọng anh khàn khàn, dường như đã phải nói rất nhiều. Anh lẳng lặng nhìn cô và Hồng Xanh, ánh mắt nguội lạnh, lòng hơi buồn, dường như đang đứng ngay bên bờ sụp đổ nhưng vẫn đang cố ghìm mình lại. Đầu Diệp Trần trống rỗng, cô không nghĩ ra được lý do nào để giải thích cho tình cảnh lúc này, nhưng may mắn Lục Minh đã bắt cho cô một bậc thềm. Anh đi về phía cô, bàn tay lạnh buốt nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô, ôn tồn bảo, tối nay xảy ra chuyện, loạn lắm. Tôi tìm em cả đêm rồi. Nói xong, Lục Minh nhìn sang Hồng Xanh, gật đầu chào, cảm ơn Hồng gia đã đưa cô ấy về. Hồng Xanh nhìn Lục Minh, khá bất ngờ về sức nhẫn nại của chàng trai trẻ này. Ông ta điềm đạm cười, chút chuyện nhỏ thôi, có thể cống hiến sức mình cho người đẹp như Lục phu nhân đây là vinh hạnh của tại hạ. Nghe ông ta nói vậy, Lục Minh không những không giận mà còn cười bảo, nói là như thế nhưng dẫu sao cũng phải cảm tạ Hồng gia đã đưa cô ấy về với tôi. Lục phu nhân vẫn luôn là Lục phu nhân. Hồng gia nói có phải không? Hồng Xanh nghe ra ý của Lục Minh, mắt lạnh đi, thủng thẳng đáp, đời người rất dài, có lúc thăng lúc trầm, chẳng ai là sẽ chắc chắn ở bên ai cả đời cả. Hôm nay là Lục phu nhân, ngày mai nói không chừng đã là Hồng phu nhân. Đây là chuyện rất khó nói trước. Người khác khó nói thế nào tôi không biết, nhưng vợ tôi sẽ mãi mãi là vợ của tôi. Lục Minh cúi đầu, dịu dàng nhìn Diệp Trần đang tỏ ra căng thẳng. Uyển Thanh, chúng ta về nhà thôi. Nói xong, Lục Minh liền quay người đi trước. Diệp Trần đi giày cao gót không tiện đi nhanh. Lục Minh cố hết sức đi thật chậm bước, nắm tay cô, không nói một lời. Hai người đi trong con ngõ, bước qua những vũng nước mưa. Diệp Trần cảm thấy tâm trạng Lục Minh đang rất tệ nên không dám lên tiếng, giày mới đi đau chân, cô cũng không dám nói gì. Lục Minh đi được mấy bước, bỗng cúi xuống nhìn giày Diệp Trần hỏi, không dễ đi à? Dạ. Diệp Trần ngơ ngác nhìn anh, sao Lục Minh biết? Lục Minh hiểu ý trả lời, tiếng bước chân của em nghe là lạ. Nói xong, Lục Minh khom người đứng trước cô, bảo rất tự nhiên, lên đi, tôi cõng em. Diệp Trần không dám từ chối, rụt rè leo lên lưng anh. Quần áo của anh đã ướt hết nhưng tấm lưng thì ấm đến lạ. Diệp Trần lặng im nằm úp sấp trên lưng, cảm nhận hơi ấm anh truyền cho. Mưa phùn nhẹ nhàng phủ sương lên quần áo cô, nhớ lại giọng nói khàn khàn của anh. Bỗng thấy hơi áy náy, anh, tìm em nãy giờ à? Ừ, Lục Minh không hỏi thêm gì khác mà chỉ dặn, sau này, nếu chơi về khuya thì nhớ nhắn cho anh một tiếng. Diệp Trần dựa vào lưng anh, khe khẽ nói, cảm ơn anh, Tống Uyển Thanh. Lục Minh bỗng gọi đầy đủ cả họ lẫn tên cô. Diệp Trần chột dạ, tưởng là Lục Minh định chất vấn quan hệ giữa mình và Hồng Xanh, vội vàng nháp thử đủ kiểu kịch bản trong đầu. Không ngờ anh chỉ bảo, mai anh đi mua quần áo với em nhé. Diệp Trần, Lục Minh đã nói là làm. Hôm sau, anh liền dẫn Diệp Trần đi mua đồ. Diệp Trần bị anh dọa sợ chết khiếp nhưng Lục Minh cứ mãi chẳng hỏi chẳng rằng, vẫn rất mực dịu dàng. Anh càng như vậy, Diệp Trần càng có dự cảm có chuyện lớn đang chờ mình phía trước. Mua xong quần áo,
Lục Minh không về nhà ngay, anh dẫn cô tới một cửa hàng lộng lẫy. Trong cửa hàng bày bán rất nhiều trang sức, châu báu. Lục Minh đưa cô lên tầng 2. Một người nước ngoài đã luống tuổi bước ra chào hỏi. Ông ta đặt một cái hộp lên mặt quầy, mở nắp hộp ra. Bên trong toàn là kim cương hạt. Tiếp đó, ông ta lấy ra một sấp bản vẽ, nói với Diệp Trần. Đây là những thiết kế Lục tiên sinh đã thảo luận với chúng tôi. Mời cô xem. Diệp Trần hoang mang quay sang nhìn Lục Minh. Chúng ta vẫn chưa có nhẫn cưới. Lục Minh hất cằm. Chọn một cái em thích đi. Diệp Trần im lặng. Những viên kim cương sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Người thanh niên đứng bên sắc mặt trầm tĩnh, bình thản. Diệp Trần nhoẻn cười. Anh không có gì muốn hỏi em à. Chuyện đó có quan trọng không? Lục Minh nhìn cô. Tống Uyển Thanh, em rốt cuộc vẫn là vợ tôi. Diệp Trần hiểu thái độ của Lục Minh. Cô nhếch môi, nói đầy chua chát. Thế nếu lỡ có một ngày em không muốn làm nữa thì sao? Vậy ít nhất em cũng đã từng là vợ tôi. Lục Minh cúi đầu, giấu đi nét mặt của mình. Điềm tĩnh nói, tôi sẽ ở bên em, đồng hành cùng em, chờ đợi em. Cho tới tận ngày tôi từ xả cõi đời, tôi không cần em phải đáp lại. Lục Minh ngẩng đầu lên nhìn cô, tay cầm lấy tay cô, nói đầy trịnh trọng. Tôi chỉ hy vọng, em có thể bình an cả đời, có thể mãi mãi như giờ khắc này, sống trong niềm, tự tôn, kiêu hãnh. Giữa thời đại như vậy, có thể sống bình an, giữ được tôn nghiêm, chính là lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Diệp Trần không nói gì, cô cúi đầu chọn kiểu đơn giản nhất. Hôm đó, Lục Minh dắt cô về. Tuy anh không nói gì nhưng Diệp Trần có cảm tưởng trong sự im lặng của anh dường như ẩn chứa muôn vàn lời nói. Tối đó, lúc đã lên giường, Diệp Trần cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại mất ngủ nữa. Có cảm giác như mình đang trôi giữa dòng nước lũ. Rất muốn dừng lại nhưng không thể làm nổi. Cô muốn đáp lại chút gì đó một phần tình cảm nhưng vì cô đã sớm tự chọn đường đi và kết cục cho mình nên chút tình cảm này lại trở thành một thứ xa xỉ phẩm ngoài tầm. Với hôm sau, Diệp Trần vẫn đi học bình thường. Lúc tan học, Hồng Sen bỗng nhắc, ngày kia là sinh nhật tôi. Diệp Trần nhìn ông ta, Hồng Sen cười bảo, tôi đã mời Lục Minh rồi, hy vọng trước lúc đó. Cô có thể thanh lý sạch sẽ quan hệ giữa cô và anh ta. Diệp Trần mím môi, không đáp lại gì. Tối đó, Diệp Trần về nhà, ngồi trên giường, nhìn thấy tập thơ anh cho để ở đầu giường. Cô cầm lên, lật tìm bài thơ anh đọc cho mình nghe hôm đó. Đang đọc thì bỗng ngoài cửa có tiếng người gọi cửa. Diệp Trần ra mở, là Trần Song Song. Cô bỏ tập thơ sang một bên, ngạc nhiên hỏi. Sao Trần Tiểu Thư lại tới đây? Trần Song Song bưng một bát canh gà, nhỏ nhẹ bảo, em tới để nhận lỗi với chị. Gì? Diệp Trần thấy đối phương vẫn đang đứng ngoài cửa bèn né người nhường lối, vào trong rồi nói. Trần Song Song bưng bát canh gà vào phòng, Diệp Trần mời cô ta ngồi. Trần Song Song cười bảo, dạo này trời giá rét, hôm nay em hầm canh gà, vội đưa tới cho chị tẩm bổ. Nhân tiện bồi tội với chị, cô có gì mà phải bồi tội với tôi? Diệp Trần chớp chớp mắt ra vẻ không hiểu. Trần Song Song nhìn đối phương, lòng thầm nghĩ, vẫn luôn nghe nói Tống Uyển Thanh là kẻ thật thà, ngây thơ. Quả nhiên, đúng là như vậy, cô ta đã làm tới tận mức này, vậy mà Tống Uyển Thanh trông vẫn rất vô tư, đúng là đồ ngu. Nhưng mà cho dù cô ta ngu ngốc cũng không có nghĩa là cô sẽ bỏ qua cho cô ta. Gần đây Lục Minh thường xuyên qua lại chỗ cô ta. Nếu không nhân lúc Lục Minh vẫn còn chút tình nghĩa với mình mà trừ bỏ ả, ngày sau e là sẽ càng thêm khó. Trần Song Song nghĩ đoạn bèn nói với Diệp Trần, em có mấy lời riêng muốn nói với chị. Diệp Trần hiểu ý liền bảo bọn nha hoàn ra ngoài. Trong phòng chỉ còn Trần Song Song và Diệp Trần. Trần Song Song thấy mọi người đều đã đi hết bèn đẩy bát canh gà lại gần Diệp Trần, ân cần bảo, chị tranh thủ uống đi lúc đang còn ấm rồi em sẽ nói với chị. Diệp Trần lắc đầu, buổi tối tôi không ăn thêm nổi nữa, cô nào có ngu, đồ Trần Song Song đưa, đến môi cô cũng chẳng dám nhấp. Trần Song Song bày ra cái vẻ âu sầu, canh này em hầm mất những 2 giờ,
không uống được nhiều thì uống một hớp cũng được, đừng lãng phí tấm lòng của em. Nghe lời này xong, Diệp Trần lại càng không dám uống, thế cứ để đó đã, lát nữa tôi uống sao. Trần Song Song thấy, cũng không thể ép thêm được nữa đành phải gật đầu. Diệp Trần hỏi, cô có chuyện gì thì nói đi, em tới đây là để xin lỗi chị. Trần Song Song bày ra vẻ mặt ăn năn, chị cũng biết đó, thiếu gia đón em vào dinh cũng đã nhiều ngày, em vốn cũng không dám nghĩ, sợ làm chị không vui. Dù sao chị cũng là vợ của thiếu gia, giờ đã không còn là thời đại năm thê bảy thiếp nữa. Lệnh trên ban hành là chế độ một vợ một chồng, em nào có phúc phần gì chứ. Nhưng nhà em xảy ra chuyện, người nhà đều đã không còn, chỉ còn có thể đi theo thiếu gia. Em sợ chị không vui, vẫn luôn muốn tới xin lỗi nhưng không có dũng khí. Giờ khó lắm mới có dũng khí một lần, cuối cùng em cũng có thể nói ra lời trong lòng rồi. Trần Song Song nói liền một hơi xong rồi nhìn Diệp Trần, mặt như sắp khóc, cầm tay Diệp Trần, tha thiết hỏi, chị có thể tha thứ cho em không? Động tác của cô ta quá bất ngờ, Diệp Trần còn đang mãi ngẫm nghĩ lời cô ta vừa nói, không chú ý tới cô ta sắp cầm tay mình. Trần Song Song cầm trúng chỗ vết thương trên tay Diệp Trần khiến cô đau quá suýt xoa một tiếng. Diệp Trần đáp, chỉ cần thiếu gia thích, đâu đến lượt tôi nói gì chứ. Trần Song Song im lặng, cô ta để ý thấy khoảnh khắc suýt xoa vừa rồi của Diệp Trần. Hiện giờ cô ta rất nhạy cảm với vết thương trên tay bởi vì cô được người của mình báo cho biết ả đàn bà đeo mặt nạ giết cả nhà cô ta tự xưng là Diệp Trần vài ngày trước quyết chiến với Long Hưng Bang đã bị thương ở tay. Cô ta biết rất rõ vị trí của vết thương, đã từng mường tượng nó trong đầu vô số lần. Đây chính là manh mối quan trọng để cô ta tìm ra hung thủ. Vậy mà, vào lúc này, vị trí cô ta chạm vào trùng khớp đúng với vị trí cô ta từng tưởng tượng. Trần Tiểu Thư, thấy Trần Song Song ngẩn người, Diệp Trần cảm thấy lạ. Trần Song Song hồi thần, giả vờ buông tay ra. Thừa lúc Diệp Trần mất cảnh giác liền nhanh tay vạch tay áo Diệp Trần nhìn thử. Diệp Trần phản ứng rất nhanh, ngay lập tức bóp chặt yết hầu của Trần Song Song. Trần Song Song trợn mắt nhìn vết thương trên tay Diệp Trần, cổ bị xiết không nói được, cố hết sức giãy giụa, đấm đá, đôi mắt ngập tràn hận thù. Diệp Trần quan sát phản ứng của Trần Song Song liền biết ngay thân phận của mình đã bị lộ. Cô bật cười mỉa mai, nhận ra rồi à. Trần Song Song sững sờ, liền đó càng giãy giụa mãnh liệt hơn, nhào về phía Diệp Trần, phát ra những tiếng khò khè không rõ chữ. Diệp Trần biết đã đến lúc bản thân phải quyết đoán. Cô nhớ tới chuyện Đông Bắc bị Sa Lầy Hồng Xanh nói mấy hôm trước, nghĩ tới tình cảm mình dành cho Lục Minh dường như đang ngày càng sâu đậm, nhớ tới lời dặn thanh lý sạch sẽ Hồng Xanh mới nhắc hồi chiều và nhìn Trần Song Song trước mặt một lòng muốn dồn cô vào chỗ chết. Mặt Diệp Trần đanh lại, thân phận Lục Thái Thái này không thể dùng tiếp nữa rồi. Diệp Trần tăng lực siết trên tay, cũng chính vào thời khắc này, Trần Song Song bất ngờ rút súng từ sau lưng ra. Cô ta làm bộ giãy giụa nãy giờ chính là để đánh lừa Diệp Trần, chờ đợi khoảnh khắc này. Nhưng tốc độ của Diệp Trần nhanh hơn nhiều. Cô vung tay bẻ hướng nòng súng chỉ về phía cổ Trần Song Song. Ngón tay đặt trên cò súng của Trần Song Song lập tức đông cứng. Diệp Trần dùng tay còn lại đánh vào cổ tay Trần Song Song. Trần Song Song đau la lên một tiếng, súng bị rơi xuống đất. Diệp Trần chói nghiến hai tay của Trần Song Song lại với nhau, một tay túm cổ tay Trần Song Song, tay kia nâng cầm cô ả lên, cầm bát canh gà để bên, rút hết vào miệng à. Trần Song Song ra sức giãy giụa nhưng không ăn thua, thực lực hai bên quá chênh lệch, căn bản không có cách nào cả. Diệp Trần đổ hết bát canh gà vào bụng Trần Song Song xong, cô ta run rẩy quỳ dưới đất, máu tươi chảy ra khỏi miệng. Cô ta ú ớ cố nói gì đó. Diệp Trần bỏ bát canh gà sang một bên, im lặng nhìn người quỳ dưới sàn nhà. Cô nói gì cơ? Diệp Trần khom người xuống, mặt lạnh tanh, thử nghe xem Trần Song Song nói gì. Mày! Giọng Trần Song Song thều thào đứt hơi nhưng lòng căm hận trong mắt thì rực cháy, sẽ không có kết cục tốt. Diệp Trần nhếch môi, nhẹ nhàng đáp, ra đi thanh thản.
Trần song song thổ ra một búng máu rồi đổ vật xuống nền nhà. Diệp Trần đứng thẳng người dậy, dọn dẹp hiện trường một chút rồi hốt hoảng la toáng lên. Bác sĩ, mau gọi bác sĩ. Chương 102, Sơn Hà cố nhân 10. Diệp Trần la lên xong, bọn nha hoàn liền xông vào phòng. Trông thấy Trần song song nằm dưới đất và Diệp Trần đứng bên sợ xanh mặt. Đại nha hoàn của Diệp Trần lập tức la, mau gọi thiếu gia và bác sĩ tới. Lục Minh hay tin Trần song song chúng độc lập tức lao tới phòng Diệp Trần, nhưng lúc này Trần song song đã chết. Bác sĩ nâng tay nhìn đồng hồ, tuyên bố thời gian tử vong. Diệp Trần ngồi một bên run rẩy được Lưu Thư ôm vào lòng. Đầu Lục Minh ong ong, chết rồi ư? Trần song song chết rồi. Cô ta chết thì giáp cốt phải làm sao đây? Anh ta phải bắt đầu lần tìm manh mối lại từ đầu ư? Nhật Bản sắp tấn công Thượng Hải rồi, liệu có còn kịp? Lục Minh ngơ ngác đi tới chỗ Trần song song, tự tay xác nhận Trần song song đã tắt thở rồi ngẩng đầu nhìn Diệp Trần ngồi bên kia. Cô ấy chết thế nào vậy? Diệp Trần cúi đầu không trả lời. Lục Minh nhìn thấy vết hằn trên tay Trần song song do Diệp Trần gây ra thì hoang mang hỏi, em đánh nhau với cô ấy à? Diệp Trần vẫn không nói gì. Lục Minh sốt ruột gắt lên, em nói đi chứ, người có phải do em giết không? Ra ngoài hết đi. Diệp Trần đứng dậy, đuổi bọn người hầu đi ra ngoài. Lục Minh quan sát phản ứng của Diệp Trần, trực giác mách bảo điềm chẳng lành. Diệp Trần sửa sang lại quần áo rồi im lặng nhìn anh ta, mắt cô hơi đỏ, ương ước, trong tuổi thân nhưng cũng đầy kiên định. Lục Minh mấp máy môi, đứng dậy, muốn ôm cô, xin lỗi em, Lục Minh. Cô gọi tên anh, giọng khàn khàn, chúng ta ly hôn đi. Vòng tay Lục Minh mở ra dừng lại giữa không trung, trông có phần ngớ ngẩn. Anh nhìn cô gái mắt đỏ hồng trước mặt mình, trong thâm tâm không hề cảm thấy bất ngờ. Chính anh ta cũng không biết từ lúc nào mình đã thầm biết trước kết cục ngày hôm nay, là ngay từ đầu lúc đưa cô đi biệt thự hay là kể từ lúc trông thấy hồng xanh dịu dàng nhìn cô. Anh biết sớm muộn gì người này cũng sẽ ra đi. Anh im lặng. Diệp Trần vò chặt chiếc khăn trong tay, điềm đạm nói, người là do em giết. Anh muốn giao nộp em cho cảnh sát cũng được, giết em đi cũng được, em giết cô ấy, em chấp nhận. Lục Minh không trả lời, anh cúi đầu nhìn Trần song song nằm dưới đất, có vô vàn lời muốn nói nhưng trước khi anh kịp nói bất kỳ điều gì, Diệp Trần đã lên tiếng trước. Em biết anh không thích em, ngay từ đầu đã vậy. Trước khi gả cho anh, em không biết anh là người thế nào, chỉ được nhìn thấy anh trong ảnh, trông có vẻ rất ưa nhìn, tuấn tú, nho nhã. Lúc ấy em nghĩ, lấy anh nhất định sẽ tốt với em, vậy nên em mang niềm tin ấy bước lên kiệu. Thế nhưng em thật chẳng ngờ, ngay đêm tân hôn, chồng em, cho dù bị người ta chốt cửa cũng không muốn chung giường với em. Diệp Trần hít sâu một hơi, chớp chớp mắt. Lục Minh cảm thấy đau tan lòng nát dạ. Anh lên tiếng, giọng khàn đặc, xin lỗi. Không có gì. Diệp Trần cầm khăn chấm nước mắt, gắng gượng cười rồi bảo, anh cũng là người đáng thương. Anh không thích em không hiểu anh. Cuộc hôn nhân này của chúng ta vốn dĩ là nghiệt duyên, là do em quá cố chấp, quá cưỡng cầu. Em vẫn luôn nghĩ, nếu có thể làm một người vợ tốt thì rồi anh cuối cùng sẽ thích em. Anh bảo em qua biệt thự ở, em đi. Anh bảo em về. Anh bảo em đi học, em đi học. Anh bảo em làm gì, em đều làm hết. Em biết anh thích Trần Tiểu Thư, em chịu đựng. Em cho rằng cứ chịu đựng thêm một chút, nhất định có thể chịu đựng tới cùng. Nhưng cuối cùng em cũng biết, con người không thể nào chịu đựng mãi được. Diệp Trần lấy tay che mắt, giọng hơi run. Em ghen tị, em khó chịu. Em tức giận, em đau lòng, giống như Trần Tiểu Thư muốn giết em, thực ra em cũng muốn giết cô ấy. Lục Minh, nước mắt cô trào ra qua kẽ hở, cô nghẹn ngào nói, em không thể tiếp tục được nữa. Chúng ta, trái tim cô run lên, giọng run rẩy, ly hôn đi. Lục Minh im lặng, sau một hồi lâu, anh khàn khàn hỏi, nếu tôi nói cho em biết, tôi thích em thì sao? Diệp Trần sững sờ ngẩng đầu lên, nét kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt đầm đìa nước mắt.
Lục Minh cười cay đắng, nhìn cô, nghẹn ngào nói, nếu tôi nói cho em biết, tôi không để tâm chuyện Trần Song Song chết, tôi vẫn luôn chỉ thích mình em, nếu vậy thì sao, em có còn muốn ly hôn nữa không? Nói xong lời ấy, không biết vì sao, trong đầu anh bỗng hiện lên những ký ức mơ hồ, dường như có một người nào đó vẫn luôn nói hẹn gặp lại và rồi luôn luôn ra đi, anh không biết đó là ai, chỉ biết nỗi tuyệt vọng trào dâng như muốn nhấn chìm tất cả. Anh nhìn Diệp Trần, chờ đợi phán quyết của cô. Diệp Trần từ từ cười rộ lên, quá muộn rồi. Lục Minh cười khẽ, em có người trong lòng rồi, phải không? Diệp Trần không đáp, cô biết Lục Minh hiểu lầm quan hệ giữa cô và Hồng Xanh nhưng hiện giờ cô phải xử lý sạch sẽ quan hệ giữa cô và Lục Minh đã. Lục Minh nếu đã hiểu lầm, cô sẽ không giải thích. Lục Minh bước tới trước, mặt cô, hơi khom người xuống, ngửa đầu nhìn cô, bàn tay áp lên khuôn mặt cô, tôi sẽ tốt với em hơn hắn ta. Anh ngửa đầu nhìn cô như một đứa trẻ, nói xong lời đó, nước mắt liền chảy. Đôi mắt anh nổi bật dưới ánh đèn ẩn chứa vô vàn bi thương, Diệp Trần không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó, cô quay đầu đi, không nhìn, anh nhìn đăm đăm vào cô, tiếp tục nói, tôi sẽ ưu tú hơn hắn, trưởng thành hơn hắn, yêu em nhiều hơn hắn, quan tâm em nhiều hơn hắn. Tống Uyển Thanh, nước mắt anh dâng lên, làm nhòe bóng hình người trước mặt, giọng nói nghe như nức nở, em có thể, xin lỗi. Diệp Trần vội bỏ ra ngoài, rất xin lỗi, Tống Uyển Thanh, Lục Minh gọi to tên của cô, Diệp Trần đứng sững lại, vò chặt chiếc khăn trong tay, nhìn ngọn đèn trước mặt, cảm giác nước mắt sắp sửa trào ra mất rồi, Lục Minh và cô quay lưng về phía nhau, hai người chỉ cách nhau trong gang tấc nhưng không ai nhìn thấy ánh mắt của đối phương, Lục Minh từ từ nhắm mắt lại, thật lâu sau, cuối cùng anh hỏi, em định đi đâu? Đi đâu cũng được, Diệp Trần cúi đầu, khàn khàn đáp, tóm lại không nên ở lại đây, bất kể là đâu, Lục Minh nhắm mắt, siết chặt nắm đấm, tôi sẽ đưa em đi, Diệp Trần quay đầu lại, không thể tin nổi, anh quỳ dưới đất, đầu gục xuống, lặng đi một lúc, rồi cô đáp, cảm ơn anh, Lục Minh im lặng, anh đứng dậy, gọi người vào dọn dẹp các thứ, anh đích thân đưa cô ra xe. Lái xe chở cô đi, ngồi vào xe, anh hỏi, đã nghĩ ra được sẽ đi đâu chưa, đưa em tới chỗ Hồng ra đi, Diệp Trần cúi đầu, Lục Minh cứng người nhưng anh không nói gì cả, Diệp Trần không có nhiều đồ, hai đứa nha hoàn hồi môn ngồi xe sau, trong xe chỉ có hai người, Lục Minh và cô, Lục Minh không nói chuyện, Diệp Trần cũng không nói chuyện, xe tới Hồng Phủ, Lục Minh dừng xe lại, khàn khàn bảo, đi đi, vâng, Diệp Trần đang chuẩn bị ra khỏi xe thì Lục Minh bỗng bắt lấy tay cô, Diệp Trần quay đầu, thấy Lục Minh nắm tay cô, người đang run lên, nếu như, anh không dám quay đầu nhìn cô, mặt cúi, thấp, tôi nói là nếu như, thật nhiều năm sau, tôi còn sống, em còn sống, còn chưa nói hết, Lục Minh đã thôi, Diệp Trần không hiểu, Lục Minh, không có gì. Không biết nghĩ tới điều gì, Lục Minh chậm chậm thả tay ra, ngẩng đầu nhìn cô, gắng kéo căng khóe môi cười, hắn có tốt với em không? Tốt, vậy là tốt rồi, Lục Minh gật đầu, ở cùng hắn thì nhớ khuyên hắn đi Hương Cảng đi, đi sớm một chút, đừng chậm trễ, Lục Minh siết chặt tay lái, không dám quay đầu lại, Diệp Trần nhíu mày, Trương Hỷ che ô đi tới gần ô tô, vui mừng hỏi, Tống tiểu thư, cô tới thật đấy à, Diệp Trần thôi nhìn Lục Minh, quay đầu đi, cúi người ra khỏi ô tô sau đó ngẩng đầu chào Trương Hỷ, chú Trương, nói xong, cô đưa mắt nhìn Hồng Xanh đứng cách đó không xa, ông ta che ô màu đen, mặc áo trường sam cổ đứng màu xanh lam, lặng lẽ đứng trong mưa chờ cô nhún người, gật đầu chào, Hồng ra, Lục Minh thấy Diệp Trần đã được đón, không ở lại thêm nữa. Cả một câu chào cũng không, đánh xe quay đầu, đi mất, trên đường về, anh phóng xe lao như bay, nước mưa xối vào thân xe, đập vào cửa kính, đôi mắt anh ầm ập nước, chớp một cái, nước mắt liền trào ra, 666 đau lòng quá đỗi, không ngừng bảo, chủ nhân,
khó chịu thì đừng cố nhịn. Anh thích cô ấy sao lại chịu ly hôn chứ? Phụ nữ đều dễ cảm động, anh giữ cô ấy bên mình, dần dần rồi sẽ làm cô ấy cảm động thôi. Làm cô ấy cảm động để làm gì chứ? Lục Minh khàn khàn bảo, sớm muộn gì tôi cũng phải đi, tôi còn phải gánh vác trọng trách của mình. Có Hồng Xanh chăm sóc cho cô ấy, tôi cũng thấy yên tâm hơn một chút. Thế sao không sớm để cô ấy đi đi? 666 bực mình, anh đúng là yếu đuối, thích thì phải theo đuổi chứ, theo đuổi chưa được thì phải nỗ lực hơn, sợ cái gì? Nếu cô ấy thích tôi sẽ không buông tay. Lục Minh siết chặt tay lái, chặt đến nỗi cánh tay run lên. Nhưng cô ấy không thích tôi kéo cô ấy nhảy vào hố lửa để làm gì, tình cảm gì chứ? Lục Minh cười khổ sở, còn sống đã là khá lắm rồi, Hồng Xanh cũng khá được, hai người họ ở bên nhau, tôi giao lại giáp cốt tìm được cho họ mang đi Hương Cảng, chờ hoàn thành xong nhiệm vụ, xem họ sinh con dưỡng cái, vậy là đủ rồi, nếu vận khí tốt một chút, tôi có thể giúp được đất nước, giúp được nhân dân gì đó, anh đừng nói nữa, 666 nổi cáu, 666 giận rồi, 666 mặc kệ anh, 666 ghét chủ nhân. Lục Minh im lặng, chạy xe tới một mảnh đất đầy cỏ lau, không có bóng người, rốt cục không chịu nổi nữa, anh dừng xe lại, gục đầu xuống tay lái, không nói một lời, cỏ lau nhẹ nhàng đu đưa trong gió như những cơn sóng trào, nhấp nhô lớp thấp lớp cao, dần dần trôi xa. Diệp Trần xách hành lý vào Hồng Phủ, nói với Hồng Xanh, kế tiếp đây phải làm phiền Hồng ra, chuyện xảy ra quá đột ngột. Chưa kịp chuẩn bị nơi ở, tôi sẽ bảo người đi tìm phòng mới, nhanh chóng chuyển đi, không hề gì. Hồng Xanh lồng hai tay trong tay áo, đi trước Diệp Trần, giọng bình thường, nhà cửa rộng rãi, trống trải, cô cứ ở luôn cũng không sao, càng thêm náo nhiệt. Nói xong, Hồng Xanh đẩy cửa, đứng cạnh cửa, mỉm cười, xét cho cùng, tôi cũng già rồi, biết cô đơn rồi. Hồng ra nói đùa, ông đương tuổi tráng niên, sao có thể nói là già. Diệp Trần ôm sách đi vào phòng, Trương Hỷ đi theo sau lưng, phòng này có vẻ như đã được chuẩn bị sẵn từ lâu, bàn trang điểm, tủ quần áo, mọi thứ đều đầy đủ, đúng là phòng dành cho phụ nữ ở. Diệp Trần quan sát căn phòng, khá là bất ngờ, phòng này. Hồng Xanh hiểu ý cô muốn hỏi. Tôi biết cô sớm muộn gì cũng tới ở nên đã chuẩn bị trước. Diệp Trần quay đầu nhìn Hồng Xanh. Hồng Xanh đứng tựa ở cửa, mỉm cười bảo. Tôi vẫn luôn tin rằng, Tống Tiểu Thư không phải người sẽ vì hôn nhân mà từ bỏ quyền thế. Gọi tôi là Diệp Trần đi. Diệp Trần quay mặt đi, cúi đầu, bảo với Hồng Xanh. Hồng ra, tôi mệt rồi. Hồng Xanh gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Đợi đến khi trong phòng không còn ai nữa, Diệp Trần cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, ngã lưng xuống giường, nhớ tới Lục Minh, anh bảo anh ta liệu có buồn không, chắc là có, 38 đang lượn lờ trên trang mua sắm chọn mua quần áo, đáp qua loa, cô nghĩ thế nào mà cứ nhất nhất đòi đi thế hả, thế giới này, tôi không muốn quá thân thiết với anh ấy, Diệp Trần ủ rũ, tôi còn rất nhiều việc muốn làm, tôi hiểu. 38 gật đầu, tình cảm có thể nói sao, ở thế giới này, trong lòng cô, thứ cô không dứt bỏ nổi là đất nước phải không? Diệp Trần không trả lời, 38 chọn một chiếc mũ đen, ướm thử lên đầu, an ủi bảo, cô yên tâm, tôi luôn luôn ủng hộ cô. Diệp Trần ngủ ở nhà Hồng Xanh một đêm, chiều hôm sau, Lục Minh làm xong xuôi các thủ tục ly hôn, đưa giấy chứng nhận ly hôn cho Diệp Trần. Diệp Trần đặt tờ giấy chứng nhận ly hôn cùng một chỗ với quyển thơ anh tặng, cất vào trong ngăn kéo khóa lại. Sáng hôm sau nữa, Diệp Trần vừa mở mắt, Hồng Xanh đã nhắc cô, hôm nay là sinh nhật của ông ta, ta đã mời Lục Minh tới dạ Thượng Hải. Hồng Xanh nhìn gương, chỉnh lại nút thắt cổ áo, hôm nay động thủ với Lục Minh không thành vấn đề chứ, phải giết người. À, cô nỡ hả? Hồng Xanh quay đầu lấy cái mũ Trương Hỷ đang cầm trên tay, Diệp Trần cúi đầu không nói, Hồng Xanh đội mũ lên đầu, điềm tĩnh bảo,
không nỡ thì đừng có hỏi ta, nếu tôi cứ mãi không nỡ, Hồng Gia sẽ làm thế nào? Diệp Trần đi theo Hồng Xanh ra ngoài, Hồng Xanh liếc cô một cái, cười bảo, ta rất hài lòng với cục diện hiện tại, cậu ta coi giữ địa bàn hiện tại của cậu ta có thể mở một mắt nhắm một mắt, còn nếu cậu ta muốn nhiều hơn nữa, vậy cũng không cần cô ra tay, tuy Hồng mổ trà rồi nhưng vẫn còn cầm được đao. Diệp Trần im lặng, Hồng Xanh ngồi vào bàn, liếc nhìn bộ đồ trên áo dưới váy của cô, nhíu nhíu mày, tối nhớ thay một bộ đẹp vào, bộ này xấu quá. Diệp Trần ngẩn ra rồi nhớ tới bộ đồ Hồng Xanh mua cho mình, tuy Hồng Xanh thích mặc áo trường sam truyền thống nhưng lại rất thích phụ nữ mặc sườn xám đi giày cao gót. Diệp Trần sờ thử mặt mình, cảm thấy yêu cầu của Hồng Xanh với cấp dưới có hơi bị cao quá, không những phải biết đánh đấm mà còn phải đẹp, đúng là khó hầu hạ. Tuy nghĩ vậy nhưng bất kể thế nào Hồng Xanh cũng coi như là ông chủ của Diệp Trần. Tối đến, Diệp Trần uống tóc, trang điểm, mặc sườn xám, đi giày cao gót, khoác áo khoác, đi bao tay, rất ra dáng một người phụ nữ thạo ngón ăn chơi ở đất Thượng Hải. Trang điểm xong, Diệp Trần mới nhớ tới mặt nạ, đeo nó vào rồi đi ra cửa. Hồng Xanh thấy cô đeo mặt nạ thì cười khôi hài, cô xem. Trang điểm cho đẹp rồi lại đeo mặt nạ, không phải là quá lãng phí hay sao? Diệp Trần trợn mắt, mặc kệ ông ta, ngồi vào xe, tay cô vân vê tà váy, túi để trên đầu gối, hỏi, tối nay Hồng Gia tính thế nào? Cho một bài cảnh cáo đi. Hồng Xanh tựa lưng vào ghế ngồi, tay đặt lên hai chân bắt chéo, dáng ngồi rất thẳng, nhắm mắt lại bảo, ta không ra tay, cậu ta lại tưởng ta là hạng dễ bắt nạt. Hiểu rồi ạ. Diệp Trần gật đầu, từ Hồng Phủ tới Dạ Thượng Hải tốn chưa tới nửa giờ xe chạy, Hồng Xanh cố ý tới muộn, lúc ông ta xuất hiện, Dạ Thượng Hải đã ngồi kín người. Hồng Xanh xuống xe trước, vươn tay đỡ tay Diệp Trần xuống xe. Diệp Trần vừa xuất hiện, mọi người đồng loạt đổ dồn vào nhìn, hiện giờ thủ hạ đắc lực tâm phúc nhất của Hồng Xanh là một người phụ nữ đeo mặt nạ tên là Diệp Trần. Ai cũng đều có chút tò mò, ngay cả Lục Minh cũng không ngoại lệ. Lục Minh chưa từng gặp Diệp Trần, trước đây đã người này là nhân vật chỉ tồn tại trong lời đồn. Anh ta thấy cái tên Diệp Trần này hơi quen tai nhưng không nhớ được cụ thể là vì sao. Anh cũng từng hỏi 666 nhưng 666 nói vì bị máy chủ hạn chế nên cô ấy không thể tiết lộ gì được. Diệp Trần không phải một người bình thường, Lục Minh biết chắc như vậy. Vậy nên, khi Diệp Trần xuất hiện, anh ta liền nhìn thử, xem cảnh Diệp Trần đáp hờ lấy tay Hồng Xanh. Lục Minh cứ cảm thấy động tác này quen quen, bất giác nhíu mày, cố gắng hồi tưởng xem đã thấy ở đâu. Sắm vai bạn cặp nữ của Hồng Xanh, Diệp Trần rất nể mặt, khoác tay ông ta đi vào. Hồng Xanh liên tục chào hỏi quan khách, lúc đi tới chỗ Lục Minh, Hồng Xanh cười chào, Lục công tử. Hồng Gia, Lục Minh đặt ly rượu xuống, nhíu mày nhìn chỗ tay hai người khoác nhau hỏi, sao hôm nay không đưa Tống tiểu thư theo? Hồng Xanh và Diệp Trần đều ngẩn ra, Lục Minh lạnh lùng nhìn Hồng Xanh, chiếm được thì phải biết quý trọng, mong Hồng Gia biết thế nào là đủ. Hồng Xanh bật cười, Hồng mổ hiểu ý của Lục công tử yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt cho Tống tiểu thư. Lục Minh gật đầu, nâng ly với Hồng Xanh, tôi còn có bạn. Hồng Gia cứ tự nhiên, nói xong, Lục Minh liền bỏ đi. Hồng Xanh cúi đầu nói khẽ với Diệp Trần, vẫn còn nhớ cô lắm. Ừm, Diệp Trần cúi đầu, Hồng Xanh vỗ tay cô, nhắc, đừng mềm lòng, ông yên tâm. Nói xong, Hồng Xanh dẫn cô về chỗ ngồi, lên sân khấu nói mấy câu phát biểu mở màn buổi tiệc. Mọi người ở dưới trên sân khấu vũ công nhảy múa, ca hát, xa hoa trụy lạc, náo nhiệt vô cùng. Diệp Trần ngồi cạnh Hồng Xanh, bàn ông ta ngồi toàn là các nhân vật máu mặt của bến Thượng Hải. Lục Minh và Diệp Trần một trái một phải ngồi cạnh ông ta. Sau một thời gian phấn đấu, hiện tại quá nửa địa bàn ở Thượng Hải đã nằm trong tay của hai người. Hồng Xanh là lão đại, vậy thì Lục Minh và Diệp Trần chính là lão nhị. Nhưng điểm khác nhau là, Lục Minh viết hầu xương,
tiếp quản được người của Bác Môn. Vậy nên thực lực chân chính của Lục Minh sâu khôn lường, Hồng Xanh là người giỏi giao tế. Không khí bữa tiệc rất thoải mái, dùng bữa xong, Hồng Xanh rót rượu cho Lục Minh, cười bảo, người ta vẫn nói trường răng xóm sau xô xóm trước. Nhìn Lục công tử, Hồng Mổ dường như được thấy lại chính mình năm đó. Có điều, Hồng Mổ năm xưa là người giữ quy củ, Lục công tử đi du học về, nhắc tới quy củ của Bến Thượng Hải e là không được rành rẽ lắm nhỉ. Lục Minh không đáp, anh ta biết Hồng Xanh muốn nói gì. Người làm ăn ở Bến Thượng Hải này đều phải cống nạp một phần cho Hồng Xanh. Hiện nay anh ta khuếch trương lớn như vậy nhưng lại không đưa cho ông ta nửa đồng. Từ lúc Hồng Xanh đi tìm anh ta đã sớm hiểu rõ ý đồ của người. Này, Lục Minh không nói gì, chờ Hồng Xanh mở miệng. Hồng Xanh thấy Lục Minh im lặng bèn gọi Diệp Trần. A Trần, Diệp Trần hiểu ý Hồng Xanh, ngẩng đầu cười tủm tỉm với Lục Minh. Không biết Lục công tử có thể nể mặt nhảy với tôi một điệu chăng? Lục Minh vốn định từ chối nhưng nhìn dáng dấp của Diệp Trần, nghe giọng nói của Diệp Trần, anh ta lại cảm thấy quen thuộc lạ lùng, do dự giây lát, cuối cùng Lục Minh vẫn gật đầu. Diệp Trần đứng dậy, Lục Minh đi theo Diệp Trần ra sàn nhảy, trên sàn nhảy đã có người đang khiêu vũ. Diệp Trần và Lục Minh đi vào, Lục Minh khách sáo đứng. Diệp Trần chủ động đặt tay lên vai Lục Minh, cười nói, Lục công tử. Lục Minh mím môi, đặt hờ tay lên lưng Diệp Trần, trông như ôm nhưng thực tế không hề chạm vào. Diệp Trần thầm thấy buồn cười, cái con người này, đúng là có hơi bị bảo thủ thâm căn cố đế. Đèn trên sàn nhảy rất tối, giai điệu cũng thong thả vô cùng. Diệp Trần và Lục Minh nhẹ nhàng đong đưa cơ thể theo điệu nhạc, cô là người lên tiếng trước. Đi thẳng vào vấn đề, Lục công tử từ lúc tiếp quản Lục gia tới nay, địa bàn của Lục gia mở rộng không ngừng, Lục công tử lại chưa từng dâng lễ cho Hồng gia chút gì, điều này không hợp lẽ lắm nhỉ? Dâng lễ, tất nhiên là có, Lục Minh thông thả đáp, nhưng không biết Hồng gia muốn bao nhiêu. Hồng gia không phải người có lòng tham, 1/10 là đủ rồi. Lục Minh cười lạnh một tiếng, còn gì nữa? Các bang phái có thế cân bằng lẫn nhau, hiện giờ địa bàn của công tử cũng đủ rồi. Công tử nên học cách vừa lòng, nếu, Lục Minh nhếch môi, tôi không học được thì sao? Không học được, Diệp Trần liếc nhìn anh ta, vậy đành phải dạy. Vừa nói xong, bàn tay Diệp Trần lập tức bổ về phía Lục Minh. Lục Minh xoay người, hất Diệp Trần ra. Diệp Trần xoay mấy vòng giống một người bạn nhảy bị bạn cặp đẩy ra. Sau đó liền khom người chặt xuống bụng Lục Minh. Lục Minh giơ tay lên, kéo cô xoay tròn ngược trở về, đồng thời tay kia chặn tay Diệp Trần, áp sát người, hai người so chiêu như đang khiêu vũ, động tác vừa nhanh, chuẩn, vừa tao nhã, trông không khác gì khiêu vũ. Vấn đề là động tác của Diệp Trần càng ngày càng khiến Lục Minh có cảm giác quen thuộc. Trong trí nhớ của các kiếp thì thời gian anh ta làm quân diễn là dài nhất. Động tác của người trước mặt này, thấp thoáng, có nét giống với Thiên Kiếm Tông. Lục Minh lạnh mặt, càng thêm khẳng định giữa mình và đối phương có một mối quan hệ rất sâu sắc. Trong khoảng thời gian ngắn, hai bên đã giao thủ không dưới 100 chiêu. Anh ta nhìn vào đôi mắt bình tĩnh của người phụ nữ này, nhất thời cảm thấy ngập tràn hiếu kỳ. Anh ta đã từng gặp Diệp Trần, nhất định là đã từng gặp rồi. Trong lòng anh rất chắc chắn nên liên tiếp ra đòn tấn công về phía mặt nạ của Diệp Trần. Diệp Trần phát hiện ý đồ của đối phương, nhất thời không nghĩ ra tại sao Lục Minh lại có hứng thú với mặt nạ của mình. Cô cố gắng bảo vệ mặt nạ của bản thân nhưng Lục Minh lại càng thêm tập trung vào chiếc mặt nạ này hơn. Động tác cũng mỗi lúc một, nhanh, càng ngày càng gấp gáp. Khi âm nhạc lên tới cao trào, Lục Minh đặt được tay lên mặt nạ của Diệp Trần. Diệp Trần lùi người về sau, Lục Minh bất giác giữ một tay cô kéo lại, chặn ở ngang hông, ép Diệp Trần đổ lưng về, ánh đèn dừng trên khuôn mặt trắng ngần xinh đẹp của Diệp Trần, Lục Minh biến sắc. Chương 103, Sơn Hà Cố Nhân 11. Gương mặt Diệp Trần chỉ lộ ra trong chớp mắt, cô nhanh chóng cướp lại được mặt nạ về, tung một cước, đá Lục Minh đương sững sờ đập vào cột nhà. Mọi người có mặt bị một phen hoảng hồn,
Diệp Trần chẳng buồn giải thích nửa câu, sửa sang lại quần áo, quay về ngồi cạnh Hồng Xanh. Lục Minh nhìn chằm chằm Diệp Trần và Hồng Xanh rồi tự đứng từ dưới đất lên. Anh đi sọc tới chỗ Diệp Trần, kéo cô đi. Hồng Xanh giữ cổ tay anh ta lại, điềm đạm hỏi, Lục công tử định làm gì? Đi theo tôi. Lục Minh nhìn chằm chằm Diệp Trần. Diệp Trần cúi đầu, Lục công tử, buông tay, tôi bảo em đi theo tôi. Tay Lục Minh nắm tay cô run run, có nhiều chuyện anh không dám nghĩ quá nhiều, vì nghĩ quá nhiều sẽ khiến con người ta tuyệt vọng. Ví như vì sao Tống Uyển Thanh lại là Diệp Trần, ví như vì sao Tống Uyển Thanh lại có mặt ở đây, anh không nghĩ nổi, chỉ biết nắm chặt tay cô, tay anh run run. Anh thừa biết làm vậy là không ổn nhưng vẫn cố chấp không muốn buông tay. Diệp Trần ngẩng đầu nhìn anh, xung quanh không một tiếng động. Hồng Xanh cười khẽ, Lục Minh, cậu đừng thấy ta giữ thể diện cho cậu mà lên mặt. Lục Minh nhếch mép cười mỉa mai, cũng trong chính chớp mắt ấy, Lục Minh ra tay với Hồng Xanh. Hồng Xanh biến sắc, Diệp Trần nhanh hơn một bước, cản động tác của Lục Minh lại, bảo, ra ngoài. Nói xong, Diệp Trần kéo Lục Minh đi. Lục Minh bị cô kéo đi, lập tức không còn ham đánh nữa. Anh thấy lòng mình chua chát, đầu gục xuống, cố ngăn không cho nước mắt chảy ra, để mặc cho Diệp Trần kéo ra ngoài. Ra tới ngoài cửa, trời đang đổ mưa phùn, Diệp Trần mặc sườn xám, thấy hơi lạnh lạnh. Hai người đi vào trong một con ngõ yên tĩnh, ngoài ngõ là nơi náo nhiệt nhất của Thượng Hải về đêm, người qua kẻ lại. Diệp Trần dựa lưng vào tường, cúi đầu bảo, có gì muốn hỏi thì hỏi đi. Lục Minh im lặng, anh bước tới gần cô, đưa tay gỡ mặt nạ của cô xuống. Người phụ nữ đằng sau mặt nạ là gương mặt mà anh ta rất quen thuộc. Hôm nay cô trang điểm tỉ mỉ, hoàn toàn khác với cô gái yếu đuối trong trí nhớ của anh ta. Cô không dám nhìn thẳng anh, ngoảnh mặt đi. Anh đưa tay giữ mặt cô lại, cô gạt tay anh đi. Anh giữ chặt thêm, cô cố gắng giằng ra, Lục Minh nổi cáu, đè cô lên tường, một tay giữ cầm cô cố định lại, quát lên, nhìn tôi. Diệp Trần không chảy nữa, bị anh đè lên tường, nâng cầm lên, nước mưa rơi xuống khuôn mặt thanh tú của cô, trông vừa yếu đuối vừa đáng thương. Lục Minh nhìn cô chằm chằm, khàn khàn hỏi, Diệp Trần là em, phải, ngay từ đầu, em đã là tay sai của Hồng Xanh. Đúng, lấy tôi là có mục đích riêng, vâng lời cha mẹ, vậy nên em muốn ly hôn, muốn lâu rồi. Diệp Trần không đáp nhưng ánh mắt kia đã thay cho câu khẳng định. Lục Minh cười rộ lên, khàn khàn gọi, Tống Uyển Thanh, đôi mắt anh long lanh nước mắt, nụ cười thật thê lương. Vậy nên, em bảo thích tôi là lừa tôi thôi phải không? Phải, em nói em từng coi tôi là chồng em, bầu trời của em, cũng là lừa tôi. Phải, vậy nên em nói em ghen với Trần song song mới giết cô ấy. Em nói tôi làm em thất vọng, vẫn là lừa tôi. Phải, Tống Uyển Thanh, nước mắt bỗng chốc trào ra, giọt mưa lành lạnh, giọt nước mắt ấm nóng, tay anh run run. Còn điều gì không phải là em lừa tôi không? Tôi nói với anh, tôi muốn làm lão đại của bến Thượng Hải. Diệp Trần điềm nhiên đáp, điều này không phải là lừa anh. Lục Minh im lặng. Trong đầu anh thoáng hiện lên cảnh tượng Tống Uyển Thanh yếu đuối, sợ sệt khi trước. Khi đó, anh cho rằng cô là một cô gái bình thường cần được che chở. Khi đó, anh cho rằng anh có lỗi với cô. Khi đó, anh cho rằng cô thích anh. Một mặt anh kháng cự, một mặt lại tự thấy mừng thầm. Tôi đã từng thích em. Lục Minh khàn khàn hỏi, em có biết không? Biết, đã biết. Lục Minh nhắm mắt lại, cảm thấy thật nực cười, thế thì thứ tình cảm này trong lòng em chắc hẳn chẳng đáng một đồng, thậm chí có lẽ thật là ngu ngốc nhỉ, một mặt tôi bài xích em, một mặt lại thích em, một mặt nói em phải thay đổi, một mặt lại vụng trộm yêu em, tôi đã từng mơ mộng rất nhiều về tương lai của chúng ta, tôi muốn đưa em đi Hương Cảng, muốn bảo vệ em, tôi nghĩ nếu một ngày nào đó em biết tôi thích em, không biết em sẽ sợ hãi hay là mừng vui. Tôi mua nhẫn kim cương cho em. Tôi nghĩ em sẽ mãi là vợ tôi. Tôi muốn ngày ngày đều đi đón em về. Có đôi khi tôi nghĩ, nếu mất em tôi sẽ thế nào?
Từ sau khi quen em, vấn đề tôi nghĩ nhiều nhất, không phải là làm thế nào có được thật nhiều quyền lực, không phải là đi sưu tầm văn vật, mà là, nếu có một ngày tôi mất đi, em biết làm thế nào. Nói xong, Lục Minh bật cười cay đắng, anh ta thấy mệt mỏi, một khi cảm thấy mệt mỏi thì thường dễ nghĩ nhiều, bỗng dưng, anh ta cảm thấy bản thân thật đáng buồn, chẳng qua chỉ là một kẻ làm nhiệm vụ, chỉ cần chăm chỉ làm cho xong nhiệm vụ là được. Tại sao phải rắc rối thế này? Thời cuộc như vậy, anh ta tới đây, cố cứu được nhiều người, rút sức bảo vệ văn vật là đủ, mơ mộng tình yêu làm gì chứ? Tống Uyển Thanh thích Hồng Sen, kể cũng tốt, cho dù cô lừa anh, cho dù ngay từ đầu cô đã là người của Hồng Sen, cho dù từ đầu chí cuối cô đều không thích anh, cho dù mọi thứ thuộc về cô khiến anh yêu đều là rã rối, nhưng ít nhất, cô không phải là người yếu đuối, cô có thể tự bảo vệ được mình, anh nên cảm thấy may mắn mới phải. Lục Minh chậm chậm thả tay, ra sức nói với bản thân, buông tay đi thôi. Bất kể cô có lừa dối anh hay không thì vẫn nên buông tay đi thôi. Không cần thích ai, không cần yêu ai nữa. Anh chỉ đơn thuần làm một người làm nhiệm vụ. Vậy là được. Lục Minh xoay người đi chỗ khác. Diệp Trần dựa vào tường, nước mưa chảy xuống theo từng lọn tóc. Cô nghe thấy tiếng bước chân Lục Minh, nghe thấy anh đã đi xa, nghe thấy anh nói, một khi thứ tình cảm này đã chẳng đáng gì. Tống Uyển Thanh, tôi mong là từ nay về sau, tôi có thể không yêu em nữa. Trong khoảnh khắc, đầu Diệp Trần ong lên, cơ thể cô còn nhanh hơn cả bộ não. Cô kéo tay giữ anh lại, bổ nhào tới, cắn lên môi đối phương. Lục Minh đẩy cô ra, cô giữ chặt thật chặt. Nụ hôn này có lẫn cả mùi máu tanh. Nụ hôn này vừa tàn nhẫn vừa tuyệt vọng, giống như một cách giải tỏa tình cảm. Lục Minh bị ép phải đón nhận. Cơ thể anh run run, mưa mỗi lúc một lớn, anh nức nở thành tiếng, đẩy người cô lên tường, cúi đầu hôn lại, tiếng thở của đôi bên hòa cùng với tiếng mưa rơi. Diệp Trần ôm chặt anh, cảm nhận sự thay đổi từ bị cưỡng ép chuyển thành chủ động của anh. Đây không giống một nụ hôn mà giống một trận quyết đấu hơn. Người qua kẻ lại, không ai chịu nhường quyền chủ động lại cho ai. Đến cuối cùng, cả hai đều thở không ra hơi. Run run hỏi, vì sao? Tìm giáp cốt xong, Diệp Trần áp tay lên khuôn mặt anh, giọng chắc chắn, em sẽ đưa anh đi Hương Cảng. Nói xong, Diệp Trần buông anh ra, quay lưng bỏ đi. Lục Minh tựa người vào tường, đầu óc rối bung rối bét. Giáp cốt, Hương Cảng, là Tống Uyển Thanh phát hiện ra anh đang làm gì hay chính Tống Uyển Thanh cũng có suy nghĩ riêng của cô ấy? Lục Minh không biết. Trong đầu anh ta chỉ có một suy nghĩ, rời xa cô, bất kể là đúng hay sai, bất kể là nguyên nhân gì, anh ta cũng đều nên rời xa cô. Lúc Diệp Trần quay trở lại, Hồng Sanh đã tiễn được quá nửa số khách mời. Diệp Trần đi vào đại sảnh, Hồng Sanh sai người mang áo khoác tới, Diệp Trần khoác thêm vào, báo cho Hồng Sanh biết, đi rồi. Nói xong, Diệp Trần vào ô tô ngồi trước. Hồng Sanh chào tất cả mọi người xong mới đi theo, ngồi cạnh Diệp Trần, cười hỏi, nói chuyện gì mà nóng thế này? Diệp Trần không đáp. Hồng Sanh gật gù, ta hiểu, hiểu cả, vợ nhà mình bỗng chốc biến thành kẻ thù, là ai cũng đều không chịu nổi. Hồng ra, Diệp Trần bỗng lên tiếng, nghe nói gần đây người Nhật có động tĩnh gì đó. Hồng Sanh điềm nhiên đáp, có lúc nào mà bọn họ không có động tĩnh gì đâu chứ. Đừng có chọc vào bọn họ là được. Chúng ta không chọc vào họ, e là họ cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Diệp Trần ngẫm nghĩ, nói thong thả, hiện giờ phía Đông Bắc đã xa lầy, mục tiêu kế tiếp của họ e sẽ là Thượng Hải. Hiện tại chỉ e bọn chúng đang cố săn tìm một cái cớ để châm ngòi. A Trần à, Hồng Sanh thở dài, đây là chuyện của đàn ông bọn ta. Cô lo nhiều vậy để làm gì? Cứ bình thản sống qua ngày, ta bảo cô đi thì đi, bảo cô ở thì ở, có sao đâu chứ. Diệp Trần không đáp, cô hiểu ý của Hồng Sanh, ý ông ta là không muốn cô tham gia vào chuyện này. Tối đó về nhà, Diệp Trần nằm trên giường, ba tám hỏi, tiếp theo định thế nào?
đưa Lục Minh và Giáp Cốt đi Hương Cảng rồi ở lại Thượng Hải, suốt kháng Nhật, suốt tới khi nào, tới ngày chiến tranh kết thúc, hoặc là tới ngày tôi chết. Ba Tám không nói gì, thực ra anh ta hiểu sự lựa chọn của Diệp Trần, cô ấy thích Lục Minh nhưng thứ tình cảm này đặt cùng với thời đại thì quá nhỏ bé, bất kể là xuất phát từ nỗi hối tiếc của một người đời sau hiểu rõ lịch sử hay là vì tình cảm của nhân vật gốc sống ở thời đại này, cô ấy đều sẽ không chọn yêu một người vào lúc này. Chuyện tình yêu phải xem duyên phận, hiện giờ thích Lục Minh sẽ để mất sự hậu thuẫn của Hồng Xanh và phải đối mặt với trách nhiệm khi biệt ly, chẳng bằng cắt đứt triệt để. Diệp Trần nhắm mắt lại, thở dài thành tiếng. Sáng ngày hôm sau, Diệp Trần cho rằng Lục Minh sẽ tới tìm mình, ít nhất cũng sẽ lằng nhằng một phen, nhưng chờ từ sáng tới tối, Lục Minh không hề xuất hiện. Diệp Trần không diễn tả nổi cảm giác của bản thân, có chút hụt hẫng, cũng có chút lấy làm may mắn. Lục Minh không tới tìm Diệp Trần nhưng lại đi tìm Hướng Nam. Hướng Nam là người đạo môn cuối cùng tiếp xúc với Giáp Cốt. Lục Minh hỏi Hướng Nam kỹ càng về công việc xong, Hướng Nam bỗng cười, trông Lục công tử rất quen. Lục Minh lấy làm lạ, ậm ờ một tiếng. Hướng Nam bế cậu em trai Kiều Nhất lại bảo, chắc Lục công tử không nhớ anh em chúng tôi. Nhìn Kiều Nhất, Lục Minh mới nhớ ra, ngạc nhiên hỏi, là cậu à? Nói xong, Lục Minh bỗng sực hiểu, Hướng Nam hiện tại là thủ hạ của Diệp Trần. Nói cách khác, ngày đó, vì mà anh ta cho rằng là nữ hiệp chắc có lẽ chính là Tống Uyển Thanh. Lục Minh mỉm cười cay đắng, trò chuyện với Hướng Nam xong mới biết hóa ra đó cũng là lần đầu tiên Tống Uyển Thanh gặp Hướng Nam. Nói cách khác, nếu khi xưa anh ta không đuổi Diệp Trần đi biệt thự hoặc là ngay lúc đó anh ta nhận ra Diệp Trần, vậy thì có lẽ đã không có cục diện như hôm nay. Nhưng chuyện này không còn quan trọng nữa, chuyện đã xảy ra rồi. Tiếc nuối hay hối hận về chúng đều không còn quan trọng nữa. Tuy vậy, nghe Hướng Nam nhắc tới chuyện này, không hiểu sao anh ta bỗng thấy cực kỳ nhớ Diệp Trần. Tối đó, nằm trên giường mãi chằn trọc không yên, cuối cùng anh ta vẫn nối máy tới điện thoại phòng Diệp Trần trong Hồng Phủ. Số này là Hướng Nam cho, anh ta quay số xong đợi không bao lâu thì đầu bên kia có tiếng của Diệp Trần. Alo. Lục Minh không dám nói tiếng nào, cứ lẳng lặng nghe như vậy, hy vọng đối phương nói nhiều thêm mấy câu nhưng lại không dám mở miệng đòi hỏi. Đầu kia, Diệp Trần cũng im lặng rất lâu. Cuối cùng, cô thở dài một tiếng. Lục Minh, cô gọi tên đối phương, em biết là anh. Chương 104, Sơn Hà Cố Nhân 12. Lục Minh vẫn im lặng, Diệp Trần tiếp tục im lặng cùng anh, bất giác. Cô nhớ lại chuyện của rất nhiều năm về trước, cái cuộc điện thoại cô gọi cho Cố Gia Nam, lúc ấy cô muốn nói gì nhỉ? À, cô chẳng muốn nói gì cả, chẳng qua cô chỉ muốn nghe giọng nói của Cố Gia Nam, bây giờ Lục Minh gọi cho cô để làm gì? Cô không hiểu nhưng lại không nỡ dập máy. Hai người cùng im lặng một lúc lâu, Diệp Trần chậm chậm lên tiếng, em xem quyển thơ anh cho em rồi. Nói xong, cô cúi đầu, nhìn tập thơ để trên đầu gối, giọng cô khàn khàn, Lục Minh à, giọng anh ngâm thơ nghe dễ nghe lắm. Lục Minh không trả lời, anh mấp máy môi nhưng không nói ra tiếng nào. Từ đầu dây bên kia truyền tới một giọng nữ đều đều, giá như anh có tấm thảm trời xanh, được dệt nên từ ánh vàng ánh bạc những tấm thảm đen, xanh hay ảo nhạt dệt bởi bóng đêm, ánh sáng hay hoàng hôn thì anh nguyện lòng trải chúng dưới chân em, nhưng nghèo thay, ước mơ là tất cả những gì anh có, anh đã trải những giấc mơ dưới chân em đó, hãy bước nhẹ thôi. Vì đó giấc mơ anh. Lục Minh nghe giọng đọc không chút trầm bổng lên xuống nào của cô, nhớ lại buổi sớm hôm ấy, anh đã chọn lựa kỹ càng bài thơ này để đọc cho cô nghe. Lúc ấy ngoài mặt anh không tỏ vẻ gì, lúc ấy anh cứ cố thể hiện là mình bình tĩnh nhưng thực tế tim đã đập rộn ràng, tai đã ửng đỏ. Còn hôm nay, đến lượt anh được người ấy đều đều đọc lại cho nghe tập thơ anh tặng. Cuối cùng Lục Minh cũng chịu lên tiếng. Tống Uyển Thanh, rốt cuộc em đang định làm gì? Thượng Hải không an toàn đâu, em phải đi đi. Vậy còn anh? Diệp Trần nhìn trang sách hai màu đen trắng giao nhau, giọng đều đều. Anh đã biết Thượng Hải không an toàn, anh tính thế nào?
chuyện này không liên quan tới em, thế em ở đâu cũng không liên quan tới anh. Tống Uyển Thanh, Lục Minh cao giọng nhưng những lời còn lại mắc nghẹn trong cổ họng nói ra, không được, nuốt lại chẳng xong, cuối cùng đành phải hạ giọng, đi Hương Cảng đi. Diệp Trần không trả lời, cô nghĩ, khúc mắc giữa cô và Lục Minh có lẽ chính là ở đây, Lục Minh một lòng muốn cô đi Hương Cảng nhưng cô nhất định sẽ không đi, cô đã tới thời đại này thì sẽ không đi không một chuyến, thế nhưng, cũng giống Lục Minh, cô cũng một lòng hy vọng Lục Minh sẽ đi Hương Cảng, tất cả mọi người đều hy vọng người mình yêu thương được sống, sống thật tốt, sống đầy tự trọng, Diệp Trần cũng không phải là ngoại lệ. Cho dù cô chẳng màng sống chết nhưng sự sống chết của Lục Minh, cô không mặc kệ nổi. Vậy nên nghe Lục Minh khuyên mình đi Hương Cảng, Diệp Trần đành phải kết thúc cuộc nói chuyện ở đây. Muộn rồi, ngủ đi. Nói xong, Diệp Trần gác điện thoại, bỏ tập thơ ở đầu giường. Lục Minh nghe thấy điện thoại kêu tút tút, có cảm tưởng như toàn bộ dũng khí của bản thân đã cạn sạch. Anh nằm xuống giường, không nói một lời. Hôm sau thức dậy, Lục Minh liền đi tìm Hướng Nam, dựa vào manh mối Hướng Nam cung cấp thì cậu ta đã bán ráp cốt lại cho một ông chủ tầm tuổi trung niên có nốt ruồi bên mép. Lục Minh hỏi thăm hồi lâu mới nghe ngóng được người này là một phú thương người Thiên Tân, hằng năm buôn bán qua lại giữa Thiên Tân và Thượng Hải. Lục Minh cho người đứng canh chừng ở các nhà ga và bến tàu lớn, chỉ cần người đến thì phải bắt lại ngay. Đợi chưa đầy hai ngày thì Lục Minh tìm được người. Sau khi bị dần cho một trận nhừ xương, tên phú thương khai ra giáp cốt đã bị bán lại cho một người Nhật. Tên phú thương khai người Nhật đó là một thương nhân tên là Inao Junichiro. Đây là một nhân vật có uy tín, tiếng tăm ở Trung Hoa, không thể cướp được, phải nghĩ cách để mua lại. Lục Minh sai người gửi bái thiếp cho Inao Junichiro. Cách hai ngày sau liền tới cửa chào hỏi, Lục Minh vốn nghĩ đối phương có lẽ sẽ từ chối gặp mặt nhưng không ngờ thái độ của người này vô cùng nhiệt tình. Chẳng những nhanh chóng sắp xếp cuộc gặp mặt mà còn chọn chỗ gặp ở một nhà hàng Nhật cao cấp. Lúc Lục Minh tới, đối phương đã tới chờ trước. Người này mặc trường sam màu xanh, trông không khác gì một người Trung Quốc nhưng tư thế ngồi quỳ ngay ngắn. Chỉnh tề đã bày tỏ rất rõ ràng xuất thân và lập trường của người đàn ông này. Lục Minh ngồi xuống chỗ đối diện với Junichiro. Junichiro rót rượu mời anh ta, nói bằng giọng Thượng Hải chính hiệu. Lục tiên sinh tìm tôi quả thực làm tôi rất bất ngờ. Inao tiên sinh nhận lời gặp mặt cũng khiến tôi rất bất ngờ. Inao Junichiro mỉm cười, đẩy chén rượu tới trước mặt Lục Minh. Vì sao Lục tiên sinh cho rằng tôi sẽ không gặp tiên sinh, một nhân vật nhỏ bé như Lục mổ? Nếu là ngày thường ắt Inao tiên sinh sẽ chẳng buồn liếc mắt, hôm nay e là có chuyện gì đó khiến Inao tiên sinh bằng lòng gặp tôi phải không? Lục Minh phán một câu chuẩn ngay, Inao Junichiro chẳng hề bất ngờ, ông ta gật đầu, nhấp một chút rượu, điềm đạm nói, tôi đã ở Thượng Hải 20 năm, có vợ con ở đây. Sự nghiệp kinh doanh cũng không tồi, tôi hiểu rõ Nhật Bản, cũng hiểu rõ các bạn. Lục Minh gật đầu im lặng, lắng nghe Inao nói. Inao nhìn anh ta một cái rồi nói tiếp, tôi đã để ý quan sát Lục tiên sinh từ lâu. Lục tiên sinh hành sự quyết đoán, mạnh mẽ, tại hạ rất bội phục. Hơn nữa, tại hạ cũng nhận thấy Lục tiên sinh là người co được giãn được, không phải người cổ hủ, phải không? Lục Minh đến lúc này đã có thể đoán được đại khái ý của Inao, anh mỉm cười, chuyển đề tài. Thực ra lần này tôi tới gặp Inao tiên sinh là vì nghe nói tiên sinh hiện đang nắm giữ một số giáp cốt trong tay. Tôi muốn hỏi thử liệu tiên sinh có thể để chúng lại hay không, chỉ cần giá cả hợp lý, nhiều ít không thành vấn đề. Inao Junichiro khá bất ngờ trước lời đề nghị của Lục Minh, ông ta cân nhắc rồi. Thông thả đáp, quả đúng là tôi có mua một số miếng giáp cốt văn, không ngờ Lục tiên sinh cũng có cùng sở thích. Lục tiên sinh nếu thích thì xin cứ lấy, tại hạ luôn luôn hào phóng với bằng hữu. Lục Minh hiểu ý ngầm của Inao Junichiro, ông ta luôn hào phóng với bằng hữu vậy thì trước tiên phải trở thành bằng hữu cái đã. Hiện giờ anh đã hiểu rõ động cơ Inao đồng ý gặp mình.
Ông ta muốn anh trở thành tay sai cho bọn họ ở Trung Quốc, nhưng thứ chuyện như vậy, tuyệt đối Lục Minh sẽ không làm. Cho dù là vì nhiệm vụ cũng đừng hòng, làm người ai cũng có những giới hạn riêng, có người giới hạn rộng, có người giới hạn hẹp. Lục Minh thông cảm với những người vì tánh mạng có thể bán đứng hết thảy nhưng không có nghĩa là anh bằng lòng tha thứ. Đặt vào vị trí là chính anh thì lại càng không thể làm như vậy được. Lục Minh mỉm cười nhẹ nhàng, trao nhẹ chén rượu, bảo, In Out tiên sinh vẫn nên cho một cái giá thì hơn. Ý Lục tiên sinh là, trong nụ cười của In Out có cả ý bất mãn, không đồng ý, làm bằng hữu của tại hạ sao? Thực ra In Out tiên sinh đã nhìn lầm Lục Mỗ rồi, Lục Mỗ không phải người co được giãn được, ngược lại, còn rất là cổ hủ. Lục Mỗ không thích kết giao bạn bè, một mình độc lai độc vãng đã quen, mong In Out tiên sinh hiểu cho. In Out Junichiro im lặng cúi đầu thưởng trà, một lúc sau mới hỏi, Lục tiên sinh đã nghĩ kỹ chưa? Lục tiên sinh không muốn làm bằng hữu của tại hạ thì sẽ có người khác làm. Làm bằng hữu của tại hạ có rất nhiều cái lợi, không làm bằng hữu của tại hạ thì chỉ có thể là kẻ địch mà thôi. Lục Minh cười, vậy In Out tiên sinh cứ coi như tôi là kẻ địch đi. Vừa dứt lời, người của In Out bất ngờ rút súng ra, người của Lục Minh cũng rút súng. Tình hình rất căng thẳng, mặt In Out Junichiro đanh lại. Lục Minh một tay cầm chén trà uống, tay kia để dưới bàn nắm chặt dao. Mũi dao chỉ vào bụng In Out Junichiro, In Out tiên sinh, Lục Minh đặt chén trà xuống, hòa nhã nói, Lục Mỗ cảm thấy, chúng ta không làm bằng hữu, cũng không làm kẻ địch, cứ coi nhau, như những người xa lạ thì tốt hơn nhiều, tiên sinh thấy sao, Lục tiên sinh, In Out nói hơi run, nói phải lắm, chỉ súng vào người xa lạ không hay lắm đâu nhỉ. Lục Minh đánh mắt nhìn người của In Out Junichiro ở đằng sau, In Out giơ tay vẫy, đám người đó tuy có vẻ tức giận nhưng vẫn cất súng đi, Lục Minh thu dao về, chào tạm biệt, đứng dậy ra về, lúc anh ta quay lưng đi ra cửa, In Out Junichiro bất ngờ nổ súng, Lục Minh ngay cả đầu cũng không cần quay lại, con dao găm đã phi thẳng về phía In Out Junichiro, chém ngang súng của ông ta. Lục Minh đút tay trong túi quần, không nói câu nào, cứ thế ra về, ra tới cửa, thuộc hạ của anh ta căm hận hỏi, sao Lục gia không giết hắn, người Nhật đang chờ mong chúng ta ra tay giết người đấy. Lục Minh sầm mặt, bọn họ không giết người, chúng ta không động thủ, đừng gây chuyện, về thôi. Lục Minh chui vào trong ô tô, bắt đầu nghĩ cách làm sao có thể không làm lớn chuyện mà vẫn cướp được giáp cốt về. Tin Lục Minh đi gặp In Out Junichiro nhanh, trống truyền đến tai Diệp Trần, cô túm hướng nam lại hỏi, sai người đi điều tra, lập tức nắm rõ mục đích Lục Minh đi tìm đối phương. Sau khi biết Lục Minh đã nảy sinh xung đột với In Out Junichiro, Diệp Trần liền hiểu giáp cốt vẫn chưa lấy về được, cô phải nghĩ cách làm thế nào giúp Lục Minh lấy được nó. Lưu Thư báo với cô, Tống Gia gọi điện thoại tới, bảo cô về, hiện tại Tống Gia vẫn chưa biết chuyện cô và Lục Minh ly hôn, vẫn tưởng cô đang ở tại biệt thự của Lục Gia. Lúc điện thoại gọi tới biệt thự, nha hoàn trước đây của Diệp Trần là người nghe, Diệp Trần nhận được tin, là con gái, cô phải về thôi. Diệp Trần ừ một tiếng, đi trang điểm sao cho giống Tống Uyển Thanh trước đây rồi quay về nhà họ Tống. Diệp Trần ở Tống Gia lãng phí cả buổi chiều mới biết hóa ra em trai của Tống Uyển Thanh sắp cưới vợ, trong nhà không có đủ tiền, nghĩ rằng cô gả được vào Lục Gia, không biết có thể trợ cấp chút gì không. Diệp Trần không rảnh xin chuyện với Tống Gia, khóc lóc kể khổ cuộc sống khó khăn, vất vả, chẳng dễ gì xong thì cho đại chút tiền. Người nhà họ Tống rất vừa lòng, nghĩ là Diệp Trần vẫn còn biết thương người nhà. Cả nhà đi tiễn Diệp Trần ra tới tận cửa, đi khỏi cổng nhà chưa được bao xa thì xuất hiện một chiếc xe theo đuôi. Chiếc xe này bám theo quá gần, hướng nam lái xe nhận ra bất thường, khẽ báo, Trần tỷ, hơi lạ, đi nhanh lên nữa đi. Diệp Trần đanh mặt quan sát xung quanh, hướng nam đạp mạnh chân ga, chiếc xe đằng sau cũng liền tăng tốc, có lẽ vì biết đã bị phát hiện nên không thèm che giấu nữa.
ngang nhiên đi theo đuôi Diệp Trần. Trước mặt là một ngã tư chật hẹp, hướng nam nhấn còi. May là trời đang mưa nên đường khá vắng, hầu như không thấy ai. Hướng nam đang chuẩn bị vượt qua giao lộ thì từ trục đường hai bên bất thình lình có hai chiếc xe lao tới. Chúng kẹp xe Diệp Trần ở giữa khiến nó kẹt cứng lại. Hướng nam đập đầu vào vô lăng, ngất đi. Diệp Trần lập tức kiểm tra tình hình của hướng nam. Biết cậu ta chỉ bị hôn mê liền lấy đồ cấp cứu đổi ở chỗ. 38 về ra cho cậu ta dùng. Ngoài khả năng cấp cứu, thiết bị này còn thêm cả chức năng theo dõi, định vị. Làm xong chuyện này, người từ ba chiếc xe xông tới giật tung cửa xe ra. Diệp Trần nhìn chừng chừng lại họ. Hai người trong bọn nói với nhau gì đó bằng tiếng Nhật. 38 bật chức năng phiên dịch cho Diệp Trần. Một người nhìn cô rồi hỏi, người in ao tiên sinh cần đây hả? Xem ảnh thì là vậy. Nói xong, một người trong bọn liền lao tới bắt Diệp Trần. Người Nhật họ in ao có quyền thế ở Thượng Hải, chỉ có duy nhất một mình in ao Junichiro. Diệp Trần dám chắc chính là ông ta. Nghĩ tới giáp cốt, Diệp Trần thầm nhủ, đúng là đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, quay đầu tìm được chẳng tốn công. Cô đóng giả là một thiếu phu nhân bình thường, lúc bị bắt đi liền cố hết sức la hét thật to. Đối phương bực mình, rút súng ra dọa dẫm bằng thứ tiếng Trung ngắt ngứ. Im đi, không tao bắn đấy. Diệp Trần giả vờ là sợ quá ngây ra. Đối phương dí súng lên người cô, quát, đi. Có lẽ vì vẻ ngoài của Diệp Trần trông chẳng có tí uy hiếp nào nên bọn chúng đến chói cũng chẳng thèm. Cứ thế áp giải cô lên xe rồi cho xe chạy đi. Diệp Trần liên tục kiểm tra tình hình của hướng nam. Sau khi xác nhận chắc chắn cậu ta không sao liền yên tâm đi theo đám người này tới chỗ của In Ao Junichiro. Cô rụt rè hỏi, các ông là ai? Bắt tôi làm gì? Bắt cô làm gì thì phải hỏi tiên sinh nhà cô. Người đàn ông ngồi cạnh cô trả lời, tiên sinh nhà cô đắc tội In Ao tiên sinh. Nếu ông ta chấp nhận điều kiện của tiên sinh In Ao, cô mới có thể còn sống. Bằng không, gã đó cười gằn một tiếng, một cô gái đẹp thế này, chết thật khó coi. Diệp Trần rụt người lại, ra vẻ sợ hãi. Giờ thì cô đã xác minh được, người bắt cô quả nhiên đúng là In Ao Junichiro. Diệp Trần ngồi im không nhúc nhích, xe chạy rất lâu mới tới một biệt thự. Cô được người ta dẫn vào đó, ngồi xuống, gã áp giải cô vào ấn cô xuống ghế sofa. Diệp Trần ngoan ngoãn ngồi xuống đợi một lúc thì có một người đàn ông trung niên mặc Âu phục đi từ trên tầng xuống. Lục Thái Thái, người đàn ông gật đầu chào Diệp Trần, tự giới thiệu trước. Tôi là In Ao Junichiro, chuyến này mời cô tới đây là mong cô có thể giúp chúng tôi một chuyện. Diệp Trần cúi đầu, trông như sợ không nói nổi tiếng nào. In Ao Junichiro vẫy tay, người đứng hầu bèn quay số. Ít phút sau, điện thoại được nối máy, đối phương đòi được gặp Lục Minh, lại thêm ít phút nữa. Cuối cùng Diệp Trần cũng nghe thấy giọng Lục Minh, alo, Lục tiên sinh. In Ao Junichiro cầm lại ống nghe, đưa mắt nhìn Diệp Trần, tươi cười bảo, Lục Thái Thái, nào, lại nói mấy câu với Lục tiên sinh đi. Nói xong, ông ta đưa ống nghe cho Diệp Trần, nheo mắt dặn, chớ căng thẳng, nói nhiều mấy câu đi. A Minh, Diệp Trần run run gọi, làm bộ như rất sợ, anh đừng tới đây. Em không sợ. Cả đám người đứng đó đều bật cười. Ở đầu bên kia, Lục Minh nghiêm mặt nghe tiếng cười trong ống nghe, im lặng giây lát rồi mới gọi thử, Uyển Thanh, A Minh. Diệp Trần khóc nức nở, đám người kia lại được một trận cười to. Lục Minh, anh ta nghĩ Diệp Trần đang nói thật, cô ấy thật sự không sợ. Trước đây anh ta từng bị cô lừa thảm hại biết bao. Anh ta tin mấy gã người Nhật này sẽ còn thảm hơn. Tuy thế, Lục Minh vẫn lo lắng. Anh bảo, anh sẽ tới ngay. In Ao Junichiro nghe được lời này thì có vẻ rất vui. Lấy lại ống nghe, nói, cung nghênh quý ngài. Lục Minh gác điện thoại liền gọi ngay tới Hồng Phủ tìm Hồng Xanh. Diệp Trần bị In Ao Junichiro bắt rồi. Lục Minh nói ngay, Hồng Xanh ngẩn ra, không thể nào. Thân thủ như của Diệp Trần sao có thể bị bắt được? Không phải tôi đang thảo luận với ông mức độ chính xác của chuyện này. Giờ tôi đang vội đi cứu người.
bọn chúng rất có thể sẽ bàn điều kiện với tôi. Đến lúc đó, có lẽ sẽ có xung đột. Ông giúp tôi đưa người nhà Diệp Trần lên thuyền đi Hương Cảng, bến tàu Ngô Tùng. Đi ngay, khoan đã, Hồng Xanh biết rõ Lục Minh không đùa, giọng nghiêm lại, cậu không được đi. Lục Minh nhíu mày, Hồng Xanh nói, quân Nhật đang tìm cớ để gây sự, cậu không được đi, ông cho là tôi không đi thì bọn chúng sẽ không gây chuyện sao? Lục Minh đáp rất bình tĩnh, Hồng Xanh, muốn gán tội thì sợ gì không có lý do, cho dù hôm nay tôi mặc kệ Tống, Diệp Trần, cho dù hôm nay Diệp Trần chết trong tay chúng ta nhẫn nhịn không truy cứu, ngày mai chuyện như thế này sẽ vẫn tiếp tục xảy ra, cho tới ngày mọi thứ bùng nổ, bọn chúng muốn kiếm chuyện thì không thiếu chuyện để kiếm, không phải Diệp Trần thì sẽ là người khác, chiến tranh nhất định sẽ xảy ra. Chúng ta không lý gì phải hy sinh uổng phí một sinh mạng. Hồng Xanh im lặng một hồi rồi mới trả lời. Cậu nói thật đi, nếu hôm nay không phải Diệp Trần bị bắt mà là người khác, cậu có lựa chọn như vậy không? Vẫn như vậy, Lục Minh đáp dứt khoát. Nhưng nếu là Diệp Trần thì tôi nguyện chiến đấu quên mình. Ta hiểu rồi, Hồng Xanh thở dài. Cậu đi đi, Lục Minh gật đầu. Hồng ra, xin nhờ ông, nói xong. Lục Minh gác điện thoại, ra lệnh cho người trong phủ lập tức kiểm kê các thứ, sắp xếp người ra bến tàu rồi dẫn người tới dinh thự của Inao Junichiro. Sau khi Lục Minh gác máy, Hồng Xanh cầm điện thoại, im lặng rất lâu. Trương Hỷ đứng bên cung kính hỏi, thưa ra, giờ sao ạ, ta già rồi. Hồng ra quay đầu nhìn Trương Hỷ, nụ cười có phần chua xót, không bốc đồng bằng bọn trẻ nữa. Nói đoạn, Hồng Xanh thở dài, đi đón người của Tống ra ra bến tàu Ngô Tùng đi, ta đi tìm người. Giữa lúc Lục Minh và Hồng Xanh đều đang vội vã, Diệp Trần bị chúng nhốt vào địa lao, bọn chúng gần như không có chút cảnh giác nào với cô, đám người canh bên ngoài chỉ mãi đánh bài, uống rượu, cãi nhau, có vài đứa uống hơi say, một đứa bảo bằng tiếng Nhật, con bé kia đẹp thật, nghe vậy. Diệp Trần đang cọ kè mặt cả mua đồ với ba tám liền đánh rơi cây đao trong tay xuống, bọn kia cười khành khạch, đứa mới nói vừa nãy đứng dậy, đi tới gần địa lao, bắt chuyện với Diệp Trần. Diệp Trần giả vờ ngây ngô ngẩng đầu lên nhìn hắn, thằng, cha đó mở khóa rồi gọi, lại đây nào, em gái à, lại đây. Diệp Trần nhìn tên đó, sợ sệt hỏi, ông, thực sự muốn tôi qua đó chứ, lại đây đi. Gã vẫy tay gọi, Diệp Trần mỉm cười, vâng, tôi lại đây, chương 105, Sơn Hà Cố Nhân, kết thúc vừa nói xong, Diệp Trần như một mũi tên rời cung lao đi vun vút, chỉ chớp mắt, ít hầu của tên đứng ngoài cửa đã bị cứ đứt, ba tên còn lại lập tức rút súng nhưng còn chưa kịp bóp, Diệp Trần đã tới trước mặt, cứ đứt động mạch chủ của họ, máu tươi phụt ra tung tóe, bốn người ngã gục xuống. Trước sau chỉ trong tích tắc, địa lao đã hoàn toàn tĩnh lặng, Diệp Trần lộn người, ẩn mình, lần mò đi tìm từng gian phòng, có bán bản đồ xem giáp cốt đang ở đâu không. Diệp Trần cảm thấy không thể cứ tìm như thế này được bèn vội hỏi ba tám, ba tám lật tìm một lúc liền gật đầu, có, nói xong, một chấm nhỏ liền sáng lên trên bản đồ trong đầu cô biểu thị vị trí của giáp cốt, Diệp Trần đi thẳng một mạch tới đó. Inao Junichiro có một gian phòng, chuyên cất giữ đồ văn vật cổ, Diệp Trần đi tới đâu đánh ngất bảo vệ tới đó, mò được tới tận cửa phòng, lấy chìa khóa trên người của bảo vệ, thử lần lượt từng chiếc, mở được phòng ra thì đóng ngay lại, nhanh chân đi tìm giáp cốt, bản đồ hiển thị vị trí nhưng không chỉ đích danh vị trí cụ thể, Diệp Trần phải tìm rất vất vả, trong lúc Diệp Trần đang tìm giáp cốt, Lục Minh đã tới chỗ của Inao Junichiro, vừa thấy ông ta liền hỏi ngay, vợ tôi đâu, chớ nóng ruột. Inao Junichiro ngồi trên sofa, cười tủm tỉm, mời ngồi, chúng ta từ từ uống chén nước, trò chuyện một chút đã, tôi không có gì để nói với ông. Lục Minh lạnh giọng, ông đã biểu đạt tương đối rõ ràng điều ông muốn và tôi cũng đã cự tuyệt rất rõ ràng rồi, ông hãy tìm người khác đi. Có thể ông sẽ tìm được một kẻ đồng ý bán nước cầu vinh nhưng đó nhất định không phải tôi.
Inao Junichiro im lặng, cúi đầu uống trà rồi thong thả nói, tiên sinh biết không, tôi thực sự đánh giá rất cao khí tiết của tiên sinh, nhưng là một đối thủ. Inao Junichiro ngẩng đầu, gương mặt tươi cười, thứ khí tiết này khiến cho tôi vô cùng căm giận. Nếu ai cũng nói với chúng tôi như vậy mà không phải lĩnh hậu quả gì thì công việc của chúng tôi sẽ cực kỳ gian nan. Lục Minh nhíu mày, Inao Junichiro quay đầu nói với bọn đàn em, mang nó tới đây. Người ta mang một cái hộp ra trao tận tay Lục Minh. Lục Minh mở hộp ra xem thử, bên trong hộp có một chiếc châm cài dính máu, là của Diệp Trần. Tay Lục Minh căng lên, trái tim không nén nổi run rẩy. Tuy Diệp Trần nói cô không sao, tuy anh cũng tin tưởng năng lực của cô, nhưng phàm mọi chuyện trên đời thì luôn có lỡ như bọn chúng bỏ thuốc cô thì sao, lỡ như bọn chúng có cao thủ thì sao, lỡ như bọn chúng quá đông Diệp Trần không đánh nổi thì sao, có quá nhiều lỡ như hiện lên trong đầu Lục Minh, vẻ mặt anh xa sầm. Inao Junichiro quan sát sắc mặt đối phương, vừa lòng bảo, tiên sinh có thể nghĩ lại thử xem, cứ mỗi 5 phút đồng hồ, tôi sẽ gửi lại cho cậu một thứ gì đó, của thái thái nhà cậu, giờ là châm cài tóc, lát nữa, bắt đầu từ ngón tay nhé. Vừa hỏi hết câu, Lục Minh đóng sập nắp hộp lại, người của Inao Junichiro nhanh tay rút súng chỉ thẳng vào Lục Minh. Lục Minh nghe thấy tiếng chân người, anh ta ngẩng đầu, nhận ra tầng 2 đã đứng đầy người. Ai trong tay cũng có súng trường, có cả súng máy, nhắm thẳng về phía họ. Lục Minh quay đầu, cười gằn lạnh lùng với Inao Junichiro, đây là cách ông đãi khách phải không? Bản lãnh của Lục tiên sinh, tại hạ đã sớm được lãnh giáo rồi. Inao Junichiro thản nhiên nói, nếu Lục tiên sinh không có bản lãnh như vậy, tại hạ đã chẳng để vào mắt, đã chẳng hết lần này tới lần khác làm phiền tiên sinh. Nói vậy hóa ra là do tôi sai. Lục Minh mỉa mai, được ông để mắt tới, phải chăng tôi nên cười to một tràng, sung sướng vì được ưu ái. Khoan nói tới ưu ái, tiên sinh xem thử giờ trước đã. Inao Junichiro ngẩng đầu nhìn đồng hồ quả lắc, 3 phút, còn 2 phút nữa, tôi chuyển giúp tiên sinh ngón áp út của Lục Thái Thái tới đây nhé. Lục Minh im lặng nhìn Inao Junichiro ngồi cách xa mình. Inao Junichiro đã chuẩn bị chu đáo hết sức, thậm chí còn sắp xếp nhiều người ở giữa họ. Cho dù Lục Minh muốn bắt cóc ông ta thì cũng rất khó, nhưng ông ta đã quá coi thường Lục Minh rồi. Tốc độ của Lục Minh đâu chỉ là võ lâm cao thủ như Inao Junichiro nghĩ, là người có ký ức của quân diễn và những kiếp khác. Thân thủ của Lục Minh đã vượt xa sức tưởng tượng của người ở thời đại này. Chẳng qua do chịu giới hạn của hệ thống nên nếu Lục Minh dùng kỹ năng vượt trên thời đại thì sẽ bị khiển trách. Đến nước này, Lục Minh không còn tâm trí đâu lo lắng chuyện có bị khiển trách hay không nữa. Ngay lúc Inao Junichiro quay người đi về phía sofa, Lục Minh bất ngờ hành động. Mọi người chỉ kịp kinh ngạc phát hiện một bóng người lướt qua thì Lục Minh đã xuất hiện ở sau lưng Inao Junichiro, kề dao lên cổ ông ta rồi. Dẫn tôi đi tìm Tống Uyển Thanh, Lục Minh ra lệnh đầy cương quyết mặc cho cơ thể đang bị một dòng điện chạy qua, đau muốn run rẩy, la hét, 666 La Thất Thanh, anh làm gì thế? Chủ nhân, anh không đau hay sao? Anh điên rồi à? Lục Minh thở dốc khe khẽ, kiểm soát bản thân, chịu đựng hình phạt của hệ thống, bình tĩnh ra lệnh, mau lên. Inao Junichiro cười mỉa mai, ta không bao giờ chịu để bị uy hiếp, cậu có thực sự dám giết ta không? Lục Minh, cậu có dám giết ta không? Nói xong, người của Inao Junichiro liền nã súng về phía người Lục Minh dẫn tới. Lục Minh nhìn cảnh anh em ngã xuống, máu bắn khắp nơi, nghe thấy kẻ đang bị mình uy hiếp bảo, cậu không dám giết ta, tổ quốc ta sẽ không bỏ qua cho các người, bọn ta sẽ báo thù tắm máu đất nước của các người. Nghe nhắc tới chuyện này, trong lòng Lục Minh lại thấy đau thương, anh ta biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, anh đáp, tôi không giết ông thì các ông sẽ không làm như vậy ư, mọi lý do đều chỉ là ngụy biện, ngoài lý do này vẫn còn rất nhiều lý do khác, các ông kiểu gì cũng sẽ tìm ra cớ để giấu giếm.
đậy điểm tội ác của mình, phủ nhận tội lỗi đã làm. In Out, tôi không phải là Hồng Sen. Trái tim In Out Junichiro thót lại, ông ta linh cảm thấy điều chẳng lành sắp sửa đến. Chỉ trong nháy mắt, dao của Lục Minh đã cắt đứt cuốn họng của In Out Junichiro. Ông ta bất ngờ, mắt trợn trừng. Lục Minh điềm nhiên hỏi, giết ông rồi đấy, giờ ông làm gì đây? Giết hay không giết có thể xoay chuyển được cục diện hiện tại không? Không thể, Lục Minh biết rõ. Ngay lúc In Out Junichiro ú ớ hét lên một tiếng, dãy súng xếp sẵn sàng xung quanh đồng loạt nã đạn, Lục Minh quát lớn, nấp đi. Anh ta di chuyển vào một góc kín, kéo một tên Nhật lại làm bia đỡ đạn, tấn công kẻ đang sử dụng súng máy điên cuồng xả súng. Mấy người Lục Minh mang tới đều là cao thủ, phản ứng rất nhanh, tiếng súng nổ chát chú khắp phòng. Đám người làm công người chung trong nhà In Out vội vàng bỏ chạy ra ngoài, đám vệ sĩ Nhật Bản thì rầm rập chạy vào trong. Sau khi người phe mình đều đã tìm được chỗ nấp an toàn, Lục Minh liền xông lên. Các chỉ số thể năng đều đã báo động đến giới hạn tối đa, nhưng anh ta biết mình không thể gục ngã, anh ta còn phải cứu Diệp Trần, anh ta còn có rất nhiều người phải bảo vệ. Lục Minh nghiến chặt răng, xử nốt tên cuối cùng. Đám anh em ở hậu phương nổ súng yểm trợ được một phen ngạc nhiên mắt tròn mắt dẹt. Đây vẫn là người à, thân thủ như vậy, tốc độ như vậy, sao có thể là con người được nữa. Lục Minh đau tới run rẩy cả người. Các cậu đi, Lục Minh run run nói, đi bến tàu Ngô Tùng, lên thuyền, đi, đại ca. Một người trong bọn thấy Lục Minh không ổn bèn đi từ sau sofa ra đỡ anh ta, anh, mau đi đi. Lục Minh quát to, thở hổn hển bảo, tôi đi tìm thiếu phu nhân, không cần các cậu đi theo nữa, tàu đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, các cậu mang thi thể của anh em đi, và mang cả người nhà của các cậu theo nữa, mau mau đi đi. Nói xong, Lục Minh khập khiễng đi tìm Diệp Trần, anh cúi đầu thở nặng nhọc, đi từng bước rất vất vả, đây là hình phạt của hệ thống, nếu là người bình thường chắc đã sớm đổ gục, nhưng anh vẫn kiên trì, không hề dừng lại. Diệp Trần, Tống Uyển Thanh, trong đầu anh chỉ có người ấy, tên là gì không quan trọng, thân phận của cô ấy là gì cũng không quan trọng. Giây phút này, Lục Minh chỉ có một suy nghĩ phải đưa cô đi, đi thật nhanh. Anh chưa bao giờ cảm thấy thế giới nguy hiểm đến như vậy, cũng chưa bao giờ cảm thấy người đó yếu ớt đến như vậy. Chỉ khi nhìn thấy chiếc châm cài tóc ấy, anh mới sực hiểu ra, anh không thể để người đó ở lại Thượng Hải thêm nữa. Anh chống tường, đi từng bước một, hướng về Diệp Trần. Diệp Trần vừa tìm được giáp cốt, đang mở cửa định chuồng đi thì bất thình lình bắt gặp Lục Minh ở cửa. Anh có vẻ rất yếu, người dính đầy máu và thương tích, mặt tái mét, trán đổ mồ hôi lạnh. Anh tựa người vào tường, thấy cô chạy tới liền nở nụ cười. Em lấy được giáp cốt rồi. Diệp Trần giơ vật gì đó trong tay lên cho anh xem, cau mày hỏi, tiếng bắn nhau vừa rồi là anh làm hả? Anh không sao chứ? Chúng ta mau đi. Còn chưa nói hết, Lục Minh đã ôm chầm cô vào lòng. Anh ôm cô rất chặt, không nói một lời. Diệp Trần bỗng không biết nói gì nữa. Cô thấy người anh đang run, nghe anh khàn khàn bảo, Tống Uyển Thanh, anh sợ. Cô im lặng mất một lúc rồi thở dài thành tiếng, đi thôi, em đưa anh đi. Hai người nhanh chóng rời khỏi dinh thự. Diệp Trần cõng anh trốn vào trong một con ngõ nhỏ, cúi xuống hỏi, vết thương trên người sao rồi, có cần đi bệnh viện không? Không đi bệnh viện, Lục Minh lắc đầu, đi bến tàu đi, anh chuẩn bị tàu rồi, em mau đi đi, em mau đi đi. Diệp Trần cau mày, nhìn Lục Minh lúc này thật khó có thể tin là anh vẫn ổn. Cô xốc người Lục Minh dậy, tính toán lộ trình. Chỗ này cách biệt thự của Lục gia trước đây cô ở khá gần. Cô cõng Lục Minh nửa tỉnh nửa mê chạy hộp tốc tới đó. Vì tiêu hao quá nhiều thể lực, Lục Minh dần liệm đi. Lúc Diệp Trần đá văng cửa biệt thự, đặt anh xuống giường, Lục Minh đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Diệp Trần cho anh nuốt mấy viên thuốc thập Toàn Đại Bảo, tên này là do cô đặt dựa theo những gì 38 quảng cáo là thêm máu, thêm sinh lực, thêm gì cũng có, chuyên dùng để cấp cứu,
cứu gì cũng được. Nhồi mấy viên thập toàn đại bảo xong, Diệp Trần thở phào một hơi, tựa vào cạnh Lục Minh nằm nghỉ cho đỡ mệt. Bên ngoài trời đổ mưa, xung quanh hết sức yên ắng, tiếng mưa rơi và tiếng hít thở nặng nề lẫn lộn vào nhau. Diệp Trần tựa vào đầu giường, tay cầm chắc súng, cô quay đầu nhìn sang Lục Minh. Ngọn đèn bên ngoài hắt vào trong phòng, ánh đèn hơi yếu, không nhìn được rõ, chỉ thấy anh đang cau chặt mày. Diệp Trần nghĩ lại chuyện hôm nay, Lục Minh có thể tới gặp cô, vậy thì chắc hẳn Inao Junichiro đã chết rồi. Một người Nhật Bản bị sát hại, quân Nhật nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Nếu không tìm ra được một kẻ chịu tội thì e đây sẽ trở thành cái cớ cho chúng. Bọn chúng vẫn đang chờ đợi một cái cớ để gây chiến. Hiện giờ đã có một kẻ hở quá rõ ràng, nhất định phải có người đứng ra chặn họng lũ người Nhật này lại, để bọn chúng không nói gì được nữa. Diệp Trần nhìn Lục Minh, thở dài bất lực, đang tốt cả, tới cứu em làm gì chứ? Trách xong, trong lòng cô lại thấy chua xót. Diệp Trần vuốt tóc đối phương, chậm chậm bảo, Lục Minh à, anh đúng là hơi bị ngốc, biết rõ cô là người thế nào mà vẫn còn lo lắng, vẫn còn tới cứu, vẫn còn giết người vì cô, làm cho mưa máu gió tanh, nhưng cô không thể trách anh ta được. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác để nghĩ, có lẽ ai cũng sẽ như vậy. Diệp Trần lẳng lặng nhìn Lục Minh, ngoài đường có tiếng người ồn ào, hẳn là chuyện đã bị người phát hiện. Cô cúi đầu hôn lên trán Lục Minh rồi ra ngoài gọi điện cho Hồng Xanh. Trương Hỷ nghe máy, lạnh lạnh hỏi, Hồng Phủ đây, họ gì? Tôi là Diệp Trần, gọi Hồng ra đi. Trương Hỷ nghe thấy là Diệp Trần liền cho ngay người đi gọi Hồng Xanh, sốt ruột bảo, Diệp tiểu thư rốt cuộc là thế nào vậy? Toàn bộ người trong dinh thự của Inao Junichiro đều chết sạch, cảnh sát đã tới mời Hồng ra giúp đỡ. Hồng ra, chưa kịp nói hết thì ống nghe đã đổi sang giọng của Hồng Xanh. Diệp Trần, cô chưa từng nghe thấy Hồng Xanh sốt ruột tới vậy, rốt cuộc là làm sao? Inao Junichiro bắt tôi giết họ. Lục Minh thì sao? Lúc Lục Minh tới thì người đã chết rồi. Diệp Trần nói rất điềm tĩnh. Hồng Xanh ngẩn người giây lát rồi vội bảo, cô mau chạy đi, Lục Minh đã chuẩn bị tàu ở bến rồi, còn một tiếng nữa là tàu chạy, tôi đi thì các ông biết làm thế nào. Giọng Diệp Trần rất bình tĩnh, không hề có chút kích động nào. Tôi đi rồi, người Nhật sẽ mượn đó làm cớ, họ vốn đã muốn xin sự, cô không đi thì bọn chúng cũng sẽ vẫn có cớ. Hồng Xanh quyết định ngay lập tức, hôm qua người của chúng đã xung đột với công nhân bên này của chúng ta. Diệp Trần, Lục Minh nói rất đúng, chiến tranh chỉ là chuyện sớm muộn, nhẫn nhịn không thay đổi được gì hết. Diệp Trần im lặng suy nghĩ rồi nói, nhưng chuyện này nhất định phải có người chịu trách nhiệm, không phải tôi gánh thì người khác sẽ phải gánh, tôi không thể để người khác chịu tội thay mình được. Hồng ra, người của Lục ra và Tống ra đều đã sắp xếp ổn rồi chứ? Nghe thấy Diệp Trần hỏi vậy, Hồng Xanh liền hiểu ngay ý của cô, ông ta giận quá quát lên, Diệp Trần, đồ ngu ngốc này, chưa chửi xong, Diệp Trần đã ngắt lời, giờ tôi sẽ cho người đưa Lục Minh ra bến tàu Ngô Tùng, Hồng ra, xin nhờ ông. Nói xong, Diệp Trần liền gác máy, quay lại phòng, cô nhìn Lục Minh đang nằm trên giường cau mày, bỗng dưng rất muốn hôn anh, cô cúi người hôn Lục Minh thật lặng lẽ hôn rồi đứng dậy, khiêng Lục Minh xuống nhà. Sau khi vào nhà, cô đã bảo nha hoàn báo tin cho Hướng Nam. Giờ Hướng Nam đang chờ ở dưới, thấy cô ra liền nóng ruột gọi, tỷ, đưa ra bến tàu Ngô Tùng, tìm người của anh ta rồi đi theo bảo vệ cùng. Diệp Trần nhét giáp cốt vào trong ngực Lục Minh, bình tĩnh dặn, đi mau, còn 45 phút nữa là tàu chạy. Diệp Trần giao lại Lục Minh cho Hướng Nam. Hướng Nam gật đầu rồi hỏi, thế còn chị, tôi? Diệp Trần cười đáng ghét, tôi không sao, sẽ nhanh chóng đuổi theo mọi người. Hướng Nam vâng dạ, đưa Lục Minh lên xe. Diệp Trần nhìn ô tô lăn bánh đi, cầm ô đi ra ngoài. Tiểu thư, nha hoàn sợ sệt gọi một tiếng, cô đi đâu vậy? Tôi, Diệp Trần cười rộ lên, tôi chỉ ra ngoài đi dạo chút thôi. Nói xong, Diệp Trần liền đi mất.
Lục Minh bị hướng nam chở đi Ngô Tùng, ô tô lao nhanh, giằng xốc làm Lục Minh tỉnh lại. Anh vừa tỉnh liền nhận ra ngay Diệp Trần không có ở đây, nhìn thấy hướng nam thì hỏi luôn, Tống Uyển Thanh đâu, tỷ dặn tôi đưa anh lên tàu trước. Hướng nam trả lời, tỷ sẽ theo sau ngay. Lục Minh tái mặt, quát, đến đồn cảnh sát, mau lên, đi mau, làm gì ạ? Hướng nam khuyên nhủ, anh phải nghe tỷ, cô ấy đi tự thú đấy. Lục Minh la lên, tính tình cô ấy như vậy, đã đi sao không đi cùng chúng ta chứ? Cô ấy lừa cậu và tôi đi để một mình gánh vác hết mọi chuyện đấy. Hướng nam tái mặt, hiểu Lục Minh ý nói gì, bẻ hướng tay lái, phóng tới sở cảnh sát, ô tô lao vun vút, nước bắn lên tung tóe. Đi, chưa bao xa, Lục Minh liền nhìn thấy một người phụ nữ đang đi trên đường, cô mặc sườn xám tà dài, đi giày gót nhọn, cầm ô, khoác một chiếc áo lông, trên đường vắng lặng không thấy bóng người, cô bước đi uyển chuyển, mê hồn như một đóa. Đẹp tới mức khiến người ta sững sờ, dừng xe, Lục Minh liếc một cái liền nhận ra cô ngay, gọi hướng nam dừng lại, hướng nam thắng gấp xe, Diệp Trần giật mình đứng lại, sau đó, cô cầm ô, ngoái đầu lại thì thấy Lục Minh nhảy xuống xe, anh gấp gáp bước về phía cô, thở đứt hơi, tiếng mưa rơi từng giọt tí tách, anh không có ô, người bị nước mưa làm ướt hết, em muốn làm gì hả? Giọng anh nghe nghèn nghẹn, Diệp Trần hé nở nụ cười, sao anh lại tới đây, còn không đi, thuyền chạy mất đấy, em không đi, Lục Minh kiên định nhìn cô, tôi đi làm gì, Diệp Trần không nói tiếp được, cô im lặng, quay đầu đi, không dám nhìn anh, không cần phải vậy đâu Lục Minh, anh có làm nhiều hơn nữa em cũng không thích anh đâu, không thích mà, em còn ngăn không cho tôi chết, Lục Minh cao giọng to tiếng. Người là do tôi giết, em vơ vào làm quái gì, có đi thì cũng phải là em đi. Diệp Trần không nói gì, cúi gục đầu xuống, Lục Minh bước lên một bước, nói với cô, nhìn tôi này. Diệp Trần vẫn đứng im, Lục Minh bèn nâng cầm cô lên, nhìn thẳng vào cô thật chăm chú. Em định đi chết thay đấy phải không? Em định bỏ tôi lại, em muốn để tôi đi, em muốn tôi đi Hương Cảng. Muốn tôi một mình sống an ổn quãng đời còn lại còn chính em thì ở lại đất mẹ, chiến đấu tới hơi thở cuối cùng đúng không? Không, em lừa tôi. Lục Minh nhìn vào mắt cô rồi anh cười, anh đã nhìn thấy nước long lanh trong mắt cô. Lục Minh khàn khàn bảo, Tống Uyển Thanh à, đôi mắt em không lừa nổi người đâu, em không lừa được tôi đâu, em thích tôi, muốn tôi sống tốt, nhưng em không buông bỏ được tổ quốc. Em muốn làm chút gì đó cho nó, em muốn như một người lính, ra ngựa bọc thây, chết trên sa trường, em nghĩ là vì sao tôi biết, chớp mắt, Lục Minh rơi lệ, anh khàn khàn trả lời, bởi vì, tôi cũng nghĩ như vậy, tôi muốn em đi Hương Cảng, muốn em sống thật tốt còn tôi sẽ làm chút gì đó vì đất nước, đại nghĩa nước nhà, nhi nữ tình trường, đây là thứ họ buộc phải lựa chọn. Không đành lòng nhìn cảnh người yêu lênh đênh vì chiến loạn nhưng chính bản thân lại muốn cống hiến quên mình vì hưng suy của tổ quốc. Em là vợ tôi, Tống Uyển Thanh. Lục Minh vòng tay ôm cô, động tác anh ôm cô rất mực dịu dàng. Cứ như thể sợ vừa chạm vào thì cô sẽ tan biến. Cứ như thể cô là tạo vật đẹp đẽ trong giấc mơ của anh. Trước nay em chẳng hề nghĩ cho tôi, em chỉ một lòng muốn bỏ tôi lại. Thật là tàn nhẫn. Diệp Trần im lặng, cô bị anh ôm, lòng hoang mang, cô nghe tiếng anh khóc, cảm nhận những cái run nhẹ nhẹ của người đàn ông này. Từ ngày họ yêu nhau tới nay, anh luôn phải chịu khổ, liên tục phải trả giá, liên tục phải hao tổn sức lực lo nghĩ. Diệp Trần hiểu rất rõ bản thân, thế giới tình cảm của cô trước nay vẫn vậy, rất bình tĩnh, rất lý trí. Luôn nghĩ cách vạch nên một kế hoạch tương lai thật lý trí cho đối phương. Cô đã lên kế hoạch nhiều như vậy nhưng ngay khi tiếng khóc của người ấy truyền đến tim cô, tất cả liền sụp đổ, trái tim cô thắt lại, khàn khàn bảo, thế anh muốn em phải làm sao bây giờ? Lục Minh không nói gì, Diệp Trần bảo tiếp, em không đi tự thú, chính phủ sẽ không thể có được câu trả lời, sẽ có ai đó phải chịu tội thay. Em không chết thì có ai đó khác sẽ phải chết,
em không thể để người khác chết vì mình được. Lục Minh không biết phải trả lời như thế nào. Diệp Trần đang định nói tiếp thì nghe thấy ở đằng xa có tiếng nổ lớn. Hai người nhất tề quay đầu nhìn. Cách đó một khoảng, ngọn lửa đang bốc lên ngùn ngụt. Không ai trong hai người biết chuyện gì đã xảy ra. Lục Minh và Diệp Trần liếc nhìn nhau, cùng chạy tới chỗ đám cháy. Chạy được nửa đường thì cả khu vực đó đã loạn hết lên. Tất cả mọi người đều không biết vừa xảy ra chuyện gì, chỉ biết cắm đầu cắm cổ bỏ chạy. Hiện giờ trong lòng ai ai cũng đều căng thẳng, chỉ cần một chút động tĩnh là tất cả liền hoảng hốt. Lục Minh và Diệp Trần chạy ngược dòng người, loáng thoáng nghe thấy hình như có ai đó gọi to: "Diệp Trần, Lục Minh." Hai người nắm tay nhau quay đầu lại, Hồng Xanh nhô đầu từ trong xe ra. Diệp Trần và Lục Minh đi về phía đó, Hồng Xanh ngồi ở ghế phó lái, gọi họ: "Lên xe đi." Hai người lập tức ngồi vào hàng ghế sau. Hồng Xanh nghiêm mặt nói với Lục Minh: "Cậu nói rất đúng, bọn chúng muốn sinh sự, nhẫn nhịn là vô dụng. Hồng gia muốn đi đâu?" Diệp Trần hỏi ngay: "Chúng tôi có thể làm được gì không? Tối nay bọn Nhật đã đốt 3 xí nghiệp, hiện giờ trong nội thành rất hỗn loạn. Ta phải đi tìm người duy trì trật tự trong thành phố, không thể để địch chưa tới, đội ngũ đã tan tác. Hai người đừng nghĩ chuyện đi tự thú nữa. Chuyện này ta đã nói với phía sở cảnh sát rồi. Với tình hình như hiện tại, không thể truy cứu tiếp được. Cho dù truy cứu ra thì cũng có thể nói là hai người đã đào tẩu rồi." Nói xong, Hồng Xanh đưa họ tới ngã tư đường, đưa vé tàu cho Lục Minh, nói với hai người: "Nếu không bắt kịp tàu của mình thì đi chuyến này, khởi hành lúc hừng đông. Hai người mau mau lên tàu, đừng quay lại nữa." Lục Minh và Diệp Trần đều im lặng. Hồng Xanh sốt ruột ruột: "Đi đi." Lục Minh là người quyết định trước, anh kéo Diệp Trần bước xuống xe. Hồng Xanh nhìn hai người họ nắm tay nhau rồi chuyển sang nhìn Diệp Trần. Ông ta mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ cười, gọi: "Diệp Trần, Hồng ra." Diệp Trần chờ Hồng Xanh sai bảo mình nhưng ông ta chỉ nói: "Ta cảm thấy kiếp này cô là cô gái đẹp nhất mà ta gặp được." Nói xong, ông đưa tay qua cửa sổ, áp lên mặt Diệp Trần, đôi mắt ánh lên niềm nhung nhớ. Đến chừng cô già rồi cũng nhất định phải là bà lão đẹp nhất, vậy mới không uổng phí công sức nỗ lực của bọn ta. Diệp Trần sửng sốt, Hồng Xanh thu tay về, quay đầu đi. Cửa sổ xe lại được kéo lên, xe của Hồng Xanh nhanh chóng đi mất hút. Ở ngã tư đường chỉ còn sót lại Diệp Trần và Lục Minh. Lục Minh cầm vé tàu trong tay, quay đầu nhìn Diệp Trần: "Em không sợ chết?" Diệp Trần vội vã cướp lời, nói chắc nịch: "Lục Minh, chúng ta có thể cùng chết, nhất định đừng." 666 lên tiếng: "Chủ nhân, anh vẫn còn nhiệm vụ, giáp cốt cần phải được giữ gìn giao lại cho nước nhà mới được." Lục Minh phất lờ 666. Anh nhìn Diệp Trần chăm chú rồi từ từ nở nụ cười: "Nhưng Diệp Trần này, tôi muốn cùng em, cả hai ta cùng sống, chúng ta cùng sống đi." Lục Minh ôn tồn hỏi: "Được không?" Diệp Trần mấp máy môi. Lục Minh lại nói thêm: "Ích kỷ với người khác một chút, tốt với tôi một chút, được không?" Diệp Trần nhất thời không nói được gì nữa. Lục Minh nói rất đúng, cô vẫn luôn tốt với người khác hơn với anh. Cô ấy nấy cúi đầu, khàn khàn đáp: "Được." Diệp Trần đồng ý. Lục Minh liền đưa cô tới bến tàu. Trên đường đi, hai người gặp Hướng Nam đang tìm họ. Cả hai lên xe của Hướng Nam. Diệp Trần hơi mệt, Lục Minh bảo cô tựa vào vai mình ngủ. Chờ Diệp Trần ngủ rồi, Lục Minh rút trong ngực ra một tờ giấy, cúi đầu viết gì đó. Lúc họ tới bến tàu, nơi này đã đông đặc người. Hướng Nam giúp họ xách đồ, Lục Minh nắm tay cô, che cho cô di chuyển giữa dòng người chen chúc. Đến được gần tàu, Diệp Trần bỗng rụt tay về. Lục Minh đưa vé tàu cho người soát vé, quay sang hỏi cô: "Sao thế?" Diệp Trần ngửa đầu nhìn con tàu, lòng bỗng thấy sợ hãi, có cảm giác mình sắp đi tới một tương lai không biết trước. Mưa đã tạnh, trời vẫn chưa sáng hẳn, người trên bến tàu qua lại tấp nập. Diệp Trần có cảm tưởng ngày hôm nay như một cái mồm rộng ngoác, đỏ lòm đang chuẩn bị nuốt chửng cô. Lục Minh nắm chặt tay cô, dịu dàng gọi:
đi thôi. Diệp Trần ngoái đầu nhìn, mím môi, nén lại nỗi bất an trong lòng. Theo Lục Minh lên tàu, họ được sắp xếp một phòng ngủ hạng sang, hướng nam ở ngay cách vách. Sau khi về đến phòng, Lục Minh có vẻ khá hăng hái, vừa xếp đồ vừa bảo với Diệp Trần, tôi đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ ở Hương Cảng rồi, đến Hương Cảng sẽ có Viên Thúc tới đón chúng ta, em nhớ Viên Thúc chứ, nhớ ạ. Diệp Trần ngơ ngác gật đầu, qua ô cửa kính, quay đầu là có thể nhìn thấy ánh lửa thấp thoáng góc xa xa, cửa sổ kính cách âm với bên ngoài, chỉ nhìn thấy lửa và những con người đang tất tả chạy. Còn bên trong ô cửa này, không khí lại rất yên bình, giống như thể là hai thế giới. Lục Minh rót nước cho cô, nửa ngồi xổm trước mặt cô, ôn tồn bảo, đừng nhìn nữa, Uyển Thanh, chúng ta sẽ tới một nơi mới, người nhà của chúng ta đều đã qua đó rồi, tôi đã sưu tầm được rất nhiều văn vật, bên đó cũng có sản nghiệp, qua đó rồi, em vẫn có thể sống như ở Thượng Hải, rất tốt, rất yên ổn. Em đừng sợ, anh đưa cốc nước ấm cho cô. Diệp Trần cúi đầu uống một ngụm, vẫn hơi bất an. Lục Minh, chúng ta cứ đi như vậy ư? Uyển Thanh, đôi mắt Lục Minh ánh lên vẻ xót xa. Đừng keo kiệt với tôi như vậy. Tôi muốn em sống tốt. Tôi và Hồng Xanh đều giống nhau. Hy vọng em cả đời này sẽ mãi xinh đẹp như vậy. Bình an trọn đời. Cho dù già đi cũng vẫn có thể làm một bà cụ đẹp lão. Diệp Trần không nói gì, cô cầm chặt chiếc cốc, Lục Minh ngửa đầu nhìn cô, đôi mắt đầy dịu dàng và mong đợi, vợ à, anh bỗng gọi cô. Diệp Trần thấy mắt anh lấp lánh ánh nước, anh khàn khàn hỏi, em yêu anh chứ? Diệp Trần bị anh chọc bật cười, ngượng ngùng quay đầu đi, hơi hơi xấu hổ bảo, sao có thể hỏi trắng ra vậy chứ? Lục Minh cười cười, dịu dàng bảo, thì anh muốn nghe thử xem sao? Diệp Trần quay đầu nhìn anh, trời bắt đầu sáng lên, nắng sớm chiếu lên mặt cô ngượng ngùng cúi đầu, lý nhí đáp, tất nhiên là yêu. Lục Minh vừa lòng, đứng dậy hôn cô, anh ra ngoài xem khi nào tàu chạy, em ngủ đi một lúc. Diệp Trần ừ một tiếng, cô cũng thấy mệt rồi, trước khi ngủ, nhớ lại ánh mắt dịu dàng của anh ban nãy, cô bỗng nghĩ, vừa rồi mình không nên thẹn thùng như thế. Cô vẫn còn chưa nói trọn vẹn một câu cô yêu anh mà, nhưng cũng không sao, đầu cô ngày càng nặng, trước khi chìm vào giấc ngủ, cô nghĩ, đợi tỉnh dậy, cô sẽ nói cho anh nghe. Lục Minh ra khỏi phòng, Hướng Nam đang chờ, ở bên ngoài, tôi cho cô ấy uống thuốc ngủ rồi, chốc nữa cô ấy dậy, đến được Hương Cảng chắc chắn sẽ đòi về, cậu nhớ ngăn cản cô ấy. Lục Minh từ từ dặn dò, tới Hương Cảng sẽ có một người tên là Viên Thành Hà tới đón hai người, cậu giúp đỡ cô ấy một chút, nếu cô ấy đòi về, cậu hãy nhờ người nhà tôi, người nhà cô ấy và những người khác giữ cô ấy lại. Minh ca, Hướng Nam nghe anh dặn dò, mắt đỏ hoe, bịn rịn hỏi, sao anh không đi cùng luôn? Lục Minh cười cười, khàn khàn bảo, tôi không buông bỏ được, anh yêu mảnh đất này, có cơ hội đến được thời đại này, anh không từ bỏ được. Sau khi nói xong, Lục Minh rời khoang, xuống thuyền. Ngày đó, bến tàu mù sương, nắng sớm vừa lên, Hướng Nam nhìn theo bóng Lục Minh đi khuất, anh mặc áo khoác gió màu nâu, đầu đội mũ, đi ngược dòng người, đón ánh mặt trời, tiến thẳng về phía trước, sương mù bao quanh người anh đi trong dòng nước lũ cuồn cuộn của thời đại, càng lúc càng xa. Đó là lần cuối cùng Hướng Nam gặp Lục Minh. Khi Diệp Trần tỉnh lại, tàu đã đi cách bờ rất xa. Cô thức dậy gọi Lục Minh nhưng bên mình lúc ấy chỉ còn mỗi Hướng Nam. Hướng Nam vui vẻ gọi, tỷ, tỷ tỉnh rồi à, Lục Minh đâu? Trực giác mách bảo Diệp Trần một điềm chẳng lành. Sắc mặt Hướng Nam hơi khó coi, cô lập tức đứng dậy. Hướng Nam níu tay cô lại, đưa thư cho cô. Đây là thư Minh ca để lại cho tỷ, tỷ đọc đi đã. Diệp Trần không nói gì, run run tay nhận lấy lá thư. Lá thư này Lục Minh viết khi ở trên xe, chữ khá ngoáy. Diệp Trần cúi đầu đọc, trong thư anh viết, Uyển Thanh, khi em nhìn thấy thư này chắc là đã đang trên đường đi Hương Cảng. Xin lỗi đã lừa em, tôi không cùng em tới Hương Cảng được.
trong thời khắc hưng suy tồn vong của nước nhà. Tôi không cách nào bảo mình ngồi yên ở Hương Cảng, chẳng ngó ngàng gì. Tôi biết sức mình nhỏ bé, chẳng qua chỉ là châu chấu đá xe, nhưng đất nước chung quy vẫn cần có những người đi trước, ngăn cản sóng đầu, về công. Trong lòng tôi biết đây là chuyện tất nhiên, về tư, tôi không muốn người, đó là em. Mấy năm nay, tôi đã sưu tầm được rất nhiều văn vật, chúng và cả giáp cốt văn, tôi đều gửi gắm nó hết cho em. Đây là những thứ cực kỳ quan trọng với tôi, hy vọng em có thể bảo vệ chúng. Nhất định phải chờ tới ngày Hương Cảng quay về với tổ quốc, trả lại chúng cho nước nhà. Người nhà em, bạn bè tôi giờ đều đã ở Hương Cảng, mong em có thể bảo vệ họ. Chớ nghĩ tới chuyện về tìm tôi sẽ chăm sóc tốt cho bản thân. Tôi và những người như Hồng Xanh chiến đấu bằng cả sinh mệnh, chính là vì mong mọi người nhà ở hậu phương được bình an, hạnh phúc. Mong đến ngày gặp lại, em sẽ được sống trong một thế giới hòa bình, tự do, bác ái, phồn vinh. Khi đó em sẽ lại mặc kỳ bào, đi giày cao gót, che ô đi gặp tôi. Tất nhiên em chắc chắn sẽ vẫn xinh đẹp như bây giờ. Tống Uyển Thanh, xin đừng chờ tôi. Lục Minh đọc xong thư, Diệp Trần không nói gì cả. Hướng Nam lo lắng gọi, tỷ. Diệp Trần ngẩng đầu lên, vẻ mặt ôn hòa. Cô bảo, không sao. Hướng Nam không dám nói lời nào. Diệp Trần bình tỉnh bảo, cậu ra ngoài trước đi, tôi muốn nghỉ ngơi một lát. Hướng Nam lo lắng nhìn cô nhưng rồi vẫn ra ngoài, ra khỏi phòng. Hướng Nam đứng chờ ở cửa, nghe thấy trong phòng có tiếng khóc, nhưng cũng chỉ duy nhất mỗi lần đó, về sau không thấy Diệp Trần khóc nữa. Sau khi tới Hương Cảng, Diệp Trần chăm lo cho gia đình, tiếp quản sản nghiệp Lục Minh đã chuẩn bị trước rồi bắt đầu hành trình chờ đợi dài đằng đẵng của mình. Cô vẫn luôn cho người hỏi thăm tin tức của đại lục, ngày nào cũng ra bến tàu chờ người, lần nào cô cũng mặc kỳ bào dài tà theo hoa diễm lệ, đi giày gót nhọn, che ô, chờ ở bến tàu, nhìn người đi đường tới lui xuôi ngược. Những năm đó, Hương Cảng tấp nập đến hết đoàn người này tới tốt người khác, cô đợi hết năm này qua năm khác. Tháng 1 năm 1938, cô đợi được một người quen. Lúc người ấy xuất hiện trong tầm mắt, mặc trường sam màu xanh lam, tay cầm một chiếc cặp, bước khập khiễng xuống thuyền. Diệp Trần bước nhanh tới trước mặt người đó, nhìn rõ ông, người nọ ngẩng đầu lên, bắt gặp Diệp Trần. Cô mặc kỳ bào màu xanh lục sẫm theo hoa tỉ mỉ, gió ngoài bến tàu hơi lạnh nên phải choàng thêm áo khoác. Người nọ bỏ mũ xuống, mỉm cười, nhiều năm không gặp, cô quả nhiên vẫn xinh đẹp như vậy. Hồng ra, giọng Diệp Trần nghẹn ngào, môi run run, ông vẫn khỏe chứ? Ừ, cũng tạm. Hồng Xanh cúi đầu chỉ xuống đùi mình, bị trúng đạn, khỏe rồi. Thượng Hải thất thủ, ta đến Hương Cảng tị nạn đây. Diệp Trần lại cầm giúp hành lý cho Hồng Xanh, giọng đã bình tĩnh hơn. Hồng ra đến cũng nên báo trước một tiếng chứ, thế sự loạn lạc, ta còn chẳng tìm thấy cô, báo thế nào? Hồng Xanh nói xong, chợt nhớ tới một chuyện, ông lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp, giao lại cho Diệp Trần, thở dài bảo, thiếu chút là quên, trước khi ta đến đây, Lục Minh dặn ta mang thứ này cho cô, cậu ta bảo lúc đó loạn quá nên quên mất. Diệp Trần không nói gì, đưa tay ra nhận chiếc hộp, run run mở ra, bên trong là chiếc nhẫn kim cương cô và Lục Minh chọn, hôm ấy trời đầy mây. Diệp Trần vẫn nhớ rõ như in, trời âm u và lạnh, viên kim cương duy nhất gắn trên nhẫn, lúc mở hộp ra, ánh sáng lấp lánh tỏa ra bốn phía, như thể muốn rọi sáng cả thế giới. Hồng Xanh nhìn Diệp Trần, đôi mắt ánh lên niềm thương xót, ông ôn tồn bảo, Lục Minh còn nhờ ta chuyển lời cho cô, đừng chờ cậu ta nữa, nếu cậu ta có thể về thì tất sẽ về. Diệp Trần không nói gì, cô lấy nhẫn ra, lồng vào ngón áp út. Hồng ra biết anh ấy đi đâu không? Lần cuối cùng ta gặp cậu ấy là mồng 8 tháng chạp nhỉ, lúc đó ta đang muốn đi Hương Cảng, cậu ta đánh xe đưa ta đi. Bữa đó cậu ta bảo là... Hồng Xanh ngẫm nghĩ một chút rồi cau mày, gật đầu bảo, à phải, cậu ta bảo là muốn đi Nam Kinh. Tay Diệp Trần hơi run lên,
chiếc nhẫn vẫn ôm chặt ngón áp út của cô. Gió biển se se lạnh thổi tà sườn xám nhẹ bay, tóc quất vào mặt rang rác. Cô ngẩng đầu nhìn về hướng đất liền, môi run run không nói được một lời. Ngày mồng 8 tháng 12 năm 1937, Lục Minh đi Nam Kinh. Từ đó về sau, Diệp Trần vẫn chờ ở bến tàu đó, ngày nào cũng đi, mặc sườn xám, đi giày cao gót mà anh khen đẹp, chờ đến lúc thành một bà lão đẹp lão, chờ cả đời. Đến năm 2000, cô trở về Thượng Hải. Khi ấy Thượng Hải đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, nhìn người đến người đi. Diệp Trần chạm nhẹ lên chiếc nhẫn vẫn đeo trên ngón áp út. Cô nói, Lục Minh, thời đại đẹp nhất tới rồi. Sau đó, cô tìm về địa chỉ của nhà mình. Chỗ ấy nay đã xây một nhà cao tầng mới. Không tìm thấy chút bóng dáng nào của đình viện xưa kia. Cũng không thể lại trông thấy người thanh niên đi trước dắt tay đọc thơ cho cô nghe khi đó. Sơn Hà đổi dời, cố nhân không trở lại. Cô đi khắp chung quanh Thượng Hải. Cuối cùng, trong một con ngõ cũ in dấu thời gian, trong mơ hồ, cô như thấp thoáng nghe thấy có ai đó gọi mình. Cô quay đầu lại, tựa hồ như lại trông thấy người thanh niên kia, anh mặc âu phục vàng nhạt, hai tay bỏ trong túi quần. Giống trước kia mỗi chiều đi học anh chờ cô tan trường, vẫn với dáng vẻ công tử và nụ cười trong sáng ấy. Anh cất tiếng gọi cô, Uyển Thanh, em tới rồi, em tới rồi. Lục Minh, lúc Diệp Trần mở mắt ra thì thấy mình đang ở giữa một không gian trắng xóa. 38, cô gọi một tiếng, 38 liền đáp lời, ơi, ổn cả chứ. 38 vừa ăn sờ nách khoai tây vừa đi tới, Diệp Trần hít sâu một hơi. Cô vẫn còn đang chìm đắm trong dòng cảm xúc chờ đợi tận mấy chục năm, bỗng dưng thấy nhớ Lâm Sản Tây và Thẩm Cảnh Phùng. Mấy chục năm này cô đã chờ mòn mỏi thế nào? Lâm Sản Tây và Thẩm Cảnh Phùng chắc cơ bản cũng như thế. Thực ra từ lúc Hồng Sanh tới là cô đại khái đã đoán được Lục Minh sẽ chết. Lịch sử sẽ chẳng thay đổi chỉ vì Lục Minh. Anh ta chỉ như một viên sỏi ném vào mặt biển. Cho dù dùng hết toàn lực cũng chẳng thể làm nên cơn sóng cồn. Diệp Trần dụi dụi mắt, hít một hơi thật sâu. Mau, đi thế giới tiếp. Tôi nhớ anh ấy rồi. 38 chật chật lưỡi. Người đang yêu đúng là khác hẳn. Có điều lần này nếu cô muốn đi luôn giờ thì cô phải tự đi một mình một thời gian. Tôi đang bận chút công chuyện. Công chuyện? Ừ. 38 gật đầu, ướm thử cái mũ màu đen lên rồi nhe hàm răng đều tăm tắp ra hỏi. Thế nào? Đẹp trai chứ hả? Anh định đi xem mắt à? Diệp Trần hiểu ngay ra. 38 gật đầu, ngượng ngùng bảo. Đến lượt tôi rồi. Bạn quản lý bảo đối phương rất phù hợp với điều kiện tôi đề ra, đầu có đội một chiếc mũ xanh nhỏ nhắn cực kỳ đáng yêu. Bằng về thẩm mỹ của 38 thì Diệp Trần cho rằng một lời khó mà nói hết được. Hiện giờ cô đang cực kỳ nhớ Lục Minh nên bèn bảo, anh cứ đi đi, tôi có thể tự mình làm nhiệm vụ, bàn điều khiển ở chỗ này nhé. 38 vỗ vỗ cái bàn điều khiển trước mặt, trên đó có chữ, đừng ấn lung tung. Cứ thao tác theo hướng dẫn, tôi đi đây. Nói xong, 38 liền biến mất khỏi không gian. Diệp Trần tiến về phía bàn điều khiển, đồ này đến đứa ngu cũng biết dùng. Diệp Trần nhìn vào màn hình, chọn bắt đầu, một câu hỏi hiện lên, bạn thích động vật hay người? Diệp Trần không cần suy nghĩ, chọn ngay động vật. So với người, cô thích bọn thú cưng có lớp lông mềm mịn hơn nhiều. Tiếp đó là câu, bạn thích loài động vật nào? Diệp Trần liền chọn ngay trong số các động vật được chọn giống mèo nhà bản địa Trung Hoa, mèo thuần chủng Trung Quốc. Cô rất tự hào, lại một câu nữa hiện lên, bạn thích mèo nhà bản địa Trung Hoa mấy tuổi? Diệp Trần hào hứng chọn mèo con chưa cai sữa. Màn hình lại hiện, mời lựa chọn màu lông. Diệp Trần quyết đoán chọn ngay một con mèo trắng có đám lông màu đen hình tim. Chọn xong, màn hình hiện tiếp, mời lựa chọn thời gian bạn muốn xuất hiện. Diệp Trần ngẩn người, màn hình đang hiện một thanh ngăn kéo chọn số tuổi. Diệp Trần hoang mang không biết nên chọn lúc nào thì ổn, hơn nữa phải thao tác thế nào đây. Diệp Trần đặt tay lên, định thử di di một chút, không ngờ vừa chạm vào thì đã nghe thấy thông báo, truyền tống tới thế giới bắt đầu, thân phận truyền tống,
Mèo nhà bản địa Trung Hoa 1 tháng tuổi thời điểm truyền tống, nhân vật phản diện 17 tuổi, tận thế bùng nổ được 3 tháng địa điểm. Truyền tống, siêu thị cuộc chiến sinh tử Diệp Trần có cảm giác trời đất quay cuồng, không rõ vì sao cứ có cảm giác có gì đó sai sai, chờ đến khi cảm giác khó chịu biến mất, Diệp Trần đã nhận được đầy đủ nội dung thế giới. Đây là một thế giới mạt thế zombie. Nhân vật phản diện là một gã có toàn hệ dị năng, không giống những nhân vật phản diện trước kia. Những nhân vật phản diện trước kia là vốn không xấu nhưng bị bức bách thành xấu. Còn nhân vật phản diện của thế giới này thì là, khi thế giới vẫn còn tươi đẹp, cậu ta cũng đã là một tên phản diện sừng sỏ rồi. Từ nhỏ cậu ta đã không hề biết đồng cảm với người khác, gặp ai hay chuyện gì cũng đều bàng quan vô cảm, sống chẳng hề có ý nghĩa. Rồi một ngày, tận thế bùng nổ, cậu ta cũng tháo chạy bạc mạng cùng với mọi người, vì sinh ra trong một gia đình tốt với mình nên xuất phát từ ý thức trách nhiệm, cậu ta vẫn luôn ghìm nén thứ nhân cách phản xã hội của bản thân, đưa người nhà trốn tới căn cứ, trên đường chạy trốn, vì tranh cướp vật, tư, người nhà của cậu ta bị sát hại, nhân cách phản xã hội của cậu ta liền bắt đầu trỗi dậy, không có lòng thấu cảm. Hành sự không từ thủ đoạn, giết người không chừa đường sống, chỉ trong nháy mắt có thể biến từ thiên sứ thành ác ma, vốn đã chẳng phải người tốt. Không ngờ mọi người còn phát hiện ra một chuyện lạ, máu của cậu ta có thể gây đột phát dị năng. Cậu ta không có dị năng nhưng máu của cậu ta lại có thể biến một người bình thường trở thành người có dị năng. Vì vậy mà cậu ta bị giam giữ trong căn cứ để chích rút máu mỗi ngày. Nhân vật phản diện ghi hận trong lòng, châm ngòi cho các căn cứ gây chiến với nhau để tranh cướp cậu ta, cuối cùng để cậu ta chuồn mất. Trên hành trình đào tẩu, trốn chạy, nhân vật phản diện gặp mối tình đầu của mình, là người con gái duy nhất cậu ta từng động lòng. Không ngờ trong thời khắc then chốt, cô ta lại bán đứng hắn, bỏ mặc hắn ngăn cản zombie, tẩu thoát một mình. Thế rồi, nhân vật phản diện bị cắn. Nhân vật phản diện sau khi bị cắn thì cuối cùng cũng có dị năng, một zombie chú toàn hệ dị năng, ghê chưa, sợ chưa nào, phải đấy, loài người sợ chết khiếp luôn. Sau đó, giữa nhân loại và phản diện không ngừng xảy ra xung đột, cuối cùng, nam chính lên sàn, chiến thắng, tiêu diệt được gã phản diện, quá trình thảm thiết, kết cục bi thảm, thật khó mà kể lại. Nhiệm vụ của Diệp Trần chính là ngăn cản nhân vật phản diện, biến hắn ta thành người tốt. Đối mặt với nhiệm vụ này, Diệp Trần gần như sụp đổ, bảo một tên nhân cách phản xã hội làm người tốt hả? Đùa đấy à? Hơn nữa, quan trọng nhất là Diệp Trần giơ cái chân mèo lông trắng muốt của mình lên nhìn. Tôi thích mèo chứ đâu có nói là muốn được làm mèo đâu. Ơ kìa, đệt, chương 106, thế giới chính. Mặc thế, luôn là mèo của cậu thế nhưng, bất kể Diệp Trần có bằng lòng đối mặt với sự thực này hay không thì cô cũng đã là một con mèo 1 tháng tuổi, đi còn chưa vững. Giờ phút này, cô đang ở giữa một bụi cỏ vàng, xung quanh vắng vẻ, không một tiếng người, cực kỳ yên tĩnh. Cô rơ móng vuốt, thử làm quen với cách đi lại của mèo, bật qua bật lại. Học lấy vài kỹ năng của loài mèo rồi thong thả đi ra phía đường lớn, chuẩn bị đi tìm nhân vật phản diện. Dựa theo nội dung thế giới mà cô biết, đây là một cuốn truyện sản văn mạt thế của Nam. Nam chính Trần Lâm là một sinh viên khôi ngô, ưu tú, tính tình cởi mở, yêu hận rõ ràng, xuất hiện dị năng từ những ngày đầu của mạt thế. Từ đó trở đi, trừ gian diệt bạo, giúp đỡ kẻ yếu. Không ngừng thăng cấp rồi lại thăng cấp, phản công rồi lại phản công, cuối cùng trở thành đệ nhất cao thủ toàn hệ dị năng, dẫn dắt nhân loại chiến thắng nhân vật phản diện zombie chú toàn hệ dị năng. Nơi cô rơi xuống nằm ở vùng phụ cận của một siêu thị lớn. Sau khi mạt thế bắt đầu, những nơi còn có người sống nhanh chóng trở nên hoang vu, vật tư khan hiếm, những nơi như siêu thị này, hầu như ai ngang qua tất cũng sẽ càn quét một phen. Siêu thị này nằm ở rìa thành phố, cũng đã từng bị đi càng nhiều lần. Hôm nay, nhân vật phản diện và đoàn xe mà cậu ta đi theo kéo tới siêu thị này,
rồi vì chuyện thiếu hụt vật tư mà song phương nảy sinh xung đột, cả nhà của nhân vật phản diện đều sẽ bị sát hại. Vào thời khắc mấu chốt, Trần Lâm từ trên trời giáng xuống cứu nhân vật phản diện, sau đó hộ tống cậu ta suốt chặng đường tới căn cứ. Cũng chính bởi ơn cứu mạng lần này mà tương lai, nhân vật phản diện khi giao chiến với anh ta cũng phải trần trừ. Diệp Trần tính toán thời gian, chạy tới phục sẵn ở ven đường. Không lâu sau, một chiếc xe buýt chạy tới, từ xa đã nghe thấy tiếng người hò hét, siêu thị kìa, dừng lại, là siêu thị, những người đó hò hét, xe dừng lại trước cửa siêu thị, Diệp Trần núp trong bụi cỏ, không dám đi ra, trong tình huống chưa biết trước điều gì, nếu xuất hiện, lỡ bị ăn thịt thì sao, cô là một con mèo hiểu về loài người và đầy cảnh giác. Cô tuyệt đối sẽ không để bản thân vì một phút ngây thơ mà bị thịt. Thế là Diệp Trần im lặng quan sát đám người này. Đám người này thực sự cẩn thận. Ai cũng đem theo vũ khí. Có vài người trẻ khỏe cầm súng, đi trước mở đường. Những người ở lại trong xe toàn là người già yếu, phụ nữ và trẻ em. Có một thanh niên ngồi trong xe, nói chuyện với một cặp vợ chồng trung niên mấy câu rồi cầm súng xuống xe. Cậu thanh niên này có ngoại hình thực sự nổi bật, giữa lúc mọi người chẳng ai còn hơi sức đâu quan tâm tới diện mạo thì cậu ta vẫn ăn mặc chỉnh tề, mặt mũi rửa ráy sạch sẽ, ngũ quan anh tuấn, thực sự không ăn khớp với thế giới xem ra đã hoàn toàn suy tàn này. Cậu ta có một đôi mắt đẹp, trông hơi nữ tính nhưng nhìn tổng thể thì hài hòa, tuyệt đối sẽ không có ai nhận nhầm cậu ta thành con gái. Cậu ta cầm súng đi theo sau mọi người, cực kỳ chững chạc, tư thế cầm súng cũng rất lão luyện, điềm tĩnh, dựa theo nguyên tắc nhân vật quan trọng nhất định sẽ không giống mọi người. Diệp Trần lập tức nhận định đây chắc chắn là nhân vật phản diện. Trên thực tế, không cần phải suy luận, trong đầu Diệp Trần cũng đã xuất hiện điểm đánh dấu nhân vật phản diện, không có 38, hệ thống phụ trợ tự động liền được kích hoạt. Diệp Trần có cảm tưởng, thực ra, hệ thống phụ trợ này, hữu dụng hơn 38 nhiều, mạch sùng, đây là tên của nhân vật phản diện ở thế giới này. Diệp Trần nhẩm đọc cái tên này, thấy mọi người đã vào trong siêu thị, nhưng lúc không có ai để ý, cô nhảy lên cửa sổ kính trên cao quan sát nhóm người này từ trên xuống, mọi người chia ra thành mấy tốp đi tìm đồ, mạch sùng không phải người thích nói chuyện. Quan hệ với mọi người chẳng đến đâu, mọi người lần lượt tách ra thành từng cặp hai người, vừa còn sót lại mỗi mình cậu ta. Diệp Trần ngồi xổm trên cửa sổ, nghe một cặp vừa tìm đồ vừa thảo luận, dạo này đồ các thứ càng ngày càng khó kiếm, vật tư dự trữ sắp hết mất rồi, chứ còn gì nữa. Một người khác nói, chúng ta lại còn mang theo cả nhà thằng Bạch Sùng, đúng là của nợ, theo ý tao. Hay là cứ vứt bọn họ lại cho xong, không hay lắm đâu. Người nọ tìm ra được một món đồ hộp, nhìn nhìn rồi bỏ vào túi mình. Lúc trước nhận đồ của nhà họ Bạch đã hứa là sẽ đưa bọn họ tới căn cứ A rồi. Trước khác giờ khác, lúc này rồi còn nói tới đạo nghĩa làm gì. Người đưa ra đề nghị cười gằn, theo ý tao, bọn họ nhất định vẫn còn đồ chưa nôn ra. Cha của Bạch Sùng, tên Bạch Nguyên đó không phải là một kẻ có dị năng không gian hay sao? Nghe nói lão ta có một không gian to bằng cả gian nhà. Mày nghĩ là nó chứa được bao nhiêu đồ? Hơn nữa, mày không thấy cả nhà họ Bạch đói sao? Mọi người đều đã đói muốn ngất xỉu. Nhà họ ai nấy mặt mũi đều vẫn hồng hào. Nhất định là lén ăn vụn sau lưng chúng ta. Người tìm được đồ hộp không nói gì. Người đưa ra đề nghị tiếp tục nói. Hơn nữa, không phải bọn họ còn có thân thích làm quan to ở căn cứ A hay sao? Chúng ta cầm tín vật của nhà đó, nói là bạn của con trai nhà này, chưa biết chừng lại có lợi đấy. Lời này đã thuyết phục được người tìm thấy đồ hộp. Người nọ bặm bặm môi, cuối cùng nói, chuyện này tao phải hỏi thử ý nhị ca đã. Nói xong, hai người tìm thêm một lúc rồi quay lại đoàn xe tìm người quản lý mọi việc. Nhị ca. Nhị ca tên thật là Viên Nhị Nguyên, mọi người đều gọi anh ta là Nhị ca. Hai người này quay về, nói lại ý của bọn họ với Viên Nhị Nguyên. Viên Nhị Nguyên trầm ngâm một lúc rồi bảo, giờ vật tư càng ngày càng khó kiếm,
Nếu cứ tiếp tục thế này, e là đoàn xe không thể cầm cự tới được căn cứ A. Bạch Nguyên nhất định là có vật tư giấu giếm cho riêng mình. Nếu lão ta chịu giao ra, chuyện này cho qua. Nếu lão ta không chịu nghĩ cho mọi người thì người bất nhân chớ trách ta bất nghĩa. Lời của Viên Nhị Nguyên đã cho mọi người một cái cớ hợp lúc. Có người nói, phải, bọn họ ích kỷ thì không thể trách chúng ta được. Người đến đủ cả chưa? Viên Nhị Nguyên nhìn lướt qua đám người đứng xung quanh mình. Bạch Sùng bị anh ta chi cho một khu vực nguy hiểm, chưa thể về ngay được. Tất nhiên, có lẽ cả đời này cũng không thể về được nữa. Anh ta đếm người, đều đã tới đủ. Viên Nhị Nguyên đanh mặt, hô, đi, tìm người thôi. Cả đoàn người kéo tới, chỗ vợ chồng họ Bạch, Diệp Trần sốt ruột, chạy vội đi tìm Bạch Sùng. Chẳng kịp để tâm xem mình có bị người phát hiện hay không. Cô chạy thẳng một mạch tới chỗ Bạch Sùng, kêu meo meo, Bạch Sùng vẫn đang mãi tìm đồ. Diệp Trần nhảy lên mặt quầy, kêu lên đầy kích động, nhưng mà hiện giờ, hơi của cô hơi ngắn, không kêu được âm dài, giống bọn chó con, kêu méo, méo, méo cực kỳ có nhịp điệu. Bạch Sùng nghe thấy tiếng cô gọi, ngơ ngác ngẩng đầu lên, ngẩn ra mất một lúc. Đây là mèo, còn là một con mèo chưa dứt sữa. Bạch Sùng thấy khá bất ngờ, bởi vì ở thế giới này, những sinh vật nhỏ bé, yếu ớt đều đã bị zombie cắn chết. Con mèo nhỏ này chẳng những còn sống khỏe mạnh mà trông còn sạch sẽ. Chẳng lẽ là có người nuôi? Trong đầu Bạch Sùng xẹt qua rất nhiều suy nghĩ. Cậu ta muốn dụ Diệp Trần xuống nên học theo tiếng mèo kêu. Mèo, xuống đây, mèo, Diệp Trần. Đồ đần, Diệp Trần bỗng rất muốn cho tên thiếu niên ngu ngốc này ăn một tát vuốt mèo. Có điều, đây không phải là chuyện chính. Yếu, Diệp Trần muốn dẫn cậu ta về, cho cậu ta biết cha mẹ cậu ta đang gặp nguy hiểm. Thế nhưng, cô không có cách nào biểu đạt. Nghĩ ngợi trong chốc lát, cô quyết định chọn một cách thức vô cùng giản dị. Đánh cậu ta, chỉ cần chọc tức cậu ta nhất định sẽ đuổi theo. Cô sẽ dẫn cậu ta đi tìm cha mẹ. Diệp Trần lập tức vung móng vuốt lên gạt đồ xuống. Bạch Sùng nhíu nhíu đầu mày. Con mèo con chưa dứt sữa cứ thế gạt văng hết đồ nọ tới đồ kia vào người cậu ta. Bạch Sùng thấy hơi bực mình, muốn kể sát nó, nhưng con mèo này chẳng những hất đồ vào người cậu ta mà còn chổng mông vào mặt cậu ta. Lắc mông đầy khiêu khích. Xong xuôi đâu đấy, nó bỏ chạy. Bạch Sùng lập tức đuổi theo. Khiêu khích. Khiêu khích lắm, cậu ta nhất định phải cho nó biết sự lợi hại của mình. Cậu ta chạy đuổi theo Diệp Trần ra tới ngoài, vừa chạy vừa la, đứng lại, mày đứng lại đó cho tao. Cho dù Diệp Trần nhỏ thì có nhỏ nhưng lại vô cùng linh hoạt. Kỹ năng tránh né tuyệt vời khiến Bạch Sùng chỉ có thể chạy đuổi. Theo suốt cả quãng đường, hễ thấy sắp bắt được rồi thì thoát một cái liền để hụt mất. Diệp Trần cảm thấy kỹ năng chạy trốn của mình gần như là hoàn mỹ, còn Bạch Sùng thì ngày càng thêm tức. Cậu ta quyết tâm bắt được con mèo này là phải nướng lên ăn thịt. Không ngờ vừa lao ra ngoài liền nhận ra tình hình bất thường. Tính cảnh giác mách bảo Bạch Sùng phải nấp đi. Cậu ta trông thấy cha mình bị người ta quay lại, bắt phải giao nộp hết đồ còn giấu trong không gian ra. Bạch Sùng biết rõ. Bọn họ đã đưa gần như hết tất cả mọi vật tư mình có ra để được nhận sự bảo vệ rồi. Không gian dị năng của cha cậu ta thực ra chưa đầy nửa mét vuông. Thực sự không cất trữ được bao nhiêu đồ. Bạch Sùng siết chặt nắm đấm, lén tiếp cận đám người. Ngay khi bọn chúng định động thủ với Bạch Nguyên, Bạch Sùng nổ súng. Mọi chuyện lập tức trở nên hỗn loạn. Bạch Sùng đánh nhau với bọn chúng, đạn bay tứ tung. Một tên bổ nhào vào người Bạch Sùng, một tên khác đập mạnh vào đầu cậu ta. Diệp Trần muốn làm chút gì đó, nhưng mọi kỹ năng cô từng học đều không thể áp dụng được với cơ thể mèo. Cô cuống cuồng xoay vòng vòng nhưng không dám ló đầu ra. Đầu Bạch Sùng bị đập chảy máu, cậu ta lắc lư người, muốn đi tới chỗ Bạch Nguyên. Cha, cậu ta khàn khàn gọi, cố gắng đi lại đó, con tới cứu cha. Các người đang làm gì vậy? Đúng lúc này, một tiếng quát to từ trên trời giáng xuống, một quả cầu lửa đập trúng đám người đang định tấn công Bạch Sùng. Diệp Trần ngẩng đầu, trên nóc xe buýt không biết từ lúc nào đã có một gã thanh niên đáp xuống,
anh ta trông thì cũng chỉ mới ngoài 20, áo gió cộc tay, vác một cây súng máy, trông ngầu lòi. Viên Nhị Nguyên ngẩng đầu, bực tức quát, mày là ai? Tôi, đối phương nhíu mày, tôi là Trần Lâm, mày là thằng mẹ nào? Một tên khác nhảy ra hỏi, Bạch Nguyên sốt sắng la lên, cứu mạng, thiếu hiệp cứu mạng, mọi người, đã sắp thế kỷ 22 tới nơi mà vẫn còn được nghe mấy từ của thời cổ đại, đúng là chuyện lạ. Diệp Trần thấy Trần Lâm đã đến, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Trần Lâm thức tỉnh dị năng từ sớm, hiện giờ, anh ta chắc chắn là cao thủ ở chỗ này, cho dù có gặp phải người mạnh hơn thì, với tư cách là nam chính, Trần Lâm chắc chắn sẽ gặp kẻ địch mạnh ta càng mạnh hơn, có anh ta ở đây, Diệp Trần chẳng hề lo lắng chút nào, nghe Bạch Nguyên kêu cứu, Trần Lâm bỏ chút thời gian ngắn để cập nhật tình hình rồi nói với Viên Nhị Nguyên, các người thiếu vật tư phải không, để gia đình này đi. Tôi đem vật tư một ngày ra trao đổi, không chịu hả? Trần Lâm cười gằn, thế thì đừng trách đây không khách khí. Viên Nhị Nguyên đắn đo suy nghĩ, Trần Lâm rõ ràng là một kẻ có dị năng, hơn nữa khác với kiểu dị năng không gian của Bạch Nguyên. Dị năng của Trần Lâm có khả năng tấn công, vả lại còn rất cao cấp nữa. Viên Nhị Nguyên không muốn hy sinh quá nhiều, không cần nghĩ lâu, anh ta gật đầu. Trần Lâm cho Viên Nhị Nguyên chuyển đồ đi. Sau khi Viên Nhị Nguyên dẫn người lên xe đi khuất, Trần Lâm bảo vợ chồng Bạch Nguyên để ý. Bạch Sùng rồi một mình vào trong siêu thị. Thấy anh ta vào siêu thị rồi, Diệp Trần mới dám chạy lại chỗ Bạch Sùng, lấy chân đẩy đẩy người cậu ta. Cũng trong giây phút này, Lục Minh nhập vào cơ thể của Bạch Sùng. 666 bị hệ thống sắp xếp đi xem mắt. Anh ta mày mò một hồi, vừa tới đây vào đúng ngày cuộc đời Bạch Sùng xảy ra bước ngoặt trọng đại. Nhiệm vụ lần này của anh ta vẫn là đưa nhân vật phản diện lội ngược dòng, kiếm điểm danh vọng, địa vị, tiền tài, người đẹp. Lục Minh mơ hồ có cảm giác ai đó đẩy người mình, mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn. Một con mèo con màu trắng chưa dứt sữa có cái bớt đen hình trái tim đang ngồi canh bên cạnh, nhìn cậu ta đầy lo lắng. Thấy cậu ta tỉnh, mèo con giật mình nhảy giật lùi ra xa, trông cực kỳ đáng yêu. Lục Minh bật cười, vẫy tay gọi Diệp Trần, anh ta biết chuyện vừa xảy ra, tất nhiên anh ta hiểu, con mèo này vừa rồi đã báo động cho Bạch Sùng biết. Lục Minh là một người rất thích mèo, trông thấy con mèo nhỏ này, trái tim liền tan chảy. Anh ta nhìn Diệp Trần bằng ánh mắt đầy thân thiện. Diệp Trần nhận thấy sự cổ vũ trong mắt đối phương, rụt rè thò chân, đặt một chân vào lòng bàn tay Lục Minh. Lục Minh nhẹ nhàng ôm bàn chân nhỏ của Diệp Trần rồi lắc lắc, chào em. Lục Minh cười, mèo con, chương 107, luôn là mèo của cậu hai. Diệp Trần có cảm tưởng, Bạch Sùng của giờ phút này tựa hồ có chút không giống với Bạch Sùng trước lúc hôn mê. Bạch Sùng trước hôn mê, ở trong mắt có gì đó trông rất u tối khiến Diệp Trần cảm thấy đôi phần nguy hiểm. Đây cũng là lý do vì sao ban đầu Bạch Sùng dụ cô xuống, cô không chịu tới gần. Còn Bạch Sùng đang đưa tay nắm móng vuốt của cô lúc này đây, trong mắt không hề có sự tăm tối, ánh mắt nhìn cô đầy dịu dàng, ấm áp, khiến cô cảm thấy rất an lòng, bất giác muốn tới gần hơn. Nhưng không hiểu vì sao, thứ cảm giác này lại khiến cô cảm thấy hơi khó chịu. Vậy nên, cho dù trong lòng muốn đáp lại Bạch Sùng, cô vẫn quay đầu đi, tỏ vẻ khinh thường. Lục Minh, hay chính là Bạch Sùng, ngẩn ra. Trước thái độ của Diệp Trần, anh ta có cảm giác, hình như, phải chăng mình vừa nhìn thấy sự khinh thường trong nét mặt của con mèo này. Lúc này, Trần Lâm đã xử lý xong nhóm Viên Nhị Nguyên. Anh ta là người yêu ghét rạch ròi, đối xử với kẻ địch tàn nhẫn như gió thu thổi sạch lá vàng. Trần Lâm thấy Bạch Sùng đã tỉnh, đang đi tới chào hỏi, không ngờ lại phát hiện ra Bạch Sùng đang cầm chân một con mèo nói chuyện với nó. Trần Lâm vừa nhìn thấy mèo, mắt liền sáng lên, đi vội tới, hào hứng bảo, wow, là mèo này, cậu có mèo à, tuổi đang trẻ mà có một con mèo đúng là tuyệt vời. Hơn nữa, mèo của cậu đến giờ vẫn không bị nhiễm bệnh. Bạch Sùng nghe giọng điệu thích thú của Trần Lâm, bất giác nắm móng vuốt nhỏ bé của mèo con chặt hơn một chút.
Diệp Trần thấy hơi khó chịu, meo lên một tiếng, tỏ ý bất mãn. Cô vốn định meo sao cho ghê gớm một chút nhưng vì giọng quá nhỏ, tiếng kêu quá mỏng, vừa lên tiếng, Diệp Trần liền cảm thấy mất mặt, ngậm ngay miệng lại, hoàn toàn không có tí khí thế. Nào, Bạch Sùng nghe tiếng kêu của Diệp Trần, toàn thân như tan chảy, Trần Lâm càng thích thú hơn, lại nói nữa, đây là mèo con này, mấy tháng rồi, vẫn còn đang uống sữa à, mấy tháng rồi. Bạch Sùng không biết, tuy vậy, cậu ta không muốn để Trần Lâm biết là bản thân không phải chủ của con mèo này nhất định phải có một người chủ, bằng không, giờ thời thế như vậy, nó khó mà sinh tồn được, thay vì để người khác làm chủ của nó, chi bằng để anh ta làm. Vậy là Bạch Sùng cười cười đáp, tầm hơn một tháng, tôi mới nhặt được trên đường mấy hôm trước, giờ mà vẫn nhặt được loại mèo này. Trần Lâm rất ngạc nhiên, Bạch Sùng ôm Diệp Trần vào lòng, Diệp Trần cũng không chảy, Bạch Sùng thấy Diệp Trần không phản kháng, trong lòng rất vui, bế mèo đứng dậy, hỏi Trần Lâm, tôi là Bạch Sùng, từ thành phố G đi căn cứ, anh là, tôi là Trần Lâm vác súng lên vai, hất cầm về phía bắc, tôi tới căn cứ ở thành phố B để tòng quân, cậu muốn tới căn cứ nào, tiện đường tôi. Đưa cậu đi luôn, nghe thấy cái tên Trần Lâm, mắt Bạch Sùng hơi tối đi nhưng rồi anh ta nhanh chóng nở nụ cười, hòa nhã nói, vậy làm phiền anh, đây là cha mẹ tôi, Bạch Nguyên, Lý Hân. Bạch Sùng chỉ về phía cặp vợ chồng nhà họ Bạch đang sợ hãi, sau đó chỉ vào con mèo mình đang ôm, đây là mèo của tôi, tên là Bạch Tiểu Trần. Bạch Sùng hơi ngập ngừng, phân vân giữa hai cái tên Tống Uyển Thanh và Diệp Trần. Thế giới trước, anh ta chết tại Nam Kinh, lịch sử không thể thay đổi, hệ thống khóa hết mọi năng lực đặc biệt anh ta có, anh ta chỉ có thể chiến đấu anh dũng như một người bình thường. Trong giây phút thành phố rơi vào tay giặc, anh ta chết ở Nam Kinh, vào giây phút ấy, anh ta nhớ tới người đó, anh ta nghĩ, cô nhất định sẽ mặc kỳ bào đẹp đẽ, sống hạnh phúc ở Hương Cảng. 666 nói cho anh ta biết, Tống Uyển Thanh hoàn thành nhiệm vụ thay anh ta, năm 2000, trả văn vật lại cho quốc gia, anh ta nghĩ, cuộc đời của Tống Uyển Thanh hẳn là cũng không tệ, cô sống không tệ, anh ta cũng an tâm, đã bị tẩy trừ tình cảm kiếp trước của anh ta đã phai nhạt nhưng anh ta vẫn nhớ rõ mọi chuyện xảy ra, anh ta bỗng nhận ra, hóa ra rốt cuộc mình vẫn không hiểu người con gái này, thậm chí ngay cả thực ra cô ấy tên là Diệp Trần hay là Tống Uyển Thanh, có phải là Tống Uyển Thanh thật không, cũng không rõ. Có điều, chuyện này cũng không quan trọng, một cuộc đời mới đã bắt đầu rồi. Bạch Sùng xoa đầu Diệp Trần xoay đầu lại nhìn anh ta, Bạch Sùng cười cười, gọi cô, Tiểu Trần, Diệp Trần phớt lờ anh ta. Giờ Bạch Sùng cũng không có thời gian quan tâm cô, vỗ nhẹ đầu cô như dỗ trẻ con, em tên là Bạch Tiểu Trần, phải nhớ nhé, Diệp Trần không quay đầu lại, Bạch Sùng ngẫm nghĩ, em không để ý anh nói, không phải là em bị điếc đấy chứ, anh mới bị điếc ấy, Diệp Trần xoay đầu lại, kêu lên một tiếng đầy hung ác, Bạch Sùng cười rộ lên, y như thể hiểu ý cô, gật đầu đáp, vân vân, em không phải đồ điếc. Diệp Trần, nói chuyện với cả một con mèo, tên này, chắc mất trí rồi. Bạch Sùng và Trần Lâm nói chuyện với nhau một lúc, Trần Lâm đi một mình suốt hành trình cũng cô đơn, thực ra vốn cũng cần có một người giúp sức. Bạch Sùng liền kết đội với Trần Lâm, hai người hẹn trước, đưa cha mẹ của anh ta tới căn cứ rồi hai người sẽ tới căn cứ ở thành phố B để tòng quân. Đây vốn cũng chính là con đường Bạch Sùng tự hoạch định cho mình. Giờ có Trần Lâm trợ giúp, trong lòng Bạch Sùng tất nhiên nhẹ nhõm hơn nhiều. Bạch Sùng hiểu rõ tình hình của mình. Anh ta là một kẻ toàn hệ dị năng nhưng ban đầu không thể hiện ra được. Máu của anh ta lại có khả năng kích hoạt dị năng của người khác, khiến anh ta rơi vào tình trạng vô cùng nguy hiểm. Anh ta giống như một miếng thịt đường tăng, ai ai cũng muốn ăn. Nguyên thân của Bạch Sùng vốn là kích hoạt dị năng của người khác để bảo vệ chính mình. Sau này thì bị bắt lại ngày ngày rút máu, vậy nên, tranh thủ lúc này đây,
anh ta phải tìm một chỗ dựa vững chắc cho mình chứ không phải là bồi dưỡng nên một chỗ dựa. Tình cờ, Trần Lâm đúng là một lựa chọn cực tốt, là nam chính của một chuyện không ngừng phản công thăng cấp. Trần Lâm luôn thuận buồm xuôi gió, gặp địch mạnh ta càng mạnh hơn, không bao giờ phải chịu ấm ức. Thức tỉnh dị năng từ rất sớm và sau này sẽ trở thành cao thủ số 1, số 2, được làm anh em của người này để y bảo vệ cho. Nói với Bạch Sùng, đúng là quá may mắn, vì thế, anh ta nhanh chóng xưng huynh gọi đệ với Trần Lâm, nhận Trần Lâm làm đại ca. Trần Lâm nhìn xung quanh, thương lượng với Bạch Sùng, hai chúng ta chia nhau ra tìm vật tư, cướp lấy một ít cho lên xe. Bạch Sùng gật đầu, anh ta muốn giao Diệp Trần cho cha mẹ nhưng anh ta vừa đưa Diệp Trần ra, Diệp Trần liền xòe móng rãy dụa. Bạch Sùng hết cách, đành nói với cô, vậy anh mang em theo, em đừng gây sự nhé. Diệp Trần gật đầu, Bạch Sùng và đám người xung quanh trố mắt, con mèo này quả nhiên có chút bất bình thường. Bạch Sùng bỏ Diệp Trần lên vai rồi đi theo Trần Lâm tìm đồ, vừa rồi nguyên thân vốn đã tìm qua siêu thì này một lần rồi, không tìm được gì cả. Nhưng nếu Bạch Sùng nhớ không nhầm thì, kỳ thực chỗ này có một cái kho hàng ngầm, lối vào bị sập chặn ngang nên không bị người phát hiện. Vậy mà Trần Lâm vừa tới, anh ta vấp ngã một cái liền phát hiện ra nó. Nam chính, đúng là may mắn vậy đấy. Nhưng hôm nay, Bạch Sùng quyết định phải tìm ra nó trước Trần Lâm. Vậy nên anh ta đi đằng trước Trần Lâm, nói là mở đường cho anh ta. Diệp Trần ngồi xổm trên vai Bạch Sùng, nhìn con người đi tìm vật tư, đi chưa được mấy bước. Diệp Trần bỗng để mắt thấy một tảng đá trông không được tự nhiên cho lắm. Cô kêu meo một tiếng rồi đột ngột nhảy xuống, chạy về phía nó, đi quanh tảng đá vòng tới vòng lui. Tiểu Trần, Bạch Sùng giật mình, vội chạy đuổi theo. Trần Lâm nghe thấy động tĩnh bên này nên cũng đi sang hỏi, làm gì thế? Bạch Sùng không nói gì, định lại bế Diệp Trần lên nhưng vừa tiếp cận tảng đá liền phát hiện ra tảng đá này có chút bất thường. Anh ta ngồi xổm xuống, áp người xuống dưới đất gõ, gõ. Trần Lâm sực hiểu ra, cậu cảm thấy chỗ này có hầm ngầm à? Ừ, Bạch Sùng đáp chắc nghịch, gạt hết đám cỏ dại ra, một cánh cửa sắt lộ ra trước mắt hai người. Trần Lâm và Bạch Sùng liếc nhau, lập tức mở xem thử, dưới cánh cửa là một cái kho đầy áp hàng. Bạch Sùng và Trần Lâm liền bắt tay vào chuyển đồ, cha mẹ của Bạch Sùng cũng tới trước, bốn người nhanh chóng lấp đầy hàng hóa vào xe, làm đầy không gian của Bạch Nguyên và cả không gian của Trần Lâm. Tới khi không gian của Trần Lâm cũng được lấp đầy, kho hàng này đã chẳng còn thừa lại là bao. Trần Lâm phấn khởi nói, chỗ còn thừa để lại cho người tới sau đi, chỗ vật tư này đủ để chúng ta ăn khá lâu rồi. Lần này phải cảm ơn Bạch Tiểu Trần. Trần Lâm đi lại chỗ Diệp Trần, trịnh trọng nói, cảm ơn mày nhé, tao sẽ cho mày ăn uống tử tế. Diệp Trần thích được người khác khen, cô meo lên một tiếng hưởng ứng. Bạch Sùng chì tay bế Diệp Trần lên. Lúc này, mọi người đều đã thấm mệt. Bạch Sùng hỏi thử, tôi ngủ mấy tiếng rồi đổi phiên lái xe cho anh nhé. Trần Lâm gật đầu, ừ, cậu ngủ đi, tôi lái xe. Phân công nhau xong, Bạch Sùng liền bế Diệp Trần về phòng ngủ. Xe của Trần Lâm là loại xa xỉ, các phòng ngăn thành từng gian riêng, có hai phòng, nhà vệ sinh và bếp có đủ mọi thứ. Vợ chồng Bạch Nguyên ở một phòng, Bạch Sùng bế Diệp Trần vào ở một phòng. Bạch Sùng hơi mệt nhưng vẫn chịu được, quyết định đi tắm cho Diệp Trần, dù sao cũng là mèo hoang, không biết có mang theo mầm bệnh gì không. Có điều, thế giới này cũng chẳng có mầm bệnh nào đáng sợ. Bạch Sùng nói một tiếng với Trần Lâm, bảo là muốn tắm. Trần Lâm đáp sảng khoái, tắm đi, tôi có dị năng hệ nước, đừng lãng phí là được. Bạch Sùng gật đầu, nói một lời từ tận đáy lòng, cảm ơn nhé. Nói xong, Bạch Sùng bế Diệp Trần vào phòng tắm. Mới đầu Diệp Trần không nhận ra là mình đang đi đâu, sau đó mới sực hiểu ra, cô sợ tới mức co rò bỏ chạy. Bạch Sùng với tay túm cô lại, bất lực bảo, chạy gì mà chạy. Diệp Trần gần như muốn sụp đổ, cô là một con mèo, bạn đã từng gặp con mèo nào thích tắm rửa chưa? Cứ cho là cô có thể chịu được việc tắm nước thì vấn đề là,
cô không muốn tắm với Bạch Sùng, mắt mọc lẹo mất. Tuy nhiên, những lời này cô đều không nói được, chỉ có thể kêu meo meo. Bạch Sùng túm cổ cô vào phòng tắm, đóng cửa lại, bắt đầu cởi áo. Diệp Trần vừa thấy anh ta cởi áo liền nhắm tịt mắt lại. Bạch Sùng thấy buồn cười, cởi quần áo xong, túm Diệp Trần lên. Diệp Trần liền bắt đầu ra sức đẩy anh ta ra. Bộ móng sắc của Diệp Trần được giấu kỹ trong đệm thịt màu hồng. Cô không hề định cào Bạch Sùng. Bạch Sùng chỉ cảm thấy đệm thịt mềm mềm đạp đạp vào bàn tay. Tuy biết Diệp Trần làm vậy là đang phản kháng nhưng anh ta vẫn cảm thấy cực kỳ dễ chịu. Không nhịn nổi cười. Em đang phản đối hay đang đùa nghịch vậy? Diệp Trần dừng lại, đột ngột nhận ra. Phản kháng như vậy không hề đủ để Bạch Sùng hiểu được quyết tâm không muốn tắm rửa của cô. Tuy lý trí vẫn biết là nên đi tắm nhưng hễ vừa nghĩ tới nước là cô đã thấy khó chịu rồi. Vậy là, trong lúc Bạch Sùng chờ nước nóng, cô mở to mắt, tung người nhảy bật lên, chộp lấy cánh tay Bạch Sùng, lấy đà phi lên trên đỉnh đầu vòi hoa sen đứng. Từ trên cao nhìn xuống, Bạch Sùng ôi một tiếng, ngẩng đầu lên, nghiêm mặt. Xuống dưới, anh ta che miệng vết thương, giọng điệu cảnh cáo. Diệp Trần bẽ nghẽ nhìn đối phương, đôi mắt ánh lên vẻ khinh thường. Từng cọng lông trên cơ thể đều như muốn nói, trẫm dựa vào bản lĩnh của mình lên được vòi hoa sen. Dựa vào đâu mà phải xuống, có giỏi thì lên đây mà bắt ta. Tác giả có chuyện muốn nói, Bạch Sùng, xuống dưới. Diệp Trần, không xuống. Bạch Sùng, xuống đây thì thơm em. Diệp Trần, tôi xuống. Chương 108, luôn là mèo của cậu ba. Diệp Trần dùng ánh mắt miệt thị cúi đầu nhìn Bạch Sùng. Bạch Sùng nghiêm mặt nhìn lại Diệp Trần, một mèo một người im lặng đấu mắt. Được một lúc thì Bạch Sùng lạnh giọng hỏi, em không chịu xuống chứ gì? Diệp Trần meo một tiếng, ánh mắt ngập tràn khinh bỉ. Bạch Sùng với tay lên lấy vòi hoa sen. Diệp Trần lập tức nhảy xuống vai Bạch Sùng rồi từ đó tung người nhảy lên tay nắm cửa. Cửa phòng tắm đã bị Bạch Sùng đóng lại. Diệp Trần thử mở cửa nhưng vì cửa là thiết kế kéo vào trong nên Diệp Trần liều mạng mèo cũng không cách nào kéo ra được. Vào lúc này, Bạch Sùng thử nước, thấy đã đủ ấm, bèn phun thẳng về phía Diệp Trần. Diệp Trần hét lên một tiếng, bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Bạch Sùng cầm vòi hoa sen đuổi theo sát đằng sau cô, phun ướt hết lông cô rồi lại lấy sữa tắm túm cô lại, muốn chà bọt lên người cô. Diệp Trần liều mạng phản kháng, khiến Bạch Sùng thương tích đầy mình. Bạch Sùng dùng vũ lực trấn áp, vừa tắm vừa mắng, tiểu tổ tông ngoan nào. Ôi, nhẹ thôi, anh động thủ bây giờ. Ôi chao, em xuống tay được lắm. Với tinh thần không màng sinh tử, cuối cùng Bạch Sùng cũng tắm rửa sạch sẽ xong cho Diệp Trần. Lông ướt sũng nước khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô lạnh quá, run lên. Bạch Sùng quấn cô vào trong khăn lông, ôm cô vào lòng rồi ra ngoài hỏi Trần Lâm Đan, lái xe, có máy sấy không? Nó hơi lạnh. Có, ở trong ngăn kéo thứ hai của cái tủ màu hồng ấy. Trần Lâm nói to. Bạch Sùng tìm thấy máy sấy, đặt Diệp Trần lên hai chân, bật máy, sấy lông cho cô. Diệp Trần không hề từ chối, cô đã lạnh lắm rồi. Bạch Sùng giữ máy sấy ở khoảng cách vừa phải, hơi ấm dạt dào khiến Diệp Trần cảm thấy cực kỳ dễ chịu. Bạch Sùng vừa sấy vừa trải lông cho cô. Diệp Trần ngồi ngoan, lười biếng kêu một tiếng, meo eo. Bạch Sùng cảm nhận được Diệp Trần đang vui, anh ta không nén nổi cười, thoải mái chứ hả? Diệp Trần mặc kệ anh ta, vương vương cổ, ý bảo anh ta gãi ở đây này. Bạch Sùng hiểu ý, một mặt gãi giúp cô, một mặt bảo, vừa nãy lúc tắm cũng ngoan được như thế này thì tốt. Diệp Trần cảm thấy Bạch Sùng đúng là đồ ngớ ngẩn. Nếu tắm rửa mà cũng thoải mái được như thế này thì cô còn đánh nhau với anh ta làm gì? Sấy khô lông, Bạch Sùng thả Diệp Trần vào trong ổ chăn rồi đi tắm cho mình. Tìm Ugo dán lên những chỗ bị thương. Lúc anh ta làm những việc này, Diệp Trần nằm trong ổ chăn, bắt đầu suy nghĩ một vấn đề hết sức gay go. Với thân phận một con mèo, cô làm thế nào thực hiện nhiệm vụ được đây? Chẳng có lẽ lại dựa vào dễ thương làm nũng gấu trúc mới thế? Diệp Trần trái lo phải nghĩ, bỗng nhớ ra một chuyện. Mẹ kiếp,
Bạch Sùng là Đường Tăng mà, thịt của anh ta có thể kích hoạt dị năng, tuy cô là một con mèo nhưng chắc là cũng không có vấn đề gì lớn. Nghĩ vậy, Diệp Trần lập tức xòe móng vuốt ra kiểm tra, soi thử xem có dính máu của Bạch Sùng không. Hiện thực rất tàn khốc, không có, nhưng không sao. Diệp Trần mai phục trong ổ chăn, ủ mưu Bạch Sùng mà tới sẽ cho anh ta ngay một phát chí mạng, à không, là một phát cào. Diệp Trần nằm trong ổ chăn chờ Bạch Sùng. Bạch Sùng đang tắm, cô hơi buồn ngủ rồi. Bạch Sùng tắm xong ra ngoài bôi kem dưỡng da. Cô mệt lắm rồi, cô thật không hiểu nổi, đã là mạt thế, Bạch Sùng với Trần Lâm sao còn sống xa xỉ như vậy, lại còn bôi cả kem dưỡng da. Bạch Sùng soi gương dáng Ugo, Diệp Trần chịu không nổi nữa, cô nghĩ, Bạch Sùng sao có thể ái tới thế được, không phải chỉ là một vết thương nho nhỏ thôi sao, có cần phải dáng Ugo không. Diệp Trần vừa mỉa mai vừa dần dần thiếp đi, không biết bao lâu sau, mơ màng có cảm giác được bế lên chuyển sang chỗ khác, cô sực nhớ ra, phải rồi, cô muốn đánh Bạch Sùng, cô muốn máu của anh ta. Diệp Trần lập tức vùng dậy, tung một cước, cô không biết mình đã cào được vào chỗ nào, chỉ nghe thấy tiếng Bạch Sùng đau kêu lên một tiếng, khom lưng ôm nửa người dưới. Diệp Trần ngẩn ra, giơ tay nhìn nhìn móng vuốt của mình rồi lại nhìn nhìn Bạch Sùng, không dám tin điều bản thân vừa làm. Bạch Sùng đau đến mức phải một lúc lâu sau mới đứng dậy được rồi bắt đầu lẩm bẩm, anh muốn ném em xuống. Bạch Tiểu Trần, anh nói cho em biết, em chết chắc rồi, anh nhất định sẽ vứt em lại một chỗ hoang vu, nhất định phải cho em biết một con mèo sống một mình sẽ khổ đến thế nào. Nói xong, Bạch Sùng dừng lại, ngẩng đầu, định đi bắt Diệp Trần nhưng vừa nhìn lên liền, nhìn thấy một bé mèo con đang ngơ ngác nhìn, đôi mắt đầy mông lung, anh ta bỗng không còn thấy cáu chút nào nữa, đáng yêu như thế, dù làm gì cũng đều có thể tha thứ được, không phải là chỉ bị cào một chút thôi sao, nó còn nhỏ mà, nó có biết gì đâu. Bạch Sùng hít sâu một hơi, nặng ra một nụ cười, Tiểu Trần à, anh thương lượng với em một chuyện nhé được không. Diệp Trần dương mắt nhìn anh ta, Bạch Sùng gắng hết sức mỉm cười, giọng đầy nhún nhường, sau này không được tùy tiện cào người nữa nhé, được không. Vừa dứt lời, Diệp Trần cào ngay một cào lên tay anh ta. Cào xong, Diệp Trần lập tức đưa chân lên liếm liếm máu. Cảnh tượng này ở trong mắt Bạch Sùng chính là khiêu khích. Con mèo trước mặt này chẳng những cào anh ta mà cào xong lại còn tao nhã, vô liêm sỉ liếm móng vuốt, sất láo ra vẻ anh làm gì được tôi nào. Bạch Sùng dù có tốt tính hơn nữa cũng phải nổi cáu, túm Diệp Trần lại, bỏ vào trong phòng tắm, chân Diệp Trần dẫm vào nước, thấy cực kỳ khó chịu, kêu lên, một tiếng đầy phẫn nộ với Bạch Sùng. Bạch Sùng thấy cô dựng lông lên bèn nghiêm khắc bảo, tự kiểm điểm lại bản thân đi, không kiểm điểm xong không cho ra. Nói xong, Bạch Sùng nhốt cô lại, xoay lưng bỏ đi. Diệp Trần mắng anh ta, tiếng kêu vừa chói tai vừa ghê gớm. Bạch Sùng hừ một tiếng, chui vào trong chăn, chuẩn bị ngủ. Diệp Trần quay sang đánh giá sự biến đổi của mình, cô giơ móng lên nhìn, vẫn là chân mèo lông trắng, vẫy vẫy đuôi, vẫn còn đuôi, thử cảm nhận bên trong cơ thể, chẳng thấy có dị năng gì. Máu Bạch Sùng phải chăng vô dụng, hay là do cô uống quá ít? Diệp Trần nghiêm túc suy nghĩ, đồng thời meo meo cầu cứu. Chỗ này thực sự là khó chịu, ban đầu Bạch Sùng còn ngủ được, sau đó nghe thấy tiếng kêu vừa nhỏ vừa mềm yếu của Diệp Trần, chẳng mảy may còn vẻ uy phong như vừa rồi, chớp mắt một cái, Bạch Sùng liền thấy đau lòng, mày xem, Bạch Tiểu Trần đáng yêu biết bao, giờ chắc chắn là em ấy đã biết sai rồi. Bạch Sùng nghĩ, thực sự không chịu được, chạy sang phòng tắm, bế Diệp Trần ra, vừa bế vừa cầu nhau bảo, biết sai chưa. Diệp Trần liều mạng gật đầu, Bạch Sùng rất vui, ôm Diệp Trần trong lòng, cẩn thận lấy khăn lau bàn chân dẫm phải nước cho cô rồi ôm cô bỏ vào trong ổ chăn. Được rồi, đừng nghịch nữa nhé. Bạch Sùng vuốt vuốt lông của cô, dịu dàng bảo, ngủ thôi. Diệp Trần cọ cọ vào người anh ta, meo một tiếng coi như trả lời, sau đó nằm trên ngực Bạch Sùng,
gối đầu lên ngực anh ta, khò khè ngủ say. Lúc ngủ Diệp Trần không kêu gờ rờ ư như lũ mèo mà còn siêu 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 tiếng thổi bong bóng, Bạch Sùng không chê ồn, còn cảm thấy vô cùng đáng yêu. Cúi xuống hôn lên đầu Diệp Trần rồi nhắm mắt lại ngủ, không biết đã ngủ được bao lâu, Diệp Trần thấy hơi nóng, cảm giác có một luồng nhiệt đang bốc lên trong cơ thể. Cơ thể cô dường như sẵn dài ra, chân dài thẳng tắp, tấm lưng mảnh khảnh, bộ ngực đầy đặn. Diệp Trần nóng quá, khó chịu, vẫy vẫy đuôi, thế rồi, đột ngột tỉnh giấc, cô là người sao lại có đuôi, sau đó tỉnh táo lại nghĩ, không, đúng, cô là mèo, sao lại có chân. Diệp Trần lập tức ý thức được có gì đó sai, bấy giờ cô mới phát hiện, không biết từ lúc nào, mình đã biến thành người. Bạch Sùng vẫn đang ngủ, tay gác lên người cô, Diệp Trần xị mặt, phe phẩy đuôi, cô phát hiện mình đã biến thành một thiếu nữ có tai mèo, đuôi mèo, vì cô không mặc quần áo nên cả cơ thể đều đang trần truồng. Diệp Trần lập tức trốn khỏi cái ôm của Bạch Sùng, bắt đầu nghiên cứu cơ thể mình, tạm thời, cô không muốn để người ta phát hiện chuyện bản thân biến thành người, thế giới này cực không thân thiện với con người, trong cảnh tận thế, ai nấy đều sống ích kỷ, hơn nữa. Với tính cách của Bạch Sùng, dùng thân phận con người để tiếp cận anh ta, nhất định sẽ bị anh ta đề phòng, chẳng bằng bắt đầu từ một con mèo, tiếp cận từng bước một. Vậy là, Diệp Trần chuyển sang nghiên cứu cách làm thế nào để biến về lại làm mèo. Cô dùng cách sử dụng thần thức học được ở thế giới tu chân để kiểm tra cơ thể, phát hiện trong bụng có thêm một nguồn năng lượng, tương tự như kim đan của tu chân. Diệp Trần biết, ở mặt thế, nó chính là hạt dị năng, mỗi người mang dị năng đều có một hạt dị năng như vậy, hạt dị năng chứa năng lượng của cơ thể, nếu một người bị mất hạt dị năng thì chẳng những người đó sẽ mất sức chiến đấu bằng dị năng mà hạt dị năng này còn có thể đem đi sử dụng như một loại pin, vậy nên, ở thế giới mặt thế, hạt dị năng cũng là một loại tài nguyên, lúc này đây. Từ hạt dị năng có một luồng năng lượng như dòng điện đang chạy vào trong cơ thể của cô, Diệp Trần tập trung tinh lực, thử bắt hạt dị năng thu những năng lượng đó về, dòng năng lượng như một con sông, lập tức ào ạt chảy ngược về hạt dị năng, khi giọt năng lượng cuối cùng bị thu về, Diệp Trần có cảm giác thế giới bỗng thay đổi, cô đã biến trở về làm mèo, Diệp Trần thử lại thêm lần nữa, cho năng lượng chảy ra. Vận chuyển trong cơ thể lại nhanh chóng biến thành thiếu nữ. Sau khi biết được cách biến hình, Diệp Trần liền biến về lại làm mèo, ngoan ngoãn nằm cạnh Bạch Sùng nhắm mắt ngủ, còn Bạch Sùng thì có cảm giác mình đã nằm mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ có một thiếu nữ ở Trần nằm cạnh anh ta, được anh ta ôm trong lòng. Thiếu nữ ấy cực kỳ xinh đẹp, đôi mắt trong veo, đôi tai mèo mềm mại, biết dựng cục theo cảm xúc của cô nàng. Cô nàng còn có một cái đuôi, chiếc đuôi lắc qua lắc lại, cọ lên cơ thể anh ta. Tới lúc Bạch Sùng bị Trần Lâm đánh thức, Diệp Trần vẫn đang ngủ khò khè say sưa. Bạch Sùng nghĩ chắc là mình có bệnh, vò vò tóc, khó chịu. Trần Lâm bật cười, sao đấy, muốn đàn bà? Bạch Sùng bị nói trúng tim đen, đẩy anh ta một phát, muốn đàn bà cái gì, muốn mèo ấy. Ừ, đó đâu chỉ là đàn bà, đó còn là một con mèo nữa. Chương 109, luôn là mèo của cậu bốn. Trong lúc Bạch Sùng lái xe, Trần Lâm thay anh ta tiếp quản Diệp Trần. Trần Lâm ôm cô vào lòng, lúc Diệp Trần sáng mai tỉnh dậy thì phát hiện mình đã bị thay bạn giường. Diệp Trần dựng ngược lông, Bạch Sùng thật quá to gan, nói thay người liền. Thay người, coi cô là hạng ai cũng được ôm sao? Trần Lâm mơ mơ màng màng tỉnh dậy, hé mắt ra thấy Diệp Trần đang nhìn mình, cúi đầu muốn hôn Diệp Trần, lẩm bẩm nói, chào buổi sáng. Diệp Trần giơ chân lên chặn mặt Trần Lâm lại. Trần Lâm cảm nhận được lực cản, mở hẳn mắt ra xem, thấy Diệp Trần lạnh lùng nhìn mình, thái độ viết rõ rành rành trên mặt, điêu dân mau cút xa ra. Trần Lâm rầu rầu cảm khái, đúng là mèo nhà người ta. Vốn định cho mày ăn cá cơm khô nhưng nuôi nấy nuôi nữa vẫn là mèo của người khác, đến thơm cũng không cho thơm. Thôi vậy,
vừa nghe thấy có cá cơm khô, Diệp Trần lập tức đong đưa đuôi, chậm chậm thu móng vuốt về, vẻ mặt như muốn nói thực ra ta cũng không thèm để ý, thấy ngươi đáng thương nên bố thí cho ngươi đó. Khoan thai, Tao Nhã đưa người về phía trước, kêu meo một tiếng tỏ ý, thơm đi. Trần Lâm thấy hiếu kỳ, xét đến việc mọi chuyện đều có thể xảy ra ở mạt thế, bèn hỏi thử, có phải là mày nghe hiểu người ta nói gì không? Diệp Trần gật đầu, Trần Lâm hít một hơi thật sâu, mày quả nhiên là một con mèo khác thường. Diệp Trần kiêu ngạo gật đầu, Trần Lâm sáng tới, nói nhỏ, chỗ anh đây có cá cơm khô có thể cung ứng liên tục không gián đoạn, mày thấy qua là mèo của anh thì thế nào? Diệp Trần liếc anh ta một cái xem thường, anh ta thật là quá coi khinh loài mèo, Diệp Trần này là một con mèo thiếu trải sự đời vậy sao? Chỉ mấy con cá cơm khô đã mơ tưởng mua chuộc cô, anh ta tưởng cô không biết thế giới này còn có sự tồn tại của lỗ trùng khánh, ma lạc năng, canh đậu phụ đầu cá, mì chúc thăng há cảo tôm, thịt xào ớt xanh, sushi, sashimi, mì cay địa ngục, canh thịt cừu các kiểu hay sao? Cô quay đầu đi, phớt lờ anh ta. Trần Lâm tỏ ra đầy hâm mộ. Wow, mày thật là trung thành với Bạch Sùng. Anh cũng muốn một con như thế này. Diệp Trần hừ một tiếng, không nói gì. Xem ra đụng phải một thằng ngớ ngẩn rồi. Trần Lâm là thể loại người rất dễ thỏa mãn. Anh ta bế Diệp Trần đặt lên đùi, dùng tay vuốt lông cho Diệp Trần. Cảm giác thế này rất dễ chịu. Diệp Trần phát ra tiếng kêu gờ rờ ư của loài mèo những khi thoải mái. Trần Lâm chuyên chú vuốt lông mèo hồng để lại cho Diệp Trần một ấn tượng tuyệt hảo. Từ khi mạt thế bắt đầu tới nay, Trần Lâm vốn là một người lạc quan như ánh mặt trời, trải qua nhiều chuyện hiểm ác, không biết từ lúc nào đã không còn dám quá dễ tin người nữa. Giờ gặp được Diệp Trần, trong lòng Trần Lâm thực sự thấy rất vui, vì một con mèo con đáng yêu, đối với Trần Lâm, nó tượng trưng cho một cuộc sống tốt đẹp mà anh ta đã từng có. Khi ấy, mọi người tranh nhau làm sen cho bót mèo, còn khi mạt thế đến, những động vật nhỏ như thế này không chết trong miệng zombie, cũng bị biến thành đồ ăn, một số thì bị bỏ rơi, chết đói. Diệp Trần áp vào người Trần Lâm, gà gật muốn ngủ, Bạch Nguyên ra lái xe thay cho Bạch Sùng. Bạch Sùng mệt mỏi về phòng, bắt gặp ngay cảnh Trần Lâm đang chuyên chú vuốt lông mèo. Bạch Sùng nguyên là một người có ham muốn chiếm hữu vô cùng mãnh liệt, cho dù chỉ là một con mèo cũng không ngoại lệ. Bạch Sùng thấy Diệp Trần bị Trần Lâm ôm, trong lòng không được thoải mái, làm bộ như là tiện tay, bế mèo lên, ôm vào lòng mình. Đúng lúc này thì Diệp Trần tỉnh táo lại, không đúng. Cô bán sắc cả sáng hôm nay rốt cuộc là vì cái gì? Là vì cá cơm khô. Cô vươn móng ra cấu áo của Trần Lâm, kêu meo meo loạn lên. Trần Lâm ngơ ngác rồi mới nghĩ ra, bó tay với nó. Được rồi, anh nhớ cá cơm khô của mày rồi, giờ anh lấy cho mày đây. Nghe vậy, Diệp Trần mới chịu buông ra. Trần Lâm lục tìm cá cơm khô, lấy ra cho Diệp Trần rồi rời giường đi rửa mặt. Trần Lâm đi rồi, Diệp Trần đang ăn cá cơm khô thì bất thình lình bị người túm cổ. Không ổn, làm gì đấy? Diệp Trần suýt thì hóc cá cơm khô, hoảng hốt ngoái đầu nhìn. Bạch Sùng nhìn cô cười nửa dịu dàng nửa ghê rợn. Cá cơm khô ăn có ngon không? Diệp Trần run run, meo cũng không dám meo. Bạch Sùng lúc này khiến người ta linh cảm thấy sự nguy hiểm, căn bản không dám có ý phản kháng. Một tay Bạch Sùng túm cổ cô, một tay nhẹ nhàng vuốt lông, thong thả nói, anh cực kỳ ghét người khác lừa dối mình, dù mèo hay chó, tất cả đều giống nhau. Bạch Tiểu Trần, em là mèo của anh. Bạch Sùng gằn giọng, em hiểu chưa? Diệp Trần liều mạng gật đầu, sao cô lại quên được chứ? Bạch Sùng là một tên biến thái nhân cách phản xã hội bẩm sinh. Nói xong những lời này, thấy con mèo gật đầu, Bạch Sùng liền chắc chắn được một chuyện, con mèo này thực sự nghe hiểu được tiếng người, hơn nữa, nó còn là loại mềm nắng ráng buông, càng nhân nhượng thì càng lấn tới. Trong bản chất của Bạch Sùng gốc vốn có chút bạo ngược, bình thường Bạch Sùng vẫn dùng trái tim nhiệt huyết chính nghĩa của mình để đối kháng lại cảm xúc của bản gốc,
Nhưng với con mèo nhỏ này, đôi khi, cứ thể giải tỏa cảm xúc đen tối này ra lại tốt hơn. Bạch Sùng điều chỉnh lại phương pháp dạy mèo rồi ngẫm nghĩ, bảo với cô, nhưng nếu chỉ là để lựa cá cơm khô, thì anh cho phép. Diệp Trần gật đầu, đẩy hết chỗ cá cơm khô lại cho Bạch Sùng. Mèo mèo mấy, tiếng cầu hòa, Bạch Sùng vừa lòng, vỗ vỗ đầu cô, không nói nhiều thêm nữa. Căn cứ cách họ gần nhất cũng phải đi mất khoảng 2 ngày đường, cái chính là vì nhiều đoạn đường hiện giờ đã bị phong tỏa. Họ phải đi vòng qua đường mòn trong núi khiến lộ trình bị kéo dài, đã chạy 2 ngày đường, còn thêm một buổi sáng nữa là họ sẽ tới được căn cứ. Đúng lúc này, Bạch Nguyên đột nhiên la lên, hình như tôi nhìn thấy một cái siêu thị, nhìn thấy siêu thị là phải vào tìm thử xem có kiếm chác được chút đồ nào không, đã trở thành một thói quen khó bỏ của con người ở mạc. Thế, nghe Bạch Nguyên nói vậy, Trần Lâm lập tức hô dừng xe, kéo Bạch Sùng xuống đi tìm đồ. Diệp Trần nghe họ bàn nhau, không hiểu tại sao, trực giác bỗng cảm thấy bất ổn. Trong lỗ tai có tiếng thứ gì đó rất khó chịu như tai bị ù, vừa chói vừa ngân dài, khiến cô cảm thấy sốt ruột, vô thức cào móng. Thấy Bạch Sùng vác súng đi ra ngoài, Diệp Trần liền nhảy lên người Bạch Sùng cào cấu, không muốn để anh ta đi. Bạch Sùng vỗ vỗ đầu cô, hiền lành bảo, Tiểu Trần đừng nghịch, về anh cho em ăn cá cơm khô nhé. Diệp Trần kêu gừ gừ cảnh báo. Trần Lâm liền túm cô ném vào trong phòng, đi thôi. Bốn người trưởng thành cầm súng đi vào siêu thị, bỏ lại mèo con Diệp Trần ở trong xe một mình. Diệp Trần sốt ruột, nhìn đám mây đen ngoài trời đang tụ lại, cứ có cảm giác hơi bất an. Trong lòng Bạch Sùng cũng không được thoải mái. Bạch Tiểu Trần vẫn luôn ngoan ngoãn, à không, là tương đối ngoan ngoãn. Ít nhất nếu họ đi tìm đồ thì Diệp Trần sẽ không ra sức cản lại như vậy. Bạch Sùng vẫn luôn cho rằng, Bạch Tiểu Trần không chỉ là một con mèo bình thường, có khả năng là có một chút dị năng đặc biệt nào đó, ví dụ như là có thể nghe hiểu được họ nói chuyện. Điều này, với những con mèo bình thường, tuyệt đối là không thể. Vậy nên, trước hành vi báo động của Bạch Tiểu Trần, Bạch Sùng đâm ra cũng cảm thấy bất an, nói với ba người kia, hay là chúng ta quay lại đi, dù sao cũng sắp tới căn cứ rồi. Không được, Bạch Nguyên lập tức phản đối, ông ta biết mình sắp đến căn cứ, lại có Trần Lâm, một kẻ có dị năng đi theo. Trong lòng ông ta đã có quyết định của riêng mình, tới căn cứ, chúng ta chắc chắn sẽ phải giao nộp chút gì đó, bằng không, dựa vào đâu người ta phải chứ chúng ta, nộp được càng nhiều thì địa vị của chúng ta càng cao. Tranh thủ đang có Tiểu Lâm ở đây, chúng ta cố gắng tìm thêm chút đồ. Lúc tới đó không phải đi tay không? Đúng vậy, Trần Lâm gật đầu, nói với Bạch Sùng, hiện giờ rất hiện thực, Bạch Sùng không còn cách nào khác, đành theo họ vào trong siêu thị, cả nhóm chia làm 2 hướng, Trần Lâm đi tìm một mình, Bạch Nguyên và mẹ Bạch Sùng đi theo Bạch Sùng. Trong lúc tìm đồ, Bạch Sùng loáng thoáng nghe thấy tiếng gì đó, cha mẹ có nghe thấy tiếng gì không? Bạch Sùng quay lại hỏi cha mẹ. Bạch Nguyên nhíu mày, làm gì có tiếng gì, con đừng có chuyện bé xé ra to. Còn chưa dứt lời, ba người liền nghe thấy tiếng nước mưa cực kỳ rõ ràng, cùng với tiếng nước mưa rơi là tiếng một thứ chất lỏng nào đó chảy. Bạch Sùng nhíu mày ngẩng đầu lên, thình lình nhìn thấy một con nhện khổng lồ to bằng 2 người đang bám trên trần nhà. Bạch Sùng không chút chần chừ, hét lên gọi cha mẹ, chạy. Con nhện khổng lồ lao về phía 3 người, tốc độ rất nhanh, Bạch Sùng nổ súng, che cho cha mẹ, đồng thời la lên, con đoạn hậu cho, chạy mau. Không cần Bạch Sùng phải nói, vợ chồng Bạch Nguyên vốn đã sợ vỡ mật, 2 người chạy hồng hộc một mạch ra ngoài. Bạch Sùng đánh nhau cầm chân con nhện khổng lồ, định để vợ chồng Bạch Nguyên chạy xa rồi mình mới chạy, nhưng không ngờ, trong lúc anh ta đang đánh nhau, bỗng nghe rầm một tiếng. Bạch Sùng giật mình quay đầu nhìn, cha mẹ anh ta ấy vậy mà lại đi đóng cửa lại. Bạch Sùng vội vàng chạy lại vỗ cửa, không ngờ cửa đã bị khóa ngoài rồi. Cha mẹ anh ta nhốt anh ta lại trong này. Bạch Sùng ngẩn người, cũng trong chính chớp mắt ấy, con nhện khổng lồ xông về phía anh ta. Bạch Sùng lăn một vòng,
không kịp nghĩ bất kỳ điều gì, lạnh lùng nhìn lại con nhện. Sự phẫn nộ của Bạch Sùng Quốc bùng lên trong cơ thể anh ta. Thế giới này quả nhiên đúng như anh ta nghĩ, rất tàn nhẫn, rất lạnh lùng, bạc bẽo. Bạch Nguyên chạy một mạch như điên ra tới xe, nhanh chóng cho xe chạy. Trần Lâm cũng nhảy được lên xe, hỏi Bạch Nguyên, Bạch Sùng đâu? Nó không còn nữa rồi. Bạch Nguyên run run. Trần Lâm lái xe, lao như điên trên đường lớn, là zombie dị năng cấp 4, tôi mới có cấp 3, không đánh lại được. Chúng ta mau chạy thôi. Trần Lâm nhanh chóng kết luận, chạy thẳng về phía căn cứ. Diệp Trần đứng sau cửa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Thính lực của cô rất mạnh, nghe được nội dung cuộc nói chuyện giữa Bạch Nguyên và Trần Lâm xong. Diệp Trần liền đanh mặt lại, không có thông báo nhiệm vụ thất bại, chứng tỏ là Bạch Sùng vẫn còn sống. Bạch Nguyên nói dối, không được, cô phải đi cứu anh ta. Chương 110, luôn là mèo của cậu năm. Diệp Trần nhanh chóng biến thành người, lấy một chiếc áo, một chiếc quần trong ngăn tủ mặc vào rồi đeo hai thanh đao lên người, mở cửa đi ra ngoài. Mẹ của Bạch Sùng đang ngồi run rẩy trên sofa. Diệp Trần nhanh nhẹn nhảy ra sau lưng, kề đao lên cổ mẹ Bạch Sùng, bịt miệng bà lại, gằn giọng bảo, tôi cho bà một cơ hội để nói chuyện, nếu bà dám gọi người, tôi sẽ giết bà ngay. Tôi hỏi bà, ông bà đã bỏ Bạch Sùng lại ở chỗ nào rồi? Mẹ Bạch Sùng thở hổn hển. Diệp Trần từ từ thả tay che miệng bà ta ra, bà ta sốt sáng nói, kho hàng phía tây siêu thị, có một con nhện khổng lồ, cô định đi cứu nó phải không? Mau lên, ở phía tây ấy, có một cái cửa lớn, còn chưa nói hết, Diệp Trần đã không còn kiên nhẫn nữa, bổ sống đao lên cổ để bà ta ngất đi rồi chui qua cửa sổ, biến lại thành mèo, nhảy ra ngoài. Diệp Trần chạy như điên tới chỗ Bạch Sùng, cô chạy cực kỳ nhanh, nhanh ngoài sức tưởng tượng của cô, hơn nữa, trong khi chạy, Diệp Trần phát hiện ra năng lực bật nhảy của mình tốt một cách lạ lùng, độ mềm dẻo cũng vượt trội hơn người. Cô còn có thể biến ra móng vuốt và răng nanh, nói một cách đơn giản thì, toàn bộ những ưu điểm của loài mèo đều được bảo tồn trên cơ thể người. Cô đi theo hướng mẹ Bạch Sùng chỉ tới được kho hàng, nghe thấy bên trong có tiếng súng nổ. Bạch Sùng cầm cự được đến lúc này thật là ngoài dự tính. Cô nhanh chóng biến thành mèo, nhảy vào qua đường cửa sổ, lúc tiếp đất thì biến lại thành người. Bạch Sùng đang đánh nhau với con nhện khổng lồ kia rất căng. Lúc này, cơ thể Bạch Sùng vẫn chưa có dị năng trong khi đối thủ lại là một con nhện có dị năng cấp 4. Dị năng ở thế giới này được chia làm 8 cấp. Hiện giờ đang là giai đoạn sơ khai của mạt thế. Cho dù là zombie hay người đều chưa tiến hóa được tới mức dị năng cao. Ấy thế mà một sinh vật như vậy lại bị Bạch Sùng đụng phải. Với cơ thể của một người bình thường, Bạch Sùng gần như phải đem hết mọi kỹ năng anh ta từng học được ra dùng, vậy mà vẫn để dính phải nọc độc nhện phun ra. Nọc độc của nhện có khả năng gây tê liệt con mồi. Bạch Sùng tự mua cho mình một viên thuốc giải độc trên hệ thống, nhưng để thuốc phát huy công hiệu thì cần một chút thời gian. Trong khoảng thời gian chờ, anh ta bắt đầu cảm thấy động tác của mình chậm chạp dần, tốc độ tấn công của con nhện lại mỗi lúc một nhanh. Thấy nó sắp sửa lao tới, Bạch Sùng loạn choạng dịch sang một bên, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Chẳng lẽ anh ta vừa tới đây đã phải vùi thây ở chốn này, trong tay một con nhện khổng lồ sao? Anh ta còn đang muốn trở thành người đứng đầu thế giới này cơ mà. Bất kể thế nào, bét nhất thì anh ta cũng là nhân vật phản diện to nhất ở đây. Sao có thể phế nhân đến mức này được? Bạch Sùng vừa mỉa mai trong lòng vừa liều mạng chạy. Trong nháy mắt khi con nhện sắp chạm được vào anh ta, một thanh đao sắc bỗng từ trên trời giáng xuống, một cô gái cầm trường đao đâm thấu qua cơ thể của nhện khổng lồ, ghim nó xuống nền nhà. Bạch Sùng bị ép vào tường, con nhện chỉ cách anh ta vài centimet, mắt nó nhìn chằm chằm vào anh ta, dường như vẫn còn đang cố giãy giụa để chạm vào anh ta cho được. Bạch Sùng hoảng hốt, cựa một chút cũng không dám. Đứng xem cô gái kia vung đao, chém con nhện thành hai nửa. Đây là một sinh vật dị năng cấp 4, vậy mà bị cô gái kia chỉ một đao đã toi mạng.
rốt cuộc người này bản lĩnh động trời tới mức nào. Bạch Sùng ngơ ngác ngẩng đầu lên, mặt anh ta toàn là máu nhện bắn vào, trông dinh dính, bẩn bẩn. Diệp Trần thấy ghê, bước lùi lại rồi mới nói, đi, một câu mệnh lệnh, nói xong liền đi, trông đầy kiêu ngạo và lạnh lùng. Cơ thể của Bạch Sùng đã bị tê liệt nhưng anh ta vẫn đứng dậy, cố hết sức khập khiễng đi theo Diệp Trần ra chỗ cửa lớn. Diệp Trần nhìn cái cửa bị khóa, nhíu nhíu mày, quay lại nhìn Bạch Sùng một cái. Bạch Sùng cười đắng chát, cửa bị khóa ngoài. Diệp Trần gật đầu, tung chân đá một cước, cửa lõm ngay một chỗ in hình dấu chân. Người Bạch Sùng không to con, cửa này lại dày, ngay cả con nhện khổng lồ kia cũng không phá được. Vậy mà Diệp Trần đá một cước liền lõm ngay một hốc, cửa này khó mở hơn so với dự đoán. Diệp Trần cảm thấy chân hơi đau nhưng không muốn thể hiện là mình yếu trước mặt Bạch Sùng bèn ra vẻ hờ hững, đưa đao cho Bạch Sùng, lạnh nhạt bảo, lùi lại một chút, có đại hiệp ở đây. Bạch Sùng ngoan ngoãn nghe lời lùi lại. Diệp Trần lùi mấy bước, vỗ vỗ tay rồi chạy lấy đà, dồn khí tụ đan điền, hét lớn một tiếng, dồn hết sức vào chân, tung một cú đá, đá xong, Diệp Trần la lên oai oái, gãy rồi, gãy chân rồi. Vừa nói cô vừa ôm chân, nhảy lò cò một chân trên mặt đất. Bạch Sùng chạy tới, sốt sắng hỏi, người anh em không sao chứ? Diệp Trần, chỉ trong chưa đầy 5 phút đồng hồ ngắn ngủi, xưng hô của Bạch Sùng với cô đã đổi thành người anh em. Cô ôm chân, mấp máy môi, rất muốn cào chết cái tên ngốc nghếch này đi nhưng đau quá không nói nổi tiếng nào. Cô sợ mở miệng ra rồi thì hình tượng kiêu ngạo, lạnh lùng thế là mất hết. Trong lúc hai người nói chuyện, cửa kêu lên cọt kẹt, hai người ngẩng đầu lên nhìn. Bạch Sùng đang định an ủi Diệp Trần là cửa có mở được hay không không quan trọng, miễn chân không gãy là được. Thì đúng lúc này, cửa bỗng rụng ra, ngã sấp xuống. Diệp Trần quay sang nhìn Bạch Sùng, thái độ vừa kiêu ngạo vừa tự mãn. Bạch Sùng bỗng sực nhớ tới Bạch Tiểu Trần, anh ta vội nói, chúng ta mau đi thôi, tôi đi cùng xe với bạn tới đây, chắc là họ vẫn đang chờ. Nói xong, Bạch Sùng ngồi xổm xuống, bảo với Diệp Trần, nào, để tôi cõng anh. Diệp Trần không khách sáo, nhảy ngay lên lưng Bạch Sùng, động tác nhảy lên lưng của cô không phát ra một tiếng nào, nhanh nhẹn, nhẹ nhàng như một chú mèo. Thuốc Bạch Sùng mua bắt đầu phát huy tác dụng, miệng vết thương trên người Bạch Sùng nhanh chóng khép lại, cảm giác tê liệt cũng dần dần biến mất. Anh ta cõng Diệp Trần chạy ra ngoài, tới chỗ đậu xe lúc nãy mới thấy không có xe, chỉ còn dấu bánh xe. Bạch Sùng bất giác ngẩn ra, lúc vợ chồng Bạch Nguyên chạy đi đã khóa trái cửa lại, anh ta có nghe thấy tiếng, thực ra anh ta cũng có thể hiểu được, chỉ có vào lúc sinh tử, bạn mới biết được tình cảm chân thật sâu nặng ra sao. Đây là gì? Năng cấp 4. Từ góc nhìn của vợ chồng Bạch Nguyên thì con trai của họ ở lại cảng phía sau nhất định chỉ có nước biến thành zombie. Nếu đã nhất định phải chết, chẳng bằng đóng cửa lại, cẳng con nhện khổng lồ lâu thêm một chút, để bọn họ chạy cũng yên tâm hơn. Bạch Sùng không phải Bạch Sùng gốc nên chẳng quan tâm cặp vợ chồng này, họ làm ra chuyện như vậy. Bạch Sùng cảm thấy bùi ngùi hơn là giận dữ. Có điều, anh ta không ngờ, Trần Lâm cũng đi mất. Bạch Sùng không tin tưởng Trần Lâm nhưng anh ta tin tưởng vào nội dung thế giới. Anh ta vốn cho rằng, dựa theo nội dung gốc, Trần Lâm hẳn là một kẻ sẵn sàng vào sinh ra tử vì bạn bè. Thế mà, kết quả là, anh ta đã bỏ chạy cùng vợ chồng Bạch Nguyên. Nam chính như vậy thì làm nam chính thế nào được? Không đúng. Bạch Sùng lập tức nghĩ lại, nam chính như vậy càng dễ bị ăn đòn hơn. Trong lúc Bạch Sùng ngây ra suy nghĩ, Diệp Trần lại tưởng rằng Bạch Sùng đang đau buồn. Có ai gặp phải chuyện này mà lòng chẳng buồn? Người thân yêu nhất của mình vào thời khắc quyết định đã đẩy mình ra đối mặt với hiểm nguy. Đòn đã kích như vậy, ai cũng thấy khó lòng chịu nổi cả thôi. Cô vốn định an ủi anh ta mấy câu, nào ngờ mở miệng ra lại thành, chật, bọn họ không cần anh. Nói xong, Diệp Trần liền phát, ở trong cơ thể con mèo này, bất giác liền bị nhiễm tính nết của mèo. Cô đâu có muốn như vậy đâu, cô muốn giải thích nhưng không mở miệng được.
đành im lặng đứng chờ xem Bạch Sùng đáp thế nào. Kết quả, Bạch Sùng nghe cô nói vậy xong trông cũng không có vẻ đau lòng lắm, gật gật đầu, thản nhiên nói, ừ, bọn họ không cần tôi, anh tên là gì, anh định đi đâu, hay là chúng ta đi cùng nhau nhé, được, Diệp Trần gật đầu, anh đã cầu xin tôi như vậy thì tôi miễn cưỡng đồng ý bảo vệ anh vậy. Bạch Sùng đang cõng Diệp Trần, thật muốn vứt cái người này xuống, nhưng nghĩ đến ơn cứu mạng vừa rồi, Bạch Sùng đành hít sâu một hơi, bình tĩnh hỏi, người anh em tên gì vậy? Thứ nhất, tôi không phải là người anh em, Diệp Trần đáp ngay, giọng lạnh lùng, mang theo chút ngạo mạn. Thứ hai, tôi tên là Diệp Trần. Thứ ba, tôi định tới căn cứ gần nhất kiếm chút vật tư rồi sẽ tới thành phố B tòng quân. Nghe thấy cái tên này, Bạch Sùng ngẩn người, anh ta nhớ, Tống Uyển Thanh cũng tên là Diệp Trần. Anh ta quay đầu lại, một sườn mặt hướng về phía căn cứ, một sườn mặt hướng về phía Diệp Trần. Ánh mắt ngạc nhiên của anh ta làm Diệp Trần cảm thấy không hài lòng. Anh nhìn cái gì? Cô, Bạch Sùng cân nhắc từ ngữ, cẩn thận đặt câu hỏi. Cô vẫn luôn tên là Diệp Trần à? Đúng vậy. Vậy cô, Bạch Sùng mím môi suy nghĩ vì sao ở thế giới trước Tống Uyển Thanh lại có khác biệt lớn với nội dung gốc tới như vậy? Tại sao Tống Uyển Thanh lại có võ công cao cường trở thành thủ hạ số 1 của Hồng Sen? Tại sao Tống Uyển Thanh lại tự xưng là Diệp Trần? Chẳng lẽ, Bạch Sùng có một suy đoán lớn mật? Cô có kiếp trước không? Diệp Trần quay ngoắt lại nhìn, ngẩn ra trước câu hỏi của Bạch Sùng. Cô nhìn anh ta, cân nhắc câu trả lời. Bạch Sùng càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán của mình rất đáng tin. Anh ta nói thêm, ví dụ như cô từng có một người yêu, sau đó cô đội mũ xanh cho anh ta, móc nối với một gã đàn ông anh tuấn tiêu sái, nhiều tiền nhưng rất già rồi ly hôn với anh ta. Một kiếp trước kiểu như vậy thì sao? Diệp Trần, dùng những từ ngữ này miêu tả kiếp trước. Cô, hoàn toàn không hề muốn thừa nhận mình từng có một kiếp trước như vậy. Vậy là cô kiêu ngạo quay đầu đi. Hờ hững đáp, đã từng yêu. Còn tiếp, các phần tiếp theo sẽ được gửi đến các bạn trong các số tới. Mong các bạn đón nghe. Like, share và đăng ký kênh để được nghe nhiều bộ truyện hấp dẫn hơn. Cảm ơn các bạn.